xếp lạc, không xong rồi, có người đến đập phá công trường. Một giám sát viên đội mũ bảo hộ thở hổn hển chạy tới, hoảng loạn nói. Đập phá công trường. Lạc Bân ngơ ngác hỏi, đập phá cái gì? Ở công trường có cái gì để đập phá? Rầm rầm rầm. Ngay sau đó lại có tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, còn kèm theo tiếng máy móc xây dựng cỡ lớn. Vẫn còn á. Giám sát viên bỗng chỉ ra cổng công trường, khiếp sợ nói. Bấy giờ Lạc Bân mới vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một chiếc máy xúc cỡ lớn đang tới gần. 10 giây sau, mười mấy chiếc máy xúc cùng đi vào. Các máy xúc này đồng loạt lao thẳng tới các công trình đang thi công. Mấy tòa nhà đã xây xong đều bị va chạm nghiêm trọng. Như vậy vẫn chưa đủ, máy xúc còn điên cuồng đào móc, quả thực chính là hiện trường phá dỡ cỡ lớn. Mau ngăn lại ngay cho tôi. Trông thấy các công trình kiến trúc bị tổn hại, Lạc Bân hốt hoảng gào lên, hai mắt đỏ bừng. Ánh mắt của Dương Thanh cũng trở nên lạnh lẽo. Thành Cửu Châu là dự án xây dựng trọng điểm của tập đoàn Nhạn Thanh, có vốn đầu tư khổng lồ. Nhưng giờ đây đột nhiên xuất hiện mấy cái máy xúc tự tiện phá dỡ các công trình kiến trúc. Đây chính là gây hấn trắng trợn. Hiện giờ ở Yến Đô, không một ai không biết dự án Thành Cửu Châu thuộc về tập đoàn Nhạn Thanh. Cũng không ai không biết tập đoàn Nhạn Thanh là của Dương Thanh. Vậy mà vẫn có người dám làm như vậy, rõ ràng không hề coi Dương Thanh ra gì. Quỳnh! Dương Thanh tiện tay nhặt một thanh sắt lên ném ra ngoài. Một chiếc máy xúc cách anh không xa bị ném trúng, bánh xe kẹt chặt không thể di chuyển. Uinh uinh uinh. Dương Thanh giống như một sa thủ tiện tay ném mười mấy thanh sắt liên tiếp. Thoáng chốc, mười mấy chiếc máy xúc đều bị chặn bánh, không di chuyển được. Lúc này, Lạc Bân đã bắt đầu huy động người, toàn bộ máy móc có thể di chuyển trên công trường đều được cho ra sân. Chưa đầy 5 phút sau, một phần máy xúc từ ngoài xông vào bị Dương Thanh làm kẹt bánh xe, phần còn lại bị mấy chiếc xe tải hạng nặng bao vây không di chuyển nổi. Nhưng hiện trường vẫn vô cùng hỗn loạn. Mấy tòa nhà vừa mới xây xong đều bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy chúng vẫn còn đứng sừng sững nhưng bọn họ vẫn phải đập đi xây lại lần nữa. Lạc Bân nuối tiếc nhìn các công trình kiến trúc bị hủy hoại, đau lòng suýt khóc. Ông ta chạy tới một chiếc máy xúc bị khống chế, tát thật mạnh vào mặt người lái, giận dữ quát, ai cho phép bọn mày làm vậy? Đến cả Dương Thanh cũng phải kinh ngạc, trước giờ ở trước mặt anh Lạc Bân vẫn rất bình tĩnh. Lần đầu tiên anh thấy ông ta nổi giận tới mức ra tay đánh người. Người lái máy xúc nhổ nước bọt xen lẫn máu, ngạo nghễ cười lạnh nói, ông dám đánh tôi sao? Bốp! Lạc Bân lại tát thêm cái nữa, cả giận nói, chúng mày làm tổn hại nhiều công trình kiến trúc của bọn tao như vậy, đánh mày thì sao? Đối phương còn biết ông ta, rõ ràng đã có chuẩn bị trước. Lạc Bân nhanh chóng bình tĩnh lại. Mau thả chúng tôi ra. Nếu không các người không còn thời hạn một ngày nữa đâu. Lái xe kêu căng ham dọa. Lạc Bân lo lắng nhìn chằm chằm lái xe, nhưng vẫn không chịu thả người. Cút ra. Lái xe đột nhiên đẩy Lạc Bân ra định rời đi. Lạc Bân lảo đảo suýt ngã, may có công nhân đỡ được. Dương Thanh nhanh chóng được Lạc Bân dẫn tới phòng làm việc của mình. Đây là một gian phòng được dựng tạm bằng tôn, chỉ rộng chừng 20 mét vuông. Lúc này ông ta mới giật mình phát hiện trong căn phòng giản dị này không còn chỗ ngồi nào khác ngoài giường xếp và ghế máy tính. Chủ tịch ngồi trước đi. Lạc Bân vội vàng kéo ghế máy tính tới. Dương Thanh cũng không khách sáo ngồi xuống, bất đắc dĩ nói với Lạc Bân đang đứng trước mặt, tôi nói bao nhiêu lần rồi, không cần câu nệ với tôi như vậy. Ông cũng ngồi đi. Anh vừa nói vừa chỉ vào giường xếp. Lạc Bân cười ngây ngô một tiếng rồi ngồi xuống giường. Hai người trò chuyện về việc nhà. Dương Thanh không hề nhắc tới công việc, Lạc Bân cũng dần thả lòng. Chủ tịch, cậu nghĩ hiện giờ ở Yến Đô còn ai dám đắc tội tập đoàn Nhạn Thanh? Cuối cùng Lạc Bân vẫn chủ động nói tới công việc. Dương Thanh cười lạnh, có lẽ ở Yến Đô không có, nhưng không có nghĩa cả Chiêu Châu này không có ai dám đắc tội chúng ta. Ý cậu là người đứng sau chuyện này không phải ở Yến Đô? Lạc Bân căng thẳng hỏi. Ông ta đã nghĩ tới một khả năng nhưng không dám xác định. Dương Thanh gật đầu, ông sẽ biết là ai sớm thôi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Dương Thanh reo lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là số lạ gọi tới, nhưng Dương Thanh lại rất quen thuộc. Đây chính là số đêm qua Tiết Nguyên Bá gọi cho anh. Cậu Thanh, tôi muốn báo cho cậu một chuyện. Tôi vừa nhận được tin Tiết Nguyên Cát định ra tay với dự án Thành Cửu Châu. Cậu nên chuẩn bị đi. Dương Thanh vừa bắt máy, Tiết Nguyên Bá đã lên tiếng. Tin tức của ông chậm quá. Dương Thanh lạnh giọng nói. Cậu biết rồi à, không thể nào,
tôi vừa mới nhận được tin này mà. Giọng điệu của Tiết Nguyên Bá tràn đầy kinh ngạc, tựa như thực sự vừa mới biết tin. Ông nghĩ sao? Dương Thanh hỏi ngược lại. Anh không hề tin tưởng Tiết Nguyên Bá. Tam vương tử nhà họ Tiết sao có thể khách sáo với anh như vậy? Nếu nói Tiết Nguyên Bá không có ý đồ riêng, chắc chắn anh sẽ không tin. Tiết Nguyên Bá và Tiết Nguyên Cát là quan hệ cạnh tranh, ai biết chuyện này có phải do Tiết Nguyên Bá đứng sau để châm ngòi Dương Thanh và Tiết Nguyên Cát hay không? Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Tiết Nguyên Bá cuống cuồng nói xin lỗi, lần này tại tôi chậm trễ, vô cùng xin lỗi cậu. Nhưng tôi cam đoan lần sau sẽ không như vậy nữa. Dương Thanh lạnh lùng nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bây giờ ông mau nói cho tôi biết địa chỉ và số điện thoại của Tiết Nguyên Cát đi. Không cần biết chuyện này có phải do ông ta làm hay không, tôi cũng phải tới tìm ông ta. Ngoài ra, tôi đồng ý lời đề nghị tối qua của ông với điều kiện, nếu lần sau còn có chuyện thế này, ông buộc phải báo ngay cho tôi biết. Nghe Dương Thanh nói thế, Tiết Nguyên Bá vô cùng kích động, cảm ơn cậu Thanh cho tôi cơ hội. Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không chậm trễ báo tin nữa đâu. Bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại của Tiết Nguyên Cát cho cậu. Dương Thanh dứt khoát cúp máy. Trong quá trình nghe điện thoại, anh không hề giấu Lạc Bân. Lạc Bân theo anh đã lâu, rất đáng tin tưởng, không cần phải giấu ông ta những chuyện này. Chủ tịch, là Tiết Nguyên Cát làm ạ? Lạc Bân tò mò hỏi. Vừa nãy Dương Thanh và Tiết Nguyên Bá nói chuyện điện thoại, ông ta nghe thấy cái tên này. Dương Thanh không hề giấu giếm, là nhị vương tử của vương tộc họ Tiết, mới tới Yến Đô tối qua. Lạc Bân kinh sợ run rẩy nói, lần trước chúng ta đấu giá được mảnh đất ở ngoại ô phía nam này, tam vương tử nhà họ Tiết đã muốn chiếm đoạt. Không ngờ ông ta thất bại, nhị vương tử lại tới. Nhà họ Tiết đúng là không coi ai ra gì, lần này dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, làm hỏng 13 công trình kiến trúc của chúng ta, thiệt hại ít nhất 1 tỷ. Lạc Bân tức giận nói, vừa rồi đã tính qua mức tổn thất. Dương Thanh nói, nhất định phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Yên tâm đi, chúng ta tổn thất 1 tỷ, ít nhất bọn họ phải lấy ra 10 tỷ. Trong lúc đó, Tiết Nguyên Bá đã gửi địa chỉ và số điện thoại của Tiết Nguyên Cát tới. Dương Thanh gọi thẳng cho Tiết Nguyên Cát, đối phương nhanh chóng nghe máy, giọng nói cực kỳ hống hách, ai? Dương Thanh. Dương Thanh đáp. Dương Thanh là ai? Bây giờ loại thấp kém nào cũng gọi được cho tôi rồi à? Lời nói tràn đầy khinh thường, mang theo chút bớn cợt, hiển nhiên biết anh là ai. Thái độ của Tiết Nguyên Cát còn ngạo mạn hơn cả Tiết Nguyên Bá lúc mới tới Yến Đô. Dương Thanh khẽ cau mày, nhị vương tử, ông không định bồi thường cho tôi à? Người trẻ tuổi bây giờ túng dục quá độ, đầu óc đần độn, tai điếc cả rồi sao? Tiết Nguyên Cát nói, tôi bảo cậu bồi thường 50 tỷ cho nhà họ Tiết chứ không phải chúng tôi bồi thường cho cậu, hiểu chưa? Nếu vẫn không hiểu thì để tôi dạy câu. Được thôi. Tôi chờ ông đến dậy ở công trường xây dựng thành Cửu Châu. Dương Thanh cười lạnh nói rồi cúp máy. Tiết Nguyên Cát đang ngồi trên sofa cỡ lớn, gõ tay xuống bàn trà, khinh thường nói, một thằng nhóc đi lính mấy năm tưởng địa vị của mình cao lắm sao? Cậu có tư cách gì bảo tôi đến công trường dạy dỗ cậu? Người trung niên bên cạnh ông ta đột nhiên lên tiếng, nhị vương tử, nhiệm vụ lần này của chúng ta là nắm quyền toàn bộ Yến Đô, không nên phí sức với một thằng danh con. Ông biết Dương Thanh không đơn giản sao còn trêu chọc cậu ta, người trung niên lại hỏi. Tiết Nguyên Cát nói, đánh giặc phải bắt kẻ cầm đầu. Nếu Dương Thanh đã có khả năng xưng vương ở Yến Đô, chỉ cần cậu ta nghe lời chúng ta, muốn nắm quyền ở Yến Đô sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chúng ta làm vậy đã đắc tội Dương Thanh, sao có thể khiến cậu ta nghe lời, người trung niên lại càng mờ mịt. Tiết Nguyên Cát cười lạnh một tiếng, ông thì biết cái gì? Dương Thanh ở công trường xây dựng thành Cửu Châu suốt cả ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiết Nguyên Cát đâu. Lúc tan làm, Lạc Bân không nhịn được lên tiếng hỏi, chủ tịch, sao Tiết Nguyên Cát vẫn chưa tới? Làm sao bây giờ? Ai bảo ông Tiết Nguyên Cát sẽ tới đây? Dương Thanh hỏi ngược lại. Hả? Lạc Bân lập tức sửng sốt. Dương Thanh ở lại công trường cả ngày, ông ta cứ tưởng anh đang chờ Tiết Nguyên Cát, thì ra không phải. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lạc Bân, Dương Thanh cười nói. Tiết Nguyên Cát sẽ không tới đâu. Trong mắt ông ta chỉ có người khác tới tìm mình, sao có thể chủ động đi tìm người khác? Ý của cậu là cậu định đi tìm ông ta hả? Lạc Bân lại hỏi. Dương Thanh lắc đầu không giải thích, chỉ dặn dò, nếu công trường lại xảy ra chuyện, ông bảo mọi người chú ý an toàn là được, đừng xung đột với đối phương. Chỉ cần báo lại tổn thất của thành Cửu Châu cho tôi. Dù cả thành Cửu Châu đều bị san bằng, chỉ cần người của chúng ta không sao là được. Dứt lời.
Dương Thanh quay người rời đi. Lạc Bân lại càng mờ mịt. Hôm nay công trường đã bị tổn thất ít nhất 1 tỷ, sao Dương Thanh không sốt ruột? Ông ta đi theo Dương Thanh đã lâu nhưng chưa từng thấy anh thất bại. Kể cả như vậy, ông ta vẫn rất lo lắng. Dù sao lần này kẻ địch cũng là thế lực khổng lồ, đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không đắc tội nổi. Cả ngày hôm nay ông ta cứ cảm thấy thấp thỏm lo âu như sắp có chuyện lớn xảy ra. Mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Lạc Bân đột nhiên lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định, mình nên tin tưởng chủ tịch, cứ làm theo lời cậu ấy dặn là được. An toàn, an toàn, an toàn, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Lạc Bân tự nhắc nhở chính mình rồi vội vàng chạy ra ngoài công trường tự mình giám sát. Cùng lúc đó, Tiết Nguyên Bá chờ Dương Thanh tới gây sự với Tiết Nguyên Cát nhưng chờ cả ngày vẫn không thấy tin tức gì. Còn tin tức gì nữa không? Tiết Nguyên Bá gọi quân sư Nhậm Kiến Vinh tới hỏi. Nhậm Kiến Vinh lắc đầu, vừa rồi thám tử ở công trường xây dựng thành Cửu Châu báo tin, Dương Thanh ở đó cả ngày, ban nãy mới rời đi. Tiết Nguyên Bá cau mày nói, không đúng, Dương Thanh không phải loại người cam lòng chịu thiệt. Tiết Nguyên Cát suýt san bằng cả thành Cửu Châu, sao cậu ta không phản ứng gì? Nhậm Kiến Vinh lại nói, hiện giờ công trường đã khôi phục như bình thường. Nghe nói Dương Thanh yêu cầu đập toàn bộ công trình kiến trúc bị hư hỏng để xây lại. Lần này cậu ta bị tổn thất ít nhất 1 tỷ, chưa kể chậm trễ tiến độ thi công. Tiết Nguyên Bá rất muốn gọi điện thoại hỏi Dương Thanh nhưng không dám. Tam Vương Tử, có cần phải theo dõi Dương Thanh nữa không? Nhậm Kiến Vinh bỗng hỏi. Tiết Nguyên Bá lắc đầu, đến cả ông Lạc còn chẳng phải đối thủ của cậu ta. Chỉ e toàn bộ nhà họ Tiết không có mấy ai tiếp cận được cậu ta. Ông ta vẫn tự biết lượng sức mình, lần trước chịu nhục rời khỏi Yến Đô, ông ta đã điều tra kỹ càng về Dương Thanh. Mặc dù không biết tại sao Tiết Nguyên Cát suýt phá hủy cả thành Cửu Châu mà Dương Thanh vẫn không hành động, nhưng ông ta dám chắc anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Mấy chuyện tôi giao cho ông thế nào rồi? Tiết Nguyên Bá đột nhiên hỏi. Nhậm Kiến Vinh gật đầu, ông yên tâm, chỗ ở của Tiết Nguyên Cát cũng do chúng ta sắp xếp. Dù là một con kiến bò vào cũng có thể giữ lại chứng cứ. Dương Thanh cũng cười đáp, tính ra em còn phải gọi anh là anh họ. Sau này đừng khách sáo như thế, cứ gọi em là Dương Thanh đi. Diệp Phàm sảng khoái cười một tiếng, được, anh không khách sáo với cậu nữa, sau này gọi thẳng tên cậu luôn. Diệp Phàm lại có ấn tượng mới về Dương Thanh. Anh ta từng nghe Diệp Hoa kể nhiều về Dương Thanh, cũng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của anh. Không ngờ anh cũng thân thiện như vậy. Nửa tiếng sau, trong phòng đế vương của tiệm ăn nhà họ Trần. Dương Thanh lấy được em làm vợ là phúc của cậu ấy. Bấy giờ sắc mặt của Tần Thanh Tâm mới tốt hơn một chút, cười đáp, cảm ơn anh. Hai người nhìn nhau cười rồi cùng ngồi xuống. Dương Thanh nhìn ra được Diệp Phàm rất chân thành, trong lòng thấy cảm kích. Trong bữa cơm, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên. Chủ tịch, nguy rồi, công trường lại xảy ra chuyện rồi. Lạc Bân gào ầm lên, giọng nói nghẹn ngào. Trước khi Dương Thanh rời khỏi công trường đã nhắc nhở Lạc Bân sẽ còn xảy ra chuyện, dù thế nào cũng chỉ cần bảo đảm an toàn cho công nhân là được. Nhưng bây giờ Lạc Bân đột nhiên gọi tới nói công trường xảy ra chuyện lớn, vậy thì thực sự có chuyện lớn rồi. Ông đừng hoảng, cứ từ từ nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thanh đứng dậy nói với Diệp Phàm và Tần Thanh Tâm, xin lỗi, anh không ăn cùng hai người được. Tần Thanh Tâm và Diệp Phàm cũng nhìn ra anh đang sốt ruột. Diệp Phàm vội nói. Cậu cứ đi đi, không cần lo cho bọn anh. Cậu yên tâm, lát nữa anh sẽ đưa Thanh Tâm về nhà. Cảm ơn anh. Dương Thanh đáp. Tần Thanh Tâm cũng vội vàng nói, anh mau đi đi. Dương Thanh gật đầu rời khỏi tiệm cơm. Sau khi anh lên xe, Lạc Bân đã kể lại mọi chuyện. Bởi vì chuyện sáng nay nên Lạc Bân đã phái thêm nhiều người trông chừng ở cửa ra vào, kiểm tra nghiêm ngặt mỗi chiếc xe đi vào công trường. Trùng hợp tối nay có một lô vật liệu xây dựng được chuyển đến. Vì đều là đối tác lúc trước nên Lạc Bân không hề hoài nghi. Nhưng sau khi hơn 20 chiếc xe tải lớn chất đầy vật liệu xây dựng đi vào công trường lại đột nhiên tăng tốc, điên cuồng tông vào các công trình kiến trúc của thành Cửu Châu. Vì là buổi tối, ánh đèn yếu ớt, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thoáng chốc lại có mười mấy công trình bị hư hỏng nghiêm trọng. Nếu Lạc Bân không phản ứng kịp thời, lập tức gọi người ngăn lại, chỉ e số lượng công trình bị hủy hoại sẽ vượt quá con số 20. Chủ tịch. Bọn họ khinh người quá đáng, mua chuộc cả nhà cung cấp vật liệu xây dựng cho chúng ta. Lạc Bân tức giận nói, hiện giờ tổn thất quá lớn, các khoản đầu tư của chúng ta trong khoảng thời gian này đều mất trắng. Toàn bộ công trình bị hư hỏng đều phải dỡ bỏ xây lại. Đây quả thực chính là tai họa.
Dương Thanh cũng nổi giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ông còn nhớ lời tôi dặn trước khi đi không? Lạc Bân sửng sốt rồi đáp, cậu nói dù thực sự xảy ra chuyện, chỉ cần người không sao là tốt. Còn tổn thất của chúng ta, cậu sẽ bắt đối phương đền gấp trăm nghìn lần. Không sai, chính là câu nói này. Dương Thanh vừa lái xe vừa nói, ông là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh, cũng là người phụ trách cao nhất của dự án thành Cửu Châu. Ai cũng có thể hoảng, nhưng ông thì không được. Bây giờ ông phải coi như không có gì, coi như chúng ta phải tiếp nhận một công trình bỏ đi cần xây dựng lại. Ngoài ra, thống kê thiệt hại trong ngày hôm nay cho tôi, không cần chính xác, áng chừng là được. Nghe anh nói thế, Lạc Bân mới dần tỉnh táo lại. Trong vòng một ngày công trường liên tục xảy ra chuyện lớn hai lần nên Lạc Bân bị đả kích rất lớn, lúc gọi cho Dương Thanh cũng nghẹn ngào. Có thể thấy ông ta đang vô cùng giận dữ. Tôi biết phải làm gì rồi. Cậu cứ giao chuyện ở công trường cho tôi. Chuyện bồi thường thiệt hại phiền cậu giải quyết nhé. Lạc Bân nói. Được, trong vòng 20 phút thống kê sơ bộ thiệt hại rồi gửi cho tôi, Dương Thanh nói xong lập tức cúp máy. Xe lao vun vút trên đường. Dương Thanh bình tĩnh đến đáng sợ, không ai biết trong lòng anh đang cuồn cuộn lửa giận. Hiện giờ anh có thể xác định, chuyện lúc sáng và vừa nãy đều do Tiết Nguyên Cát gây ra. Chợt chuông điện thoại reo lên. Anh ấn mở loa ngoài, lạnh giọng nói, nếu ông không thể cho tôi một lời giải thích thuyết phục, trước 12 giờ đêm nay phải cút khỏi Yến Đô. Cậu Thanh, Tiết Nguyên Cát quá giảo hoạt. Tôi cũng không ngờ anh ta lại ra tay với cậu, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức. Giọng nói của Tiết Nguyên Bá vang lên. Ông đòi hợp tác với tôi, cam đoan sẽ không chậm trễ báo tin cho tôi. Thành Cửu Châu xảy ra chuyện, tôi còn biết sớm hơn ông. Ông nói tôi phải tin ông thế nào? Dương Thanh lạnh giọng chất vấn. Cậu Thanh bất giận, tôi không kịp thời biết được tin tức Thành Cửu Châu xảy ra chuyện. Tiết Nguyên Bá nói, nhưng hiện giờ còn có tin quan trọng hơn. Cậu nghe tôi nói trước đã. Dương Thanh cau mày quát, nói. Tôi vừa nhận được tin Tiết Nguyên Cát định động đến vợ cậu. Chuyện ở công trường chỉ là đánh lạc hướng. Tiết Nguyên Cát biết vợ cậu chính là điểm yếu của cậu, cũng biết thực lực của cậu rất mạnh nên định bắt cóc vợ cậu để uy hiếp. Tiết Nguyên Bá vội vàng nói. Kít! Dương Thanh lập tức cúp máy, lại gọi cho Tần Thanh Tâm. Cô nhanh chóng bắt máy, anh giải quyết xong việc chưa? Hai người vẫn đang ở tiệm ăn nhà họ Trần à, Dương Thanh hỏi. Dù vậy, cô vẫn rất lo lắng. Tần Thanh Tâm vội vàng ngăn cản. Nhưng người anh họ trong mắt cô đột nhiên như biến thành người khác, không nói một lời nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe điên cuồng lao trên đường. Bấy giờ Tần Thanh Tâm mới ý thức được gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch, anh chính là người muốn bắt cóc tôi đúng không? Diệp Phàm, rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh lại làm vậy? Tần Thanh Tâm giận dữ chất vấn, một tay lặng lẽ thò vào túi xách định lén lút gọi cho Dương Thanh. Cô để số của Dương Thanh là số khẩn cấp đầu tiên, không cần nhìn cũng có thể gọi cho anh. Mặc dù đang chất vấn Diệp Phàm nhưng trong lòng cô lại rất sợ bị anh ta phát hiện. Động tác nhỏ này của cô vẫn không qua được mắt Diệp Phàm. Không muốn chết thì tốt nhất đừng giở trò. Diệp Phàm không thèm quay đầu lại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, lạnh giọng nói, ném điện thoại của cô ra ngoài cửa sổ đi. Cánh tay mới luồn vào túi xách của Tần Thanh Tâm trở nên cứng đờ. Cô không ngờ mình vẫn bị phát hiện. Dừng xe, mau dừng xe cho tôi. Tần Thanh Tâm biết mình bị lộ, không thể gọi cho Dương Thanh được nữa bèn cầm túi xách đập vào đầu Diệp Phàm. Bốp! Nhưng túi xách chưa đập trúng đầu anh ta đã nắm chặt cổ tay của cô. Diệp Phàm vẫn không thèm nhìn Tần Thanh Tâm, bỗng đoạt lấy túi xách ném ra ngoài cửa sổ. Tần Thanh Tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Điện thoại là hy vọng duy nhất để liên lạc với Dương Thanh đã bị ném ra ngoài. Không đúng, anh không phải Diệp Phàm. Tuy tôi quen Diệp Phàm chưa lâu nhưng vẫn biết anh ấy là người như thế nào. Hơn nữa, tôi rất quen thuộc các động tác nhỏ của anh ấy. Động tác của anh khác hẳn anh ấy. Tần Thanh Tâm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chợt kinh hãi lên tiếng. Sau khi lên xe, cô đã cảm thấy Diệp Phàm có gì đó sai sai. Sau khi tỉnh táo lại, cô mới từ từ phát hiện ra từng động tác của Diệp Phàm. Giọng nói của một người có thể là giả, nhưng thói quen sinh hoạt và cử chỉ động tác không thể làm giả được. Hiện giờ cô có thể xác định, người này không phải Diệp Phàm vừa mới ăn cơm cùng mình. Nghe vậy, Diệp Phàm lập tức nhíu mày, bấy giờ mới nhìn Tần Thanh Tâm. Nhưng chỉ nhìn một cái rồi thôi, tốc độ xe càng tăng nhanh, cảnh vật hai bên đường không ngừng lùi lại về sau. Tinh mắt đấy, không ngờ cô có thể nhìn ra tôi không phải bạn cô. Một giọng nói già nua xa lạ vang lên từ miệng Diệp Phàm.
ông ta tiện tay xé mặt nạ, lộ ra một gương mặt già khỏm. Tần Thanh Tâm trợn tròn mắt, há hốc mồm. Tuy cô đoán được người này không phải Diệp Phàm nhưng khi tận mắt xác nhận, cô vẫn không khỏi kinh hãi. Rốt cuộc ông là ai? Tần Thanh Tâm run rẩy nói. Người lái xe là một ông già đầu tóc bạc trắng nhưng không hề hiền lành. Gương mặt chằng chịt những vết sẹo bỏng. Đây là một gương mặt hoàn toàn bị hủy hoại. Tôi không tên không họ, người đời gọi là quỷ kiến sầu. Rõ ràng đây chỉ là một biệt danh. Giọng nói của ông ta rất khàn, cộng với gương mặt chằng chịt vết sẹo trông rất đáng sợ. Bộ dạng này với cái tên này quả thực rất hợp. Dừng xe, tôi bảo ông dừng xe. Tần Thanh Tâm quên đi nỗi sợ, giơ tay túm lấy vô lăng. Quỷ kiến sầu đập vào gáy Tần Thanh Tâm khiến cô ngất xỉu, đầu dựa vào lưng ghế. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã đuổi tới tiệm ăn nhà họ Trần. Nhưng anh gọi mấy cuộc điện thoại vẫn không thấy Tần Thanh Tâm nhấc máy. Lòng anh trầm xuống. Anh đã cố hết sức chạy tới nhưng vẫn không thấy người đâu. Rất có thể cô đã bị bắt đi. Chợt Dương Thanh trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi tiệm ăn. Anh ta chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm, Tâm đâu rồi? Dương Thanh vội vã chạy tới gặng hỏi. Xin lỗi cậu, có lẽ Thanh Tâm gặp chuyện không may rồi. Giọng điệu tràn đầy trêu tức. Dương Thanh cố nén giận nói, ông biết tôi đang nói gì mà. Nếu ông đã tới Yến Đô, chắc cũng biết tôi là người thế nào rồi. Ông làm vậy thực sự không sợ gây thù với tôi sao? Anh vẫn luôn cho rằng Tần Thanh Tâm bị Tiết Nguyên Cát bắt cóc, Tiết Nguyên Bá cũng báo tin này cho anh biết. Sao lại nói là tôi chơi cậu? Vợ cậu thực sự không phải do tôi bắt đâu. Quỷ kiến sầu còn chưa đưa người tới, tôi nói cô ta không ở trong tay tôi đâu có sai. Tiết Nguyên Cát bật cười bỡn cợt. Dương Thanh hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Lâu lắm rồi anh mới tức giận đến mức mất kiểm soát như lúc này. Tiết Nguyên Cát, ông có biết mình đang làm gì không? Ông đang chơi với lửa đấy. Dương Thanh trầm giọng nói, ông muốn miếng đất ở ngoại ô phía nam đúng không? Được, tôi cho ông. Chỉ cần ông thả vợ tôi ra, tôi cam đoan sẽ khôi phục lại nguyên vẹn mảnh đất đó trong vòng 3 ngày. Vì Tần Thanh Tâm anh có thể làm bất cứ chuyện gì, hiện giờ đã không còn giới hạn. Ha ha! Tiết Nguyên Cát bật cười đắc ý. Cười đủ rồi ông ta mới lên tiếng, lúc trước đúng là tôi muốn mảnh đất kia, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Ông muốn gì? Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Tôi muốn cậu nghe lời tôi. Tiết Nguyên Cát ngừng cười, tôi có niềm đam mê chinh phục những kẻ bất trị. Chỉ cần cậu chịu nghe lời tôi sẽ cho cậu làm vương của Yến Đô. Hơn nữa tôi có thể bảo đảm với cậu, nhà họ Tiết sẽ không nhúng tay vào, mọi chuyện ở Yến Đô đều do cậu định đoạt. Chỉ cần lúc tôi cần, cậu có thể ngoan ngoãn làm việc cho tôi là được. Ông ta cười một tiếng rồi nói tiếp, tôi nhìn ra được vợ cậu rất quan trọng với cậu, là điểm yếu lớn nhất của cậu. Vì cô ta, cậu có thể từ bỏ cả thế giới, đúng không? Hiện giờ chỉ cần cậu đi theo tôi. Cậu sẽ đạt được lợi ích khổng lồ, còn giữ được mạng cho vợ, chuyện tốt như vậy sao lại không chịu làm? Cậu nên biết đấu với nhà họ Tiết không thắng nổi. Sao không chọn đi theo tôi? Tôi cho cậu một đêm để suy nghĩ. Tôi hứa vợ cậu sẽ không gặp chuyện gì. Nếu trước khi mặt trời mọc cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời chắc chắn, vậy thì vợ cậu. Tiết Nguyên Cát không nói nốt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ngoài ra, đừng có giở trò gì. Tôi nhát gan lắm. Nhớ bị dọa sợ không cẩn thận làm vợ cậu bị thương thì không tốt đâu. Dứt lời, ông ta lập tức cúp máy. Dương Thanh nghe thấy thông báo máy bận, sắc mặt trở nên âm trầm, Tiết Nguyên Cát, ông chết chắc rồi. Lúc Tiết Nguyên Bá nói Tiết Nguyên Cát là kẻ hèn hạ không từ thủ đoạn, anh còn xem thường. Nhưng giờ đây anh mới biết ông ta là kẻ khốn nạn không có chừng mực. Đúng lúc này lại có người gọi tới. Lúc Dương Thanh nhìn thấy số gọi tới liền mừng rỡ, sao mình lại quên mất tiền bưu được nhỉ? Tiền Bưu vẫn luôn âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm. Bây giờ cô bị bắt đi, sao ông ta lại không biết được? Anh vội vàng nghe máy, cậu Thanh, tôi liên tục đuổi theo vợ cậu, không rảnh báo lại cho cậu, bây giờ mới có thời gian. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Khó trách chỉ cho mình một đêm suy nghĩ. Chỗ này có lẽ phải tới mấy trăm nghìn container, nếu phải đi tìm từng cái e là cũng phải tìm tới sáng mai. Dương Thanh nhìn đống container xếp la liệt, ánh mắt rét lạnh. Cậu Thanh, đúng lúc này, Tiền Bưu xuất hiện, áy náy nói, xin lỗi cậu, tại tôi không bảo vệ được cô ấy. Dương Thanh hỏi, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Chỉ là thỉnh thoảng Tiền Bưu sẽ nhìn Dương Thanh một cái. Cùng lúc đó trong một tòa biệt thự xa hoa ở Yến Đô, Tiết Nguyên Cát đang chào phúng nhìn TV.
Trên màn hình TV cỡ lớn chính là bến tàu ở ngoại ô phía Bắc, xung quanh chỉ toàn container. Dương Thanh không thể ngờ được, cô đã bị dẫn tới bên cạnh Tiết Nguyên Cát. Danh con độc mồm độc miệng lắm, tôi thích, nếu không phải cô còn tác dụng với tôi, cô đã nằm trên giường tôi từ lâu rồi. Tiết Nguyên Cát cười híp mắt nói. Tần Thanh Tâm run rẩy vô thức ngồi ngay ngắn. Cô nhìn thấy dục vọng nóng bỏng trong mắt Tiết Nguyên Cát. Tại sao ông lại giày vò Dương Thanh như vậy? Tần Thanh Tâm bỗng cắn răng hỏi. Mặc dù cô bị người của Tiết Nguyên Cát dẫn tới đây nhưng chỉ lúc cướp vô lăng trên xe mới bị đánh ngất. Sau đó cô không hề bị thương. Cô có cảm giác Tiết Nguyên Cát không có ý làm hại mình và Dương Thanh, mà là có mục đích không thể nói cho ai biết. Tiết Nguyên Cát cười híp mắt nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm, cô nghĩ tại sao tôi phải làm vậy? Cô chỉ tỏ ra tức giận, không chịu trả lời. Trần Quân, ông nói cho cô Tần biết tại sao tôi phải làm vậy đi. Tiết Nguyên Cát đột nhiên nói với người trung niên đứng bên cạnh. Trần Quân khoảng chừng 40 tuổi, mặc vest, đeo kính gọng vàng. Dưới ánh đèn, ánh mắt ông ta trở nên gian trá. Ông ta đẩy giọng kính, cười nói, nếu tôi đoán không sai, nhị vương tử muốn thuần phục Dương Thanh phải không? Tiết Nguyên Cát không đáp, chỉ mỉm cười nhấp một ngụm trà, vẻ mặt hài lòng. Trần Quân lại nói tiếp, lần đầu nhị vương tử cho người tới san bằng một phần công trình ở thành Cửu Châu đã bắt đầu xây dựng kế hoạch. Đầu tiên phá công trình khiến Dương Thanh tức giận mất kiểm soát. Lần thứ hai lại mua chuộc nhà cung cấp vật liệu phá công trường tiếp để đánh lạc hướng. Nếu Dương Thanh không vội vàng chạy tới công trường, sao quỷ kiến sầu có cơ hội bắt cô Tần đi? Tần Thanh Tâm kinh hãi, không ngờ hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là âm mưu nhằm vào Dương Thanh. Bắt tôi đến đây có tác dụng gì? Tần Thanh Tâm hỏi. Trần Quân cười nói, một người đàn ông có thể vì cô từ một kẻ vô dụng trở thành người có thực lực mạnh mẽ như ngày hôm nay, chứng tỏ cô rất quan trọng với cậu ta. Chỉ cần cô gặp chuyện, cậu ta sẽ hoảng loạn. Sự thật chứng minh cậu ta đã dối trí vì cô. Tần Thanh Tâm vô thức run rẩy, không ngờ mình lại quan trọng với Dương Thanh đến vậy. Hai mắt cô ướt nhòe, vành mắt hoe đỏ. Cô Tần đúng là khiến người ta phải ghen tị. Được một người đàn ông yêu thương như vậy, nếu những người phụ nữ khác biết được đều sẽ ghen tị muốn chết. Trần Quân mỉm cười nói tiếp, chỉ cần cô vẫn ở trong tay chúng tôi, bắt Dương Thanh từ bỏ tất cả cũng không thành vấn đề. Nhưng nhị vương tử không cần những thứ cậu ta đang có, mà cần chính cậu ta. Nhưng người như cậu ta chỉ khi thuần phục được cậu ta mới chịu nghe thời. Nhị vương tử giày vò Dương Thanh như vậy là để cậu ta biết, dù cậu ta ở Yến Đô lợi hại đến mức nào thì đối với nhị vương tử, cậu ta chẳng là cái thá gì. Chỉ khi hủy hoại lòng tin của cậu ta mới có thể hoàn toàn thu phục. Tiết Nguyên Cát cười lớn nói, tốt, nói hay lắm. Câu nói này cũng thừa nhận suy đoán của Trần Quân. Tiết Nguyên Cát mỉm cười, ông sẽ biết thôi. Nhưng e là đêm nay không xem được nữa rồi. Dứt lời, ông ta quay người lên tầng, trước khi đi còn căn dặn, đưa cô Tần đến phòng cho khách nghỉ ngơi. Sáng mai cô ta còn phải xem kịch hay với tôi. Vâng. Hai nữ vệ sĩ lập tức tiến lên lôi Tần Thanh Tâm tới phòng cho khách, không cho cô cơ hội phản kháng. Cùng lúc đó ở bến tàu ngoại ô phía Bắc, bốn phía toàn là container, Dương Thanh vẫn không ngừng tìm kiếm, không bỏ lại một cái nào. Tiền Bưu tìm chậm hơn anh rất nhiều. Thúc Cốt Công. Dương Thanh nhíu mày chứng kiến quỷ kiến sầu thoát khỏi tay mình. Dương Thanh lạnh lùng hỏi, ông làm gì Tiền Bưu rồi? Ông ấy đang ở đâu? Anh đã hoài nghi ông ta từ lâu, chỉ là bất đắc dĩ phải giả vờ không biết để che giấu. Trước giờ Tiền Bưu chưa từng nói nhảm nhiều như thế, cũng không chủ động hỏi anh quá nhiều. Vừa nãy tranh thủ nghỉ ngơi rời đi mới tìm được cơ hội đối phó ông ta. Chết rồi. Quỷ kiến sầu cười khanh khách, giọng điệu cực kỳ rùng rợn. Quỷ kiến sầu vừa dứt lời, toàn thân Dương Thanh tỏa ra khí lạnh. Mặc dù hai người vẫn cách nhau một khoảng nhỏ nhưng ông ta vẫn cảm nhận được. Tôi hỏi ông lần cuối, ông làm gì Tiền Bưu rồi? Ông ấy đang ở đâu? Dương Thanh hỏi lại lần nữa. Lần này nụ cười trên mặt quỷ kiến sầu đã biến mất. Ông ta cảm thấy sát khí khủng khiếp từ trên người Dương Thanh. Dương Thanh không tin Tiền Bưu thực sự đã chết. Anh biết chỉ cần có người muốn dẫn Tần Thanh Tâm đi, chắc chắn Tiền Bưu sẽ liều chết cứu cô. Nhưng Tiền Bưu gặp phải đối thủ quá mạnh, không đánh lại nổi. Tôi nói rồi, hắn chết rồi, sao cậu không chịu tin? Không thể không thừa nhận gã Tiền Bưu này cũng có chút thực lực. Tôi mà không đánh hết sức đã không giết nổi hắn. Quỷ kiến sầu cười nói, tôi rất tò mò, trong tình hình hiện giờ không phải cậu nên quan tâm đến vợ mình nhất sao? Dương Thanh không trả lời.
Không phải anh không muốn biết Tần Thanh Tâm ở đâu, mà là đối phương tự xông tới, đương nhiên biết rõ giá trị của Tần Thanh Tâm. Đã vậy, sao họ có thể để anh dễ dàng biết được? Nếu ông không chịu nói, tôi chỉ có thể ra tay. Dương Thanh nói xong, cả người lập tức biến mất. Một giây sau, anh đã xuất hiện trước mặt Quỷ Kiến Sầu. Lúc này Quỷ Kiến Sầu mới ý thức được, kẻ địch của mình mạnh tới mức nào. Ông ta lập tức hốt hoảng, không hề do dự tung đấm về phía Dương Thanh. Bịch! Dương Thanh cũng tung ra một đấm. Hai nắm đấm va chạm vào nhau tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ. Quỷ Kiến Sầu bay ngược ra ngoài. Ông ta vô cùng kinh hãi. Tiết Nguyên Cát đã cảnh cáo ông ta, nếu bị phát hiện phải lập tức bỏ chạy. Nhưng ông ta không tin mình không đánh lại được Dương Thanh. Cho dù thực sự không phải là đối thủ cũng không đến mức chạy không thoát. Nhưng giờ đây, ông ta lại hối hận vì không chạy ngay từ đầu. Cú đấm vừa rồi đã khiến cả cánh tay phải của ông ta gãy nát, không còn sức chiến đấu. Nói mau, tiền bưu ở đâu? Giọng nói của Dương Thanh cực kỳ lạnh lùng, không cho Quỷ Kiến Sầu cơ hội chạy trốn. Anh khẽ động đậy đã chặn đứng đường lui duy nhất của ông ta. Sốt cuộc cậu còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Hắn chết rồi, cậu không nghe hiểu tiếng người à? Quỷ Kiến Sầu biết trốn không thoát, chỉ có thể uy hiếp, nhưng đừng quên, vợ cậu vẫn đang ở trong này chúng tôi. Nếu cậu dám làm gì tôi, vợ cậu chỉ còn đường chết. Bịch! Dương Thanh lại tung đấm vào mặt Quỷ Kiến Sầu. Ông ta không thể phản kháng, cả người bay ngược ra ngoài. Tôi hỏi ông lần cuối, nói hoặc chết. Quỷ Kiến Sầu trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Ông ta cứ tưởng ở đây chỉ có mình và Dương Thanh, nào ngờ vẫn còn có người khác. Đến cả ông ta cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người đó. Còn sống là tốt rồi. Nỗi lo trong lòng Dương Thanh rốt cuộc tan biến. Vừa rồi anh vẫn lo lắng Tiền Bưu có khả năng đã bị giết. Tiết Nguyên Cát không giết Tần Thanh Tâm, nhưng ai biết ông ta có giết người khác không? Ông đã mất đi giá trị cuối cùng. Dương Thanh hờ hững nhìn Quỷ Kiến Sầu. Một câu nói khiến ông ta cảm nhận được sát khí kinh người, hoảng sợ nói, cậu không thể giết tôi là người của Nhị Vương Tử. Cậu giết tôi sẽ trở thành kẻ địch của nhà họ Tiết. Trở thành kẻ địch của nhà họ Tiết. Dương Thanh cười nhạo một tiếng, ông nghĩ bây giờ tôi với nhà họ Tiết còn có đường lui nữa à? Sắc mặt Quỷ Kiến Sầu lập tức cứng đờ. Ông ta cứ tưởng Tiết Nguyên Cát liên tục nhằm vào Dương Thanh là có thể khiến anh thần phục, không ngờ mọi chuyện không hề đơn giản. Ông ta cũng đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh. Đối với loại người này chỉ có hai cách tiếp xúc. Một là làm bạn bè, hai là giết chết, tuyệt đối không nên trở thành kẻ thù của anh. Tiền Bưu áy náy định nói xin lỗi lại bị Dương Thanh chen ngang, ông không làm sai gì cả, chỉ là kẻ địch quá mạnh. Ông cứ về dưỡng thương trước đi. Tiền Bưu biết Dương Thanh vội tìm kiếm Tần Thanh Tâm, cũng không nhiều lời, gật đầu rồi được ảnh vệ đỡ đi. Mã Siêu cười lạnh một tiếng. Nhiều người muốn làm việc cho anh Thanh lắm, ông có tư cách gì? Ít nhất tôi cũng mạnh hơn người bảo vệ vợ cậu ta. Quỷ Kiến Sầu phản bác. Mã Siêu lập tức nghẹn họng, không biết phải nói gì. Dương Thanh híp mắt hỏi, ông thực sự muốn làm việc cho tôi sao? Sao Dương Thanh có thể tin tưởng Quỷ Kiến Sầu thực sự muốn đi theo mình chứ? Hiện giờ anh chỉ muốn giết sạch người của nhà họ Tiết. Quỷ Kiến Sầu không hề e ngại nhìn Dương Thanh nói, đương nhiên tôi có tư cách. Dựa vào việc tôi có thể cứu vợ cậu ra và trợ giúp cậu đối phó nhà họ Tiết. Nếu cậu không tin, tôi có thể ký giấy cam kết chỉ trung thành với cậu trước. Dương Thanh nói, được thôi, cứ cho tôi một bản cam kết trước đi. Được. Quỷ Kiến Sầu không hề do dự lập tức đồng ý, còn nói, nhưng tôi nghĩ hiện giờ quan trọng nhất là phải cứu vợ cậu ra. Còn về giấy cam kết có thể đợi cứu người xong rồi nói tiếp. Lần này đến cả Dương Thanh cũng sững sờ. Anh chỉ tùy tiện nói vậy. Không ngờ ông ta lại sảng khoái đồng ý, giống như một bản cam kết chẳng đáng là bao. Ông nói có thể cứu vợ tôi ra. Vậy thì cứ cứu người trước đi, chuyện còn lại nói sau. Dương Thanh không hề hứa hẹn sẽ cho Quỷ Kiến Sầu đi theo mình. Không phải Dương Thanh không muốn thu nhận cao thủ như vậy, mà là ông ta quá nguy hiểm. Tạm thời anh không thể xác nhận rốt cuộc ông ta có phải gián điệp nhà họ Tiết phái tới hay không. Tuy trông có vẻ không giống nhưng vẫn đáng để hoài nghi. Anh Thanh, sao anh lại tin lời ông ta? Mã Siêu hốt hoảng nói. Dương Thanh cau mày, tôi tự biết nên làm thế nào. Nghe vậy, Mã Siêu không khuyên anh nữa. Cậu Thanh, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta đi cứu vợ cậu luôn được không? Quỷ Kiến Sầu đề nghị. Đi. Dương Thanh đáp. Cho dù biết phía trước là hố lửa,
chỉ cần có thể cứu được Tần Thanh Tâm, anh sẽ không chần chừ nhảy vào. Cậu đừng lo, hiện giờ vợ cậu rất an toàn. Trước khi mặt trời mọc, cô ấy sẽ không có việc gì. Trên đường đi cứu Tần Thanh Tâm, Quỷ Kiến Sầu thấy Dương Thanh lo lắng bèn nói. Dương Thanh cau mày nhìn ông ta, rốt cuộc Tiết Nguyên Cát đang giở trò gì? Ông ta muốn thuần phục cậu. Quỷ Kiến Sầu nói xong lập tức bật cười, nhưng ông ta vốn không biết người lần này ông ta muốn thuần phục là ai. Thuần phục tôi. Dương Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Dưới gầm trời này, ai dám nói có thể thuần phục được anh? Một đứa con cháu của vương tộc cũng dám phát ngôn bừa bãi. Tiết Nguyên Cát rất ngạo mạn, nhưng ông ta đã nhìn chúng ai thì người đó chỉ có chết hoặc bị thuần phục. Dương Thanh thấy mờ mịt. Mặt của Quỷ Kiến Sầu bị hủy hoại nghiêm trọng, không nhìn ra được tuổi tác, chỉ có một đầu tóc trắng khiến anh tưởng ông ta rất lớn tuổi. Nào ngờ Quỷ Kiến Sầu cũng rất biết đùa, không hề giống một ông già lớn tuổi. Bây giờ nghe Quỷ Kiến Sầu nói thế cũng thấy hứng thú. Đến cả Mã Siêu cũng tò mò nghe ngóng. Quỷ Kiến Sầu nói tiếp, nghe đồn Yến Đô từng được gọi là Đế Thành. Khi đó vẫn còn chín hoàng tộc chia nhau cai quản chín châu vực lớn. Duy nhất Yến Đô không thuộc về châu vực nào nhưng lại có thể dẫn đầu chín châu vực lớn. Cũng từ lúc đó, Yến Đô vẫn luôn độc lập với bốn biên giới và chín châu vực lớn. Không một hoàng tộc nào dám ngấp nghé vùng đất này. Nhưng thời gian trôi đi, ngày càng có nhiều hoàng tộc mơ ước có được Yến Đô. Cho đến một ngày, năm trong chín hoàng tộc âm thầm bàn bạc, quyết định liên thủ khống chế Yến Đô rồi mới quyết định chủ nhân mới của Yến Đô. Đáng buồn là năm hoàng tộc dẫn 1 triệu quân tới tấn công Yến Đô thì người đó xuất hiện, tức giận dùng sức một người trấn áp cả năm hoàng tộc đó. Người đó nể tình hoàng tộc có cùng dòng máu với mình mới tha cho năm hoàng tộc kia. Chính vì vậy, thế lực của năm hoàng tộc kia bị suy yếu rất lớn, trở thành năm vương tộc ngày nay. Nghe vậy, Dương Thanh hơi thất vọng. Bởi vì người đó và người anh quen biết kia không thể là cùng một người. Người anh quen biết kia chỉ là một người trung niên. Người đó từng lập ra quy định, dòng chính của hoàng tộc và vương tộc không được đặt chân vào Yến Đô cho đến ngày Yến Đô xuất hiện một vị vương mới. Quỷ Kiến Sầu nhìn Dương Thanh, lần này vương tử nhà họ Tiết dám tới Yến Đô là vì nghe tin đồn có người xưng vương ở Yến Đô. Theo tôi được biết, người xưng vương ở Yến Đô kia chính là cậu. Dương Thanh sửng sốt, không ngờ người của vương tộc liên tiếp xuất hiện ở Yến Đô là vì mình. Tôi xưng vương lúc nào? Dương Thanh hỏi. Anh bỗng nhớ tới lần trước Tiết Nguyên Bá bị anh đuổi khỏi Yến Đô, còn bị anh ép triệu tập các gia tộc bên phe ông ta tới khách sạn Đế Đô. Đám gia tộc do nhà họ Tôn cầm đầu biết không còn cơ hội trở mình nhao nhao tỏ thái độ tôn anh lên làm vương của Yến Đô. Lúc ấy anh còn nói một câu, tôi vốn là thần, sao còn phải xưng vương? Ý của anh là lúc ở biên giới phía Bắc anh được gọi là chiến thần bất bại. Đến cả vinh dự này anh cũng từ bỏ, sao phải làm vương của Yến Đô? Không ngờ câu nói này lại bị biến tấu thành anh muốn xưng vương. Không đúng, theo lời ông nói, trước khi tôi chưa xưng vương, dòng chính của vương tộc không thể tới Yến Đô. Nhưng Club Hoàng Kim thì sao? Cả lúc Tiết Nguyên Bá đến Yến Đô cũng chẳng liên quan tới chuyện tôi xưng vương. Dương Thanh phản bác, Quỷ Kiến Sầu lắc đầu nói. Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết nhà họ Tiết dám gióng trống khua chiêng tới Yến Đô là vì tin đồn cậu xưng vương ở đây. Đương nhiên có lẽ đây chỉ là một cái cớ. Giống như cậu nói, trước khi cậu xưng vương đã có dòng chính nhà họ Tào và nhà họ Tiết chạy tới Yến Đô. Hơn nữa, lúc người đó lập ra quy định dòng chính của hoàng tộc và vương tộc không được đặt chân vào Yến Đô đã là hơn 100 năm trước. Chắc hẳn người đó đã qua đời từ lâu, không còn uy hiếp tới hoàng tộc và vương tộc nữa. Dương Thanh im lặng không nói, đang cố tiêu hóa câu chuyện Quỷ Kiến Sầu vừa kể. Theo lời ông ta nói, có lẽ người nhà họ Tiết và nhà họ Tào chạy tới Yến Đô mới chỉ là bắt đầu. Trong 4 hoàng tộc và 5 vương tộc mới chỉ có 2 nhà tới. 7 nhà còn lại sao có thể trơ mắt đứng nhìn Yến Đô rơi vào tay gia tộc khác? Có lẽ, các gia tộc còn lại chỉ đang quan sát từ xa. Dừng xe. Quỷ Kiến Sầu bỗng lên tiếng. Tài xế đưa mắt nhìn Dương Thanh. Thấy anh gật đầu mới dám dừng xe. Chỗ xe đỗ lại rất tối, không có đèn đường. Quỷ Kiến Sầu giải thích, cách đây 1000 mét về phía trước có một biệt thự trên đỉnh núi, chính là chỗ ở của Tiết Nguyên Cát. Tiến lên thêm 100 mét nữa sẽ vào phạm vi giám sát của camera. Tiết Nguyên Cát làm việc cực kỳ cẩn trọng. Trong vòng 1000 mét quanh biệt thự đã lắp đặt camera giám sát nhưng vẫn sai người canh gác suốt 24/24. Nếu chúng ta ngang nhiên lái xe vào chắc chắn sẽ bị bại lộ. Khi đó vợ cậu Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Mã Siêu cắn răng nói, đúng là một gã khó chơi,
không ngờ lại cẩn thận tới mức này. Dương Thanh nhìn ông ta, cảm thấy cái người mặt quỷ này cũng có chút tác dụng. Tài xế ở lại tiếp ứng. Ba người Dương Thanh, Mã Siêu và Quỷ Kiến Sầu lặng lẽ đột nhập vào khu vực nghìn mét quanh biệt thự. Nhờ Quỷ Kiến Sầu, bọn họ dễ dàng tránh được vệ sĩ và camera giám sát tới gần biệt thự. Đây là một tòa biệt thự 3 tầng rộng khoảng hơn 1.000 mét vuông, bên ngoài còn có một bể bơi ngoài trời. Lối vào biệt thự có 4 vệ sĩ trang bị súng ống đầy đủ. Bởi vì đang vào mùa đông nên tất cả cửa sổ đều bị đóng chặt. Tức là muốn vào trong biệt thự, bọn họ chỉ có thể đi từ cửa chính. Mã Siêu nhìn Quỷ Kiến Sầu, dùng tay ra hiệu hỏi, chúng ta vào kiểu gì? Ông ta nhìn cửa biệt thự, nhỏ giọng nói, cậu Thanh, ngoài cửa biệt thự có camera. Nếu chúng ta hành động sẽ lập tức bị phát hiện. Bây giờ chỉ có thể để tôi đi vào trước, đợi tìm được vợ cậu, đảm bảo cô ấy vẫn an toàn sẽ báo cho hai người. Chúng ta trong ngoài kết hợp cứu vợ cậu ra. Gã cầm đầu chợt lên tiếng. Đương nhiên rồi. Nói xong, Quỷ Kiến Sầu bước vào trong biệt thự. Có kẻ tập kích. Cùng lúc đó trong biệt thự vang lên tiếng hét thất thanh. Khắp nơi trong căn biệt thự đều có người, tiếng gào thét có kẻ tập kích vẫn cứ vang vọng. Chỉ 10 giây sau Dương Thanh và Mã Siêu đã đột nhập được vào bên trong. Tách! Đúng lúc này, ánh đèn trong căn biệt thự bừng sáng trở lại. Dương Thanh vô thức nhắm mắt lại, nhưng nhanh chóng trợn trừng mắt. Chỉ thấy bốn phía xung quanh có rất nhiều người, mà trên sofa giữa phòng khách là một bóng hình quen thuộc đang mở to mắt, lồng ngực bị một lưỡi dao sáng loáng đâm vào. Tam Vương Tử! Từng tiếng hô hào vang lên, tất cả mọi người đều đằng đằng sát khí nhìn Dương Thanh và Mã Siêu. Dương Thanh cũng ngây dại vì thi thể trên sofa kia chính là người từng đề nghị hợp tác nhờ anh giết Tiết Nguyên Cát, Tam Vương Tử Tiết Nguyên Bá. Chính mày đã giết Tam Vương Tử. Gã vệ sĩ cầm đầu căm tức nói. Dương Thanh giết Tam Vương Tử, chúng ta phải báo thù cho ông ấy. Gã ta bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu lao về phía Dương Thanh. Cút! Mã Siêu giận dữ quát, bỗng tiến lên một bước đấm bay gã vệ sĩ đầu tiên xông lên. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cao thủ ảnh vệ cũng nhao nhao xuất hiện, thoáng chốc bao vây mười mấy gã vệ sĩ ở phòng khách. Trước khi Dương Thanh và Mã Siêu tới đây đã dặn dò đám ảnh vệ. Các anh em, Tam Vương Tử bị giết, dù chúng ta có thể thoát chết nhà họ Tiết cũng sẽ không tha cho chúng ta. Sao chúng ta không liều chết một trận, dù có hy sinh thì người nhà chúng ta cũng được nhà họ Tiết cho một khoản tiền lớn. Anh em xông lên, trả thù cho Tam Vương Tử. Gã vệ sĩ cầm đầu giống giận. Lôi ra một lưỡi dao sáng loáng xông ra ngoài. Giết, trả thù cho Tam Vương Tử. Mười mấy gã vệ sĩ nhà họ Tiết đồng loạt xông thẳng vào đám ảnh vệ. Sắc mặt Dương Thanh cực kỳ âm trầm. Nếu bây giờ anh vẫn chưa ý thức được mình bị lừa thì đúng là đồ con lợn. Quỷ Kiến Sầu không hề thật lòng muốn làm việc cho anh, cũng không phải muốn giúp anh cứu Tần Thanh Tâm, mà là lừa anh vào chồng. Đây không phải nơi ở của Tiết Nguyên Cát, mà là của Tiết Nguyên Bá. Quỷ Kiến Sầu dẫn anh tới để giết Tiết Nguyên Bá rồi đổ tội cho anh. Vệ sĩ của Tiết Nguyên Bá chỉ có mười mấy người, đám ảnh vệ có 50 người. Cộng thêm Mã Siêu gia nhập, cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Mười mấy gã vệ sĩ của Tiết Nguyên Bá đều bị giết sạch. Anh Thanh, tìm thấy chị dâu rồi. Mã Siêu bỗng lên tiếng. Cô ấy không sao chứ? Dương Thanh không hề thấy vui sướng vì đã cứu được Tần Thanh Tâm, mà đang lo lắng phiền phức lớn hơn sắp kéo tới. Mã Siêu lắc đầu, chị dâu không sao, chỉ đang hôn mê ở trong phòng. Nghe vậy, Dương Thanh mới thở phào một hơi. Cậu dẫn ảnh vệ rút đi trước, tôi sẽ đưa Tâm đi. Tiết Nguyên Cát giận dữ hét, cậu đừng nói hưu nói vượt. Em trai của tôi bị cậu giết, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Cậu có thể giải thích kiểu gì? Đến cả Tam Vương Tử nhà họ Tiết cũng dám giết, cậu to gan thật đấy. Nếu hôm nay cậu không thể giải thích rõ ràng, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu. Không chỉ vậy, Dương Thanh còn đoán được hung thủ giết Tiết Nguyên Bá chính là Quỷ Kiến Sầu chạy vào biệt thự trước anh. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn bị Tiết Nguyên Cát dắt mũi. Ngay từ khi bắt đầu anh đã rơi vào bẫy của ông ta. Đến tận lúc này Dương Thanh mới ý thức được, mình đã xem thường Tiết Nguyên Cát rất nhiều. Đương nhiên đây là lỗi của anh, nhưng chỉ cần liên quan tới Tần Thanh Tâm, anh đều không thể giữ được tỉnh táo. Nếu trước đó nghe lời Mã Siêu, anh đã không bị Quỷ Kiến Sầu lừa vào chồng. Có lẽ Quỷ Kiến Sầu dẫn anh tới đây vốn là để giết Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá mỉm cười nói tiếp, chuyện xảy ra ở đây chỉ có người của tôi và người của cậu biết. Tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ không chủ động nói ra chuyện này. Chỉ cần cậu chịu đi theo tôi,
tôi có thể đảm bảo chuyện tối nay không liên quan gì tới cậu. Lời hứa hẹn trước đó vẫn còn hiệu lực. Tôi sẽ nâng đỡ cậu trở thành vương của Yến Đô, nắm giữ toàn bộ quyền hành ở Yến Đô. Sao hả, tôi đủ thành ý chưa? Đến cả chuyện cậu giết em trai của tôi cũng có thể bỏ qua. Dương Thanh không nói chuyện, ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lẽo. Lâu lắm rồi anh chưa bị mắc bẫy kẻ khác. Phải thừa nhận Tiết Nguyên Cát này rất giỏi. Nhưng ông ta lại gặp phải Dương Thanh. Nếu đổi thành người khác có lẽ đã bị ông ta uy hiếp thành công. Tào lao. Mã Siêu tức giận nói, ông cũng xứng đòi anh Thanh đi theo ông chắc. Rốt cuộc tại sao Tiết Nguyên Bá lại chết, bản thân ông biết rất rõ. Ông muốn giá họa cho anh Thanh hả? Ông giá họa nổi không? Mã Siêu vô cùng giận dữ, lần đầu tiên uất ức như vậy từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc. Tiết Nguyên Cát nheo mắt lại, người trẻ tuổi phải biết khiêm tốn một chút. Cậu chưa đủ tư cách nói chuyện với người có địa vị như tôi đâu. Mã Siêu nổi trận lôi đình, ông là cái thá gì? Nếu không có nhà họ Tiết chống lưng, dám phát ngôn bừa bãi trước mặt anh Thanh, ông đã chết rất nhiều lần rồi. Cậu tên là Mã Siêu, năm nay 25 tuổi, là trẻ mồ côi. Vợ chưa cưới của cậu là Ngải Lâm của nhà họ Ngải ở Yến Đô, hai người định làm đám cưới vào cuối năm nay. Tiết Nguyên Cát bỗng nhiên cười híp mắt nói, tức là chỉ còn 5 ngày nữa sẽ đến ngày cưới của hai người. Nghe thấy thế, sắc mặt Mã Siêu lập tức biến đổi, cả giận nói, ông uy hiếp tôi. Tiết Nguyên Cát cười đáp, muốn bị tôi uy hiếp cũng phải đủ tư cách. Năng lực của cậu chưa đủ. Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở, sắp tới ngày vui của cậu rồi. Cậu cũng không muốn vợ chưa cưới của cậu vừa kết hôn đã trở thành quả phụ đâu nhỉ? Hay là để cậu mất vợ? Tiết Nguyên Cát không hề uy hiếp, nhưng mỗi câu nói lại tác động mạnh mẽ đến Mã Siêu. Anh Thanh mau đưa chị dâu đi đi. Em sẽ khiến thằng khốn này bỏ mạng ở đây. Sát khí lấp lóe trong mắt Mã Siêu, ý muốn giết người cực kỳ mãnh liệt. Tiết Nguyên Cát cười nói, tôi biết hai người các cậu đều rất mạnh. Tôi cũng công nhận đám người tôi dẫn tới vẫn chưa đủ để hai cậu nhét kẽ răng. Nhưng các cậu nghĩ tôi biết vậy vẫn dám dẫn người tới mà không có kế hoạch gì sao? Dương Thanh vẫn không hành động thiếu suy nghĩ chính vì lo lắng như vậy. Anh đấu với Tiết Nguyên Cát mấy lần nào cũng thua. Nhị vương tử nhà họ Tiết này rất không đơn giản, thủ đoạn vô cùng hèn hạ, nếu không đã không dùng Tần Thanh Tâm để dụ Dương Thanh tới. Vì quyền thế không tiếc giết hại em ruột của chính mình. Nếu không thể giải quyết chuyện Tiết Nguyên Bá bị hại, chắc chắn Tiết Vương sẽ nổi giận. Một khi Tiết Vương tới Yến Đô sẽ rất phiền phức. Dù sao Tiết Nguyên Bá cũng là đứa con trai được Tiết Vương yêu thương nhất, bồi dưỡng như người thừa kế. Đợi tôi trở thành Tiết Vương đời tiếp theo, cậu chính là người có công lớn nhất, muốn bao nhiêu quyền lực, địa vị, gái đẹp sẽ có bấy nhiêu. Chỉ cần cậu chịu đi theo tôi sẽ có được mọi thứ. Rốt cuộc cậu đang do dự điều gì? Tiết Nguyên Cát cứ như một diễn thuyết gia, ăn nói hùng hồn, cũng giống một ông chú xấu xa lừa gạt cô gái nhỏ. Nhưng Dương Thanh không phải thính giả, cũng chẳng phải cô gái nhỏ ngây thơ. Tiết Nguyên Cát có nói hay đến đâu, anh cũng không có hứng thú. Tôi từ chối. Dương Thanh lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải ông vẫn luôn thèm muốn miếng đất ở ngoại ô phía nam kia sao? Trước khi ông xuất hiện, người nhà họ Tào cũng muốn cướp nó về. Hiện giờ tôi có thể làm chủ tặng miếng đất đó cho ông. Về chuyện nhà họ Tiết các người muốn làm gì, sau này muốn làm gì ở Yến Đô, tôi đều sẽ không nhúng tay vào. Tôi chỉ cần xóa bỏ mọi thù oán với nhà họ Tiết. Nhưng nếu anh thật sự làm như vậy sẽ trở thành kẻ thù của toàn dân, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tiết Nguyên Cát cũng nhìn chằm chằm Dương Thanh, dường như cảm nhận được nét tang thương trong mắt anh. Dường như chàng trai trẻ hơn con trai ông ta này còn trải qua nhiều chuyện hơn cả ông ta. Không được. Bọn họ đã muốn tự tìm chết, chúng ta cứ giết sạch bọn họ là được. Sao phải nhẫn nhịn chịu nhục như vậy? Lần đầu tiên Mã Siêu tức giận với Dương Thanh. Anh của hiện giờ khiến anh ta cực kỳ thất vọng. Dương Thanh vẫn làm như không nghe thấy, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng mấy chốc, 10 phút ngắn ngủi đã trôi qua. Dương Thanh, hết 10 phút rồi, cậu có thể cho tôi biết câu trả lời được chưa? Tiết Nguyên Cát cười hỏi. Dương Thanh nhìn Tiết Nguyên Cát, vẻ mặt phức tạp hỏi, Tiết Nguyên Bá đã chết, không còn ai tranh đoạt quyền thừa kế với ông nữa. Tại sao ông còn muốn ép tôi như vậy? Trông Dương Thanh có vẻ bình tĩnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm tột độ. Nhất là Tiết Nguyên Cát càng cảm thấy rõ ràng hơn. Hiện giờ Dương Thanh càng bình tĩnh, ông ta càng sợ hãi. Trong lòng Mã Siêu kích động, anh ta là cấp dưới cũng là anh em thân thiết nhất của Dương Thanh. Anh ta biết rõ trạng thái hiện giờ của Dương Thanh là nguy hiểm nhất,
không phải tôi muốn ép cậu mà là muốn thuần hóa cậu, để cậu trở thành con chó của nhà họ Tiết chúng tôi, bảo cậu cắn ai cậu phải cắn người đó. Ánh mắt của Tiết Nguyên Cát nghiêm túc hẳn lên, dường như muốn dùng sự tức giận để che giấu nỗi sợ. Hai gã vệ sĩ nhà họ Tiết đứng sau lưng ông ta cũng vội vàng tiến lên bảo vệ ông ta, rõ ràng đã cảm nhận được nguy hiểm từ phía Dương Thanh. Có vẻ Dương Thanh không hề tức giận khi bị Tiết Nguyên Cát nói thành chó, sắc mặt bình thản lắc đầu, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, bảo vệ người thân bên cạnh tôi. Nhưng tại sao các người không chịu tha cho tôi, cứ phải ép buộc tôi? Dương Thanh đột nhiên cất bước về phía Tiết Nguyên Cát, vừa đi vừa nói, dù sao Yến Đô cũng không phải là quê hương của tôi, các người muốn tranh thế nào cũng được. Tại sao các nhà người cứ phải kéo tôi vào? Bây giờ còn bắt tôi làm chó cho các người. Từ bao giờ con cháu của Tiết Vương lại trở nên ngang ngược như vậy? Thấy Dương Thanh tới gần, Tiết Nguyên Cát lập tức hốt hoảng, cắn răng nói, cậu mau đứng lại cho tôi. Nhưng Dương Thanh chẳng hề nghe lời ông ta nói, vừa bế Tần Thanh Tâm vừa cất bước đi tới. Hơn trăm cao thủ nhà họ Tiết đều khiếp sợ, không ngừng lùi lại về phía sau. Mã Siêu nhếch miệng cười chào phúng, một vương tử của nhà họ Tiết mà tưởng mình cao sang lắm. Đúng lúc này, Dương Thanh đang ôm Tần Thanh Tâm đột nhiên biến mất. Bịch, bịch. Ngay sau đó, hai gã vệ sĩ vốn đang che chắn trước người Tiết Nguyên Cát đột nhiên bay ngược ra ngoài, phun máu mất xỉu. Tất cả mọi người hoảng sợ thấy Dương Thanh vừa mới cách xa Tiết Nguyên Cát mười mấy mét giờ đây đã đứng trước mặt ông ta. Hai gã vệ sĩ kia đã bị anh đánh bay. Tiết Nguyên Cát trợn mắt khó tin. Ông ta từng điều tra về Dương Thanh, biết anh rất mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là miêu tả trên giấy, chưa được tận mắt chứng kiến. Lúc này ông ta mới ý thức được mình chọc phải người kinh khủng đến mức nào. Quan trọng là Dương Thanh vẫn đang bế một người phụ nữ. Ông ta bắt cóc Tần Thanh Tâm giấu ở chỗ của Tiết Nguyên Bá để dụ Dương Thanh tới, đồng thời cũng cho rằng Tần Thanh Tâm sẽ trở thành gánh nặng cho Dương Thanh. Dù Dương Thanh có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị Tần Thanh Tâm đang hôn mê làm vướng víu, không thể gây ra uy hiếp lớn. Nhưng kết quả khiến ông ta phải thất vọng. Hai gã vệ sĩ ông ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo không thể chịu nổi một đòn của Dương Thanh. Đây còn là trong lúc Dương Thanh đang phải bế Tần Thanh Tâm. Nếu không Dương Thanh sẽ còn khủng bố cỡ nào? Cậu muốn làm gì? Dương Thanh bế Tần Thanh Tâm đứng trước mặt khiến Tiết Nguyên Cát không dám nhúc nhích, thấp thỏm dò hỏi. Không phải tôi muốn làm gì, mà là nhị vương tử ông muốn làm gì? Dương Thanh lạnh lùng nói, ông bày ra nhiều cạm bẫy như vậy, còn muốn đổ cái chết của Tiết Nguyên Bá lên đầu tôi. Vợ tôi cũng bị ông bắt cóc. Ông còn dám hỏi tôi muốn làm gì sao? Tiết Nguyên Cát nghiến răng nói, cậu phải biết tôi không có ác ý, chỉ là coi trọng năng lực của cậu nên mới muốn cậu giúp tôi kiểm soát Yến Đô. Hơn nữa, tuy vợ cậu bị tôi lợi dụng nhưng tôi không hề làm gì cô ta. Nếu không sao cô ta có thể còn nguyên vẹn được cậu bế đi như vậy. Dương Thanh cúi đầu nhìn người con gái đang hôn mê trong ngực mình, bỗng giơ tay vuốt tóc cô. Cậu nghĩ bố tôi sẽ trả thù cho chúng tôi thế nào? Theo như tôi đoán, ông ấy sẽ tạm thời giữ lại mạng sống cho cậu, để cậu tận mắt nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh cậu đều phải chết vì cậu. Dứt lời, Tiết Nguyên Cát cười phá lên, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Bốp, kiếp sau nhớ đầu thai làm người tốt, càng ngang ngược chỉ càng chết sớm thôi. Dứt lời, Dương Thanh bỗng dồn thêm sức vào tay. Tiết Nguyên Cát điên cuồng giãy giụa giữa không trung. Cảm nhận được sức ép lên cổ mình ngày càng tăng khiến ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này ánh mắt Dương Thanh rất thờ ơ như đang nhìn một con kiến hôi. Tiết Nguyên Cát đã tuyệt vọng. Nếu cho ông ta cơ hội làm lại từ đầu, ông ta sẽ không dám trêu chọc Dương Thanh. Thả nhị vương tử ra. Trông thấy hai mắt Tiết Nguyên Bá dần dại ra, vệ sĩ nhà họ Tiết mới nhận ra Dương Thanh thực sự muốn giết ông ta, hốt hoảng gào ầm lên. Tạch tạch tạch. Mười mấy tay súng đồng loạt rút súng ra chĩa vào Mã Siêu và các ảnh vệ. Thấy không ai dám chĩa súng vào mình. Dương Thanh híp mắt nghĩ, Tiết Nguyên Cát có người chỉ dẫn. Trong lúc này uy hiếp người khác còn có tác dụng hơn là uy hiếp Dương Thanh. Bởi vì anh là người coi trọng tình nghĩa, chính vì vậy mới có người anh em tốt như Mã Siêu. Khi Dương Thanh muốn rời khỏi biên giới phía Bắc, nếu không vì anh từ chối, sợ là hơn một nửa lãnh đạo cấp cao ở đó sẽ đòi đi theo. Đây chính là sự hấp dẫn về tính cách của Dương Thanh. Đương nhiên cũng là nhược điểm lớn nhất. Bởi vì coi trọng tình nghĩa nên bất cứ ai ở cạnh anh đều có thể trở thành điểm yếu. Tao muốn xem thử kẻ nào dám ra tay. Mã Siêu nổi giận ra lệnh, 50 cao thủ ảnh vệ cũng nhao nhao rút súng chĩa lại về phía vệ sĩ nhà họ Tiết. Không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Ai cũng biết một khi tiếng súng vang lên sẽ chết vô số người. Chắc hẳn cậu Thanh nên biết nếu cậu giết nhị vương tử,
dù cậu có thể thoát thân nhưng cậu dám đảm bảo những người khác cũng có thể rời đi không? Đúng lúc này, một người trung niên mặc vest chậm rãi cất bước đi ra, vẻ mặt tươi cười. Nãy giờ người này vẫn luôn đứng cạnh Tiết Nguyên Cát, rõ ràng có thân phận không tầm thường. Dương Thanh cũng biết điều này. Bàn tay sắp bóp gãy cổ Tiết Nguyên Cát đột nhiên buông ra. Cả người ông ta rơi thẳng xuống đất. Một lần dạo tới cửa địa ngục khiến ông ta cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của sự sống. Toàn thân ông ta sụi lơ, hít lấy hít để không khí tươi mới. Nhưng ông ta vẫn chưa hưởng thụ đủ sự tự do đã bị Dương Thanh đá một cái ngã nhào ra đất, bị anh giẫm lên ngực. Cậu! Người trung niên thấy thế lập tức lo sợ, nhưng không thể nói được gì. Ông ta tên là Nhiếp Khải Quân, là người chuyên dạy cho Tiết Nguyên Cát các âm mưu quỷ kế. Chuyện tối nay cũng do ông ta bày mưu, Tiết Nguyên Cát làm theo. Nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của Dương Thanh. Nhiếp Khải Quân lập tức ra lệnh. Ông ta đi theo Tiết Nguyên Cát có địa vị rất cao. Hơn trăm vệ sĩ nhà họ Tiết đồng thanh đáp, vâng. Cậu Thanh, chuyện tối nay là lỗi của chúng tôi. Tôi có thể thay mặt nhị vương tử cam đoan với cậu, chỉ cần cậu thả ông ấy ra, chúng tôi sẽ thả các cậu rời đi. Nhiếp Khải Quân nở nụ cười nghiền ngẫm, tôi nghĩ có lẽ cậu cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông, nhất là với người của cậu, phải không? Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta, tôi cũng hứa với ông, nếu để người của tôi an toàn rời đi, tôi có thể tha mạng cho ông ta. Dứt lời, anh lại giẫm mạnh hơn. Á! Tiếng kêu gào thảm thiết bất chợt vang lên. Tiết Nguyên Cát cảm thấy xương sườn ở lồng ngực sắp vỡ nát, hốt hoảng hét lên, thả bọn họ đi. Tạch tạch tạch! Tiết Nguyên Cát vừa được tự do, mấy chục họng súng đen ngòm lập tức chĩa vào Dương Thanh. Dừng tay! Tiết Nguyên Cát nổi giận gầm lên, mau rút súng về. Tiết Nguyên Cát trầm giọng nói, em của tôi bị kẻ thù ám sát ở Yến Đô mới phải chết oan uổng. Người nó tin tưởng nhất chính là gián điệp của kẻ thù. Chuyện tối nay đều là hiểu lầm, tôi vô cùng xin lỗi vì đã ảnh hưởng tới cậu. Ngoài ra vì một chút hiểu lầm giữa chúng ta nên người của tôi đã phá hỏng rất nhiều công trình kiến trúc của thành Cửu Châu. Tôi sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất đối với dự án này. Nghe thấy Tiết Nguyên Cát nói vậy, tất cả đều sợ ngây người, đến cả Nhiếp Khải Quân cũng trợn mắt há hốc mồm. Ông ta biết Tiết Nguyên Cát là một vương tử cực kỳ kiêu ngạo, vậy mà bây giờ lại cúi đầu. Hiện giờ ông ta nói vậy chính là ôm hết trách nhiệm về mình. Nếu vậy, cố gắng suốt mấy ngày nay của bọn họ đều thành công cốc. Không chỉ không thể thuần phục Dương Thanh, còn phải cúi đầu xin bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Nếu Tiết Nguyên Cát kiên trì đấu với Dương Thanh đến cùng, thậm chí sau khi được thả ra còn muốn ra lệnh giết anh, có lẽ anh sẽ không coi ông ta ra gì. Nhưng hiện giờ, anh lại không thể không xem trọng nhị vương tử nhà họ Tiết này. Được, nếu nhị vương tử đã nói vậy, thủ án giữa hai ta lập tức xóa bỏ. Dương Thanh tỏ thái độ. Chỉ cần có thể giải quyết ổn thỏa cái chết của Tiết Nguyên Bá, đây chính là chuyện tốt với anh. Dù sao Tiết Nguyên Bá cũng là đứa con được Tiết Phương yêu thương nhất. Nếu cái chết của ông ta bị đổ lên đầu Dương Thanh, Tiết Phương nổi giận, e là cả Yến Đô đều sẽ rung chuyển. Dương Thanh thực sự không thể đối đầu với nhà họ Tiết. Ngược lại còn liên lụy đến người thân, thế nên anh không thể không tha mạng cho Tiết Nguyên Cát. Trong chiếc thẻ này có 10 tỷ, coi như tiền bồi thường cho dự án thành Cửu Châu. Tiết Nguyên Cát lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho Dương Thanh bằng hai tay. Dương Thanh không thèm khách sáo lập tức nhận lấy, nhìn chằm chằm ông ta rồi nói, hy vọng nhị vương tử có thể giữ lời hứa. Nói xong, anh quay người rời đi. Mãi đến khi rời khỏi biệt thự của Tiết Nguyên Cát, Mã Siêu mới cau mày hỏi, anh Thanh, Tiết Nguyên Cát này đúng là rất có tài, co được duỗi được. Loại người như ông ta rất nguy hiểm, nếu không trừ khử sẽ để lại tai họa ngầm. Dương Thanh nói, bây giờ ông ta chưa thể chết được. Tiết Nguyên Bá vừa mới bị giết, nếu ông ta cũng chết, Tiết Vương sẽ mất hai đứa con trai. Cậu nghĩ Tiết Vương sẽ cam lòng để yên sao? Mã Siêu lắc đầu, xem ra đồ khốn này thực sự không thể chết. Bỗng anh ta chợt nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc hỏi, vậy là vừa nãy anh không hề có ý định giết Tiết Nguyên Cát, tất cả đều là kế hoạch của anh sao? Dương Thanh gật đầu đáp, chỉ khi con người tự trải nghiệm cảm giác kề cận cái chết mới biết mạng sống quan trọng nhường nào. Tiết Nguyên Cát là nhị vương tử nhà họ Tiết, chắc là chưa từng trải qua chuyện này. Tôi tỏ ra muốn giết ông ta chính là để ông ta hiểu rõ, tôi có thể dễ dàng lấy mạng ông ta. Đây cũng là lý do vì sao cuối cùng tôi thả ông ta ra dù có mấy chục khẩu súng nhằm vào tôi nhưng ông ta vẫn không dám hạ lệnh nổ súng. Ông ta là nhị vương tử nhà họ Tiết, chắc chắn đã từng gặp rất nhiều người có tài năng đặc biệt. Tôi thể hiện thực lực mạnh mẽ để ông ta thấy tôi không hề thua kém họ.
Ông ta vừa mới suýt chết một lần, sao có thể đánh cược tính mạng của chính mình thêm lần nữa? Ít nhất là bây giờ ông ta không dám nên mới cúi đầu xin lỗi, tự nhận bồi thường. Hai người ngày càng cách xa biệt thự. Cùng lúc đó ở trong biệt thự. Đến khi bóng dáng của Dương Thanh hoàn toàn biến mất, Tiết Nguyên Cát mới như chút được gánh nặng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa nãy ông ta vẫn luôn giả vờ trấn tĩnh. Dương Thanh chèn ép quá kinh khủng khiến ông ta không dám tung chiêu tiếp theo. Cứ như vậy, Dương Thanh lại càng trở thành mục tiêu bị mọi người công kích. Tiết Nguyên Cát híp mắt nói, không sai, tôi chính là muốn khiến cậu ta trở thành mục tiêu công kích. Dương Thanh còn chưa về tới dinh thự Vân Phong đã nhận được tin tức Tiết Nguyên Cát tung ra. Đúng là hòn đá dưới gầm cầu, vừa cứng vừa thối. Dương Thanh nheo mắt lại, ông đã thích dùng thủ đoạn, tôi sẽ chơi với ông. Ngay sau đó lại có tin tức khác truyền ra khắp Yến Đô. Trang web chính thức của tập đoàn Nhãn Thanh đăng văn bản thanh minh, Dương Thanh phủ nhận quan hệ với Tiết Nguyên Cát, còn công bố tin tức ông ta cho người phá hỏng mất tòa công trình kiến trúc ở thành Cửu Châu. Ngay đêm hôm đó, tập đoàn Nhãn Thanh đã tiến hành dỡ bỏ các công trình bị hủy hoại. Đây là phản ứng của dân thường. Còn các hoàng tộc và vương tộc đã lần lượt phái người tới Yến Đô lại càng chú ý tới chuyện Dương Thanh phủ nhận quan hệ với Tiết Nguyên Cát. Có lẽ Dương Thanh chính là người đầu tiên dám công khai vả mặt nhị vương tử nhà họ Tiết. Chết tiệt! Trong căn biệt thự to lớn, Tiết Nguyên Cát nổi giận đùng đùng. Ông ta muốn khiến Dương Thanh trở thành đối tượng bị hoàng tộc và vương tộc công kích, nào ngờ anh lại trả đòn như vậy. Không chỉ giúp mình thoát khỏi nguy cơ khốn khó, còn khiến ông ta trở thành trò cười. Dương Thanh nhất định phải trả giá đắt cho chuyện này. Tiết Nguyên Cát nghiến răng nghiến lợi nói, huy động toàn bộ tài nguyên của nhà họ Tiết chèn ép tập đoàn Nhãn Thanh, tôi muốn Nhãn Thanh phải phá sản trong vòng 3 ngày. Dương Thanh không hề hay biết, Tiết Nguyên Cát muốn mượn sức của nhà họ Tiết để chèn ép tập đoàn Nhãn Thanh. Hiện giờ tuy Dương Thanh đang rất giàu có nhưng vẫn không thể so được với hoàng tộc và vương tộc. Bốn hoàng tộc và năm vương tộc đều là hoàng thân quốc thích, nắm quyền quản lý cả một châu vực lớn. Bọn họ mới là thế lực nắm giữ nhiều tài sản nhất. Chủ tịch, cổ phiếu của tập đoàn Nhãn Thanh bị chèn ép ác ý, từ lúc thị trường chứng khoán mở bán cho đến bây giờ, giá cổ phiếu của chúng ta đã bị sụt giảm 5%. Chưa tới giờ nghỉ trưa, Lạc Bân đã gọi điện thoại báo tin cho Dương Thanh, có vẻ rất sốt ruột. Dương Thanh ngày càng thể hiện ra nhiều năng lực kinh người khiến Lạc Bân dù lo lắng nhưng cũng không còn giống như trước kia, mỗi lần gặp chuyện đều luống cuống tay chân nữa. Ông tra ra được gì rồi đúng không? Dương Thanh không hề lo âu, bình tĩnh hỏi. Giá cổ phiếu bị sụt giảm vẫn có thể kéo lại được. Với tập đoàn có quy mô như Nhãn Thanh, giá cổ phiếu tăng giảm là chuyện bình thường như cơm bữa. Dù đối phương muốn chèn ép ác ý cũng không tránh khỏi tự hại chính mình. Thế lực có thể làm được chuyện này ở Chiêu Châu chỉ có hoàng tộc và vương tộc. Quả nhiên, Lạc Bân đáp, có liên quan đến nhà họ Tiết. Dương Thanh biết Tiết Nguyên Cát sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, nhưng không ngờ ông ta lại xuống tay với tập đoàn Nhãn Thanh nhanh như vậy. Bây giờ tôi có thể làm gì? Dương Thanh hỏi thẳng. Anh không hiểu về kinh doanh. Chuyện như này để người chuyên nghiệp xử lý mới tốt, anh hoàn toàn tin tưởng Lạc Bân. Tôi cần 50 tỷ, cam đoan có thể giải quyết tốt chuyện này. Lạc Bân tràn trề tự tin nói. Được. Dương Thanh không chút do dự đồng ý. Đối với anh 50 tỷ không có gì khó. Trong tay anh có mấy cái thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, mỗi cái đều có hạn mức mấy chục tỷ. Hơn nữa, 50 tỷ chưa đủ để anh phải dùng đến thẻ này. Sau khi cúp máy, Dương Thanh lập tức chuyển khoản cho Lạc Bân. Có một số việc không nên lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể âm thầm hành động. Xem ra Tiết Nguyên Cát quá nhàn nhã rồi. Dương Thanh nhắm mắt thì thào. Anh lập tức gọi một cuộc điện thoại, tung tin tam vương tử Tiết Nguyên Bá của nhà họ Tiết chết vì tranh chấp quyền lực trong gia tộc. Anh thực sự muốn tung tin này ra á? Mã Siêu cực kỳ kinh ngạc, trầm giọng nói, em đoán hiện giờ Tiết Vương vẫn chưa biết Tiết Nguyên Bá đã bỏ mạng ở Yến Đô. Sau khi tung tin này ra, anh sẽ trở thành kẻ tình nghi lớn nhất. Chọc giận Tiết Vương không tốt lắm đâu. Dương Thanh lạnh nhạt nói, yên tâm. Bây giờ hoàng tộc và vương tộc đều muốn nhúng tay vào Yến Đô. Dù Tiết Vương nổi giận cũng không thể gióng trống khua chiêng tới Yến Đô được. Anh ta lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tuy vẫn lo lắng nhưng không hề e ngại chiến với nhà họ Tiết một trận. Em hiểu rồi, em sẽ lập tức cho người tung tin. Mã Siêu vội vàng nói. Hiệu suất làm việc của anh ta rất cao. Chưa đầy 10 phút sau khi Dương Thanh cúp máy, tin tức tam vương tử của vương tộc họ Tiết bỏ mạng ở Yến Đô đã truyền ra khắp Yến Đô. Người giúp việc bị bóp cổ sợ xanh mặt, muốn nói nhưng lại không nói nên lời.
đúng là Tiết Nguyên Bá điện hạ. Chuyện này đã truyền khắp Yến Đô, nói là Tam Vương Tử chết vì tranh đoạt quyền lực trong gia tộc, có báo còn viết là Tam Vương Tử chết trong tay Nhị Vương Tử. Tiết Vương thả tay ra. Người giúp việc vội vàng quỳ rạp xuống, nói hết những gì mình biết. Bịch! Người giúp việc vừa dứt lời, Tiết Vương đã vỗ xuống đỉnh đầu người đó, khiến hắn phun máu tươi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Sắc mặt lão già áo vải cũng nghiêm túc hẳn lên, không nói lời nào. Tiết Vương nhắm chặt hai mắt, một phút sau mới chậm rãi mở mắt ra. Điều tra cho tôi Nguyên Bá chết thế nào? Tiết Vương ra lệnh. Người giúp việc sau lưng lão ta vội vàng nghe lệnh rời đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tiết Vương reo lên, là Tiết Nguyên Cát gọi tới. Con xin lỗi bố vì không bảo vệ được em, khiến em ấy bị kẻ khác hãm hại. Xin bố trừng phạt. Tiết Vương vừa nghe máy, Tiết Nguyên Cát đã chủ động nhận tội, giọng nói buồn bã như đang vô cùng đau khổ. Nguyên Bá chết được 3 ngày trời rồi, tôi vừa nhận được tin, anh đã gọi điện tới. Tiết Vương lạnh lùng nói, nếu chuyện này không bị lộ ra ngoài, chắc anh sẽ không liên lạc với tôi sớm vậy đâu nhỉ. Tiết Vương nổi giận, dường như cả thành Tiết cũng đang chìm trong lửa giận. Cách nhau một cái điện thoại nhưng Tiết Nguyên Cát vẫn hoảng sợ tới mức toàn thân cứng ngắc. Tiết Vương có 3 đứa con trai, con cả là một kẻ ngốc, tức là người có tư cách thừa kế Tiết Vương chỉ còn Tiết Nguyên Bá và Tiết Nguyên Cát. Từ nhỏ hai người họ đã hiểu được điều này nên không hợp nhau. Hai người vẫn luôn âm thầm đấu đá, Tiết Vương không thể không biết nhưng vẫn chưa từng nói ra. Vương tộc vốn tàn khốc, chỉ có không ngừng đấu đá mới có thể tôi luyện ra người thừa kế xứng đáng. Có thể âm thầm tranh đấu, nhưng không được giết hại lẫn nhau. Xin bố bớt giận. Tiết Nguyên Cát vội vàng nói, con không dám báo chuyện này cho bố bởi vì hung thủ vẫn còn sống, con không có năng lực trả thù cho em, không có mặt mũi báo cáo với bố. Nhưng bố yên tâm, con nhất định sẽ bắt hung thủ phải trả giá đắt, khiến cậu ta sống không bằng chết. Tiết Vương hừ lạnh một tiếng, ý anh là anh biết hung thủ là ai. Tiết Nguyên Cát vội vàng nói, con biết, là một cao thủ giải ngũ từ biên giới phía Bắc, thực lực siêu mạnh, đến cả con cũng suýt bị cậu ta lấy mạng. Tiết Vương nghe thấy 4 chữ biên giới phía Bắc liền sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nói cậu ta đến từ biên giới phía Bắc hả? Tiết Vương hỏi lại lần nữa. Tiết Nguyên Cát nói, con chắc chắn. Con đã điều tra toàn bộ thông tin về cậu ta. 5 năm trước cậu ta mới tới biên giới phía Bắc, nhưng bây giờ đã có thực lực khủng bố. Đến cả Lạc Trần mà bố từng phái đi theo em trai cũng không phải đối thủ của cậu ta. Lần này, Tiết Vương im lặng, không chất vấn Tiết Nguyên Cát nữa, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tuy Lạc Trần không phải người nhà họ Tiết nhưng cũng đã làm việc cho bọn họ từ lâu, thực lực thuộc top 3 đứng đầu nhà họ Tiết. Đương nhiên đây chỉ là những gì người khác nhìn thấy, còn có rất nhiều các cao thủ đỉnh cao mà người khác không thấy được. Nếu Lạc Trần cũng không đánh lại được, chỉ sợ địa vị của người này ở biên giới phía Bắc không hề thấp, rất có khả năng là người bên cạnh tướng quân. Mặc dù cậu ta rất mạnh nhưng lại có 2 nhược điểm chí mạng. Thấy Tiết Vương không lên tiếng, Tiết Nguyên Cát lại vội vàng nói, cậu ta là người coi trọng tình nghĩa, bất cứ ai bên cạnh cậu ta cũng đều có thể trở thành gánh nặng. Ngoài ra còn có tập đoàn Nhãn Thanh là thứ duy nhất mẹ cậu ta để lại trên đời, có vị trí đặc biệt quan trọng với cậu ta. Bây giờ con đang huy động thế lực của gia tộc để chèn ép tập đoàn Nhãn Thanh. Nhưng lực lượng mà con huy động được vẫn chưa đủ, không biết có thể quật ngã tập đoàn Nhãn Thanh hay không. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng, muốn xin Tiết Vương cho ông ta đầy đủ quyền lợi. Tiết Vương hừ lạnh nói, lập tức ngừng chèn ép tập đoàn Nhãn Thanh. Trước khi xác định rõ ràng thân phận của cậu ta, anh không được động tới cậu ta. Đừng quên nhiệm vụ tôi giao cho anh là gì. Nghe thấy thế, Tiết Nguyên Cát lập tức hốt hoảng, bố ơi, em trai bị cậu ta giết hại, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy? Câm miệng. Tiết Vương cả giận nói, tôi ắt cho người điều tra cái chết của Nguyên Bá. Trước khi không có chứng cứ chứng minh cậu ta là hung thủ, nếu anh còn dám trêu chọc cậu ta thì tự gánh lấy hậu quả đi. Người nhà họ Tiết đã quên mất tên của lão ta, tất cả đều gọi là ông Đỗ. Dần ra, ông Đỗ cũng trở thành tên gọi của lão ta. Ông Đỗ thấy Tiết Vương nổi lên sát khí, bèn nói, nếu người trẻ tuổi kia là người của tướng quân biên giới phía Bắc, sợ là giết cậu ta sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho nhà họ Tiết. Biên giới phía Bắc nổi tiếng thích bao che cho thuộc hạ. Đừng nói là người thân cận với tướng quân, dù chỉ là một người lính bình thường đã giải ngũ bị ám sát, bọn họ cũng phải tra bằng được hung thủ. Tiết Vương nhíu mày, không phải không biết biên giới phía Bắc rất bao che cho người mình. Nhưng lần này người chết là đứa con trai lão ta yêu thương nhất. Lão ta vốn định truyền lại vị trí Tiết Vương cho Tiết Nguyên Bá, nào ngờ ông ta lại chết.
Giết. Tiết Phương im lặng một lúc, giọng điệu cực kỳ kiên định. Ông Đỗ gật đầu không thuyết phục nữa. Khuyên rồi mà Tiết Phương vẫn quyết tâm muốn giết, vậy thì khuyên nữa cũng vô dụng. Cùng lúc đó ở tập đoàn Nhạn Thanh. Chỉ vì có người tung tin nói anh muốn xưng vương ở Yến Đô đã phá vỡ sự yên ổn suốt trăm năm của Yến Đô. Dù là hoàng tộc hay vương tộc đều có thể dễ dàng tra ra được, anh rất có quyền lực ở Yến Đô. Ai cũng muốn chiếm đoạt Yến Đô, chỉ cần khống chế được anh chẳng khác nào nắm giữ được một nửa giang sơn của Yến Đô. Các hoàng tộc và vương tộc khác sẽ từ bỏ lợi ích khổng lồ như vậy sao? Chủ tịch, có người muốn gặp anh, nói mình họ Quan. Đúng lúc này, thư ký gõ cửa đi đến báo cáo với Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày nghĩ tới, trong năm vương tộc có một nhà họ Quan. Người của vương tộc khác cũng đã tới rồi sao? Cho cô ta vào đi. Dương Thanh lạnh lùng nói. Vẫn chưa biết mục đích của người tới là gì, đợi gặp mặt rồi nói tiếp. Ngay sau đó, cửa phòng làm việc được mở ra, thư ký dẫn một cô gái trẻ tuổi bước vào. Dương Thanh vừa nhìn thấy cô ta liền nhíu mày, là cô à? Cuối cùng em cũng tìm được sư phụ rồi. Cô gái kia trông thấy Dương Thanh lập tức nở nụ cười kích động nói. Cô đừng gọi lung tung. Tôi làm sư phụ cô từ bao giờ? Dương Thanh bực bội nói. Cô gái này khoảng chừng 20 tuổi, xinh đẹp, mái tóc đen dài, dáng người cao 1m7, ngực nở mông cong vô cùng nóng bỏng. Hôm nay là lần thứ hai anh gặp cô ta. Lần trước là ở nhà ga lúc anh tìm được Tiết Nguyên Bá giả làm một lão già. Kết quả Tiết Nguyên Bá giả vờ đáng thương khiến người xung quanh giận dữ để thừa cơ chạy trốn. Lúc anh đang định bắt người thì cô gái này xuất hiện đánh anh. Nhưng sau khi anh lột mặt nạ của Tiết Nguyên Bá trước mặt mọi người, cô ta mới biết mình đã hiểu lầm Dương Thanh, lập tức xin lỗi. Nào ngờ, mười mấy ngày không gặp, cô gái này lại tìm đến tận tập đoàn Nhạn Thanh. Sư phụ trách em chưa làm lễ bái sư ạ. Quan Duyệt cười nói, em chuẩn bị xong hết rồi. Dứt lời, cô ta tiện tay cầm một cái chén trên bàn làm việc của Dương Thanh, chạy tới máy lọc nước đổ đầy chén. Sư phụ, điều kiện có hạn, không có lá trà. Em đành phải dùng nước thay trà kính sư phụ một chén. Quan Duyệt dùng hai tay nâng chén nước, khẽ cúi đầu, giống như đang bái sư, mời sư phụ dùng trà. Dương Thanh cảm thấy dở khóc dở cười, đúng là một cô nàng lanh lợi. May mà cô ta còn nhỏ tuổi, nếu không Dương Thanh đã đuổi cổ ra ngoài từ lâu rồi. Tôi không nói sẽ nhận cô làm đồ đệ. Cô đi đi. Dương Thanh không nhận lại chén nước, tức giận nói. Anh thực sự không có ý định nhận đồ đệ. Dù có cũng không thể nhận một cô gái trẻ. Hơn nữa, anh không hề quen biết cô gái này, sao có thể nhận đồ đệ. Nếu sư phụ không đồng ý, em sẽ khóc cho sư phụ xem. Quan Duyệt ngẩng đầu tỏ vẻ đáng thương, viền mắt đỏ hoe như sắp khóc. Dương Thanh lạnh lùng nhìn cô ta, cô tốt nghiệp khoa diễn xuất à? Sao sư phụ biết, chuyên ngành đại học thứ hai của em chính là diễn xuất đấy? Quan Duyệt kinh ngạc hỏi. Dương Thanh thực sự cạn lời, bất lực lắc đầu. Tôi nói rồi, tôi không nhận đồ đệ đâu. Cô đi đi. Con không đi. Quan Duyệt lắc đầu nguầy nguậy, nếu em đi, sao anh chịu nhận em làm đồ đệ? Sư phụ nhận em đi. Dù là học võ hay làm ấm giường, chỉ cần sư phụ yêu cầu em đều sẽ nghe theo. Dứt lời, Quan Duyệt còn cúi đầu ra vẻ thẹn thùng. Dương Thanh trợn mắt há hốc mồm. Cô gái này diễn xuất giỏi, nhan sắc cao, không đi làm diễn viên đúng là quá phí. Cô chưa tốt nghiệp đại học đúng không? Dương Thanh bỗng lên tiếng. Sư phụ muốn đi đâu? Em muốn đi cùng. Quan Duyệt tức tốc chạy tới trước mặt Dương Thanh, chờ mong hỏi. Dương Thanh biết cô gái này rất khó chơi, cũng không ngăn cản, dứt khoát quay người rời đi. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, nhiều người trông thấy Quan Duyệt đi theo sau Dương Thanh đều rất kinh ngạc, không biết chủ tịch có thêm một cô gái theo đuôi từ bao giờ. Dương Thanh, cô ta là ai? Dương Thanh vừa bước ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh đã nghe thấy một giọng nói ngập tràn tức giận ở sau lưng. Thấy Tần Y nổi giận, Dương Thanh biết cô ta hiểu lầm, vội vàng giải thích, em đừng hiểu lầm, cô ta chính là đồ không. Cô đừng nhận sư mẫu lung tung. Dương Thanh nổi giận quát, cô ấy là em gái của sư mẫu cô, tên là Tần Y. À không, là em gái của vợ tôi. Quan Duyệt cứ lại nhải không ngừng bên tai Dương Thanh khiến anh cũng bị tẩy não. Rốt cuộc sư phụ cũng thừa nhận em là đồ đệ rồi. Tốt quá. Tôi nói rồi, tôi không nhận đồ đệ, cũng không quen biết cô. Cô mau đi ra chỗ khác đi. Vừa nãy sư phụ nói chị Tần Y là em gái của sư mẫu em, tức là đã đồng ý rồi. Đàn ông nói lời phải giữ lời. Tôi không nói gì cả. Sư phụ có nói mà.
Tần Y kinh ngạc nhìn Dương Thanh bị Quan Duyệt đuổi theo gọi sư phụ. Nửa tiếng sau, Dương Thanh lái xe tới công trường xây dựng thành Cửu Châu. Hiện giờ thành Cửu Châu là dự án lớn nhất của tập đoàn Nhạn Thanh. Mấy ngày trước bị người của Tiết Nguyên Cát tới quấy phá, rất nhiều tòa nhà phải đập đi xây lại. Thì ra thành Cửu Châu cũng là sản nghiệp của sư phụ. Quan Duyệt vừa xuống xe đã kinh ngạc thốt lên. Dương Thanh không thèm để ý, đi thẳng vào trong công trường. Quan Duyệt lập tức đi theo. Cô ta không hề cảm thấy xấu hổ, nói gì Dương Thanh cũng không đáp, cô ta vẫn tự nói một mình. Chủ tịch tới rồi à? Sau khi vào công trường, anh nhanh chóng tìm được Lạc Bân. Dương Thanh gật đầu hỏi, công trường đã phục hồi lại bình thường chưa? Lạc Bân gật đầu, vui vẻ nói, hiện giờ đều đã khôi phục bình thường. Tôi cứ nghĩ lần này chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn, nhưng chuyện lần này lại trở thành một cái quảng cáo miễn phí cho thành Cửu Châu. Cậu nhìn kìa, đằng trước mấy tòa nhà đã xây xong có rất nhiều streamer đang live stream. Bây giờ có vô số người nổi tiếng trên mạng làm video về thành Cửu Châu. Dương Thanh cũng không ngờ Tiết Nguyên Cát muốn phát hủy thành Cửu Châu, kết quả lại giúp dự án này nổi tiếng. Thành Cửu Châu vốn là một tòa thành thương mại đặc biệt kết hợp hai loại phong cách cổ điển và hiện đại, rất dễ trở thành nơi yêu thích của các streamer nổi tiếng. Mấy ngày này đã có người tìm tới muốn mua cửa hàng của thành Cửu Châu, thậm chí còn muốn treo quảng cáo của bọn họ ở đây, nhưng tôi đều từ chối cả rồi. Lạc Bân hưng phấn nói, đây đều là lợi nhuận nhỏ. Đợi thành Cửu Châu hoàn thành mới có thể phát huy tối đa giá trị của nơi này. Dương Thanh gật đầu, ông cứ tự quyết định là được. Anh chỉ là một người bỏ tiền đầu tư. Có Lạc Bân giúp sức, anh không cần phải phiền não vì những chuyện này. Lạc Bân cũng có ước mơ của riêng mình. Có thể nói Dương Thanh đã cho ông ta cơ hội phát triển. Việc anh không muốn nhúng tay vào lại chính là việc ông ta hứng thú nhất. Dương Thanh đi thị sát công trường một lượt rồi căn dặn Lạc Bân chú ý an toàn mới chuẩn bị rời đi. Nhưng anh chưa kịp đi khỏi, một chiếc Rolls Royce màu đen đã chậm rãi lái tới đỗ ngay bên cạnh. Ngay sau đó, hai vệ sĩ mặc áo đen bước ra khỏi xe. Tiếp đó là một người trẻ tuổi ra ngoài từ vị trí ghế sau. Trông anh ta khoảng chừng 25-26 tuổi, trên người toàn đồ hiệu, tay đeo một chiếc đồng hồ Rolex mấy chục triệu. Cộng thêm hai gã vệ sĩ đi theo trông rất khí thế. Cậu là ai? Lạc Bân lập tức đứng chắn trước người Dương Thanh lên tiếng hỏi. Người kia không thèm để ý tới Lạc Bân, nhìn Dương Thanh hỏi, anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh phải không? Dương Thanh khẽ cau mày. Rõ ràng đối phương trẻ tuổi hơn anh nhưng giọng điệu cực kỳ phách lối. Ở Yến Đô không có ai dám nói chuyện với anh như vậy. Rất có thể người trẻ tuổi này chính là dòng chính của hoàng tộc hoặc vương tộc nào đó. Cậu là ai? Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Người kia nhếch môi nở nụ cười, tôi họ Bạch, đến từ vương tộc họ Bạch. Còn tên của tôi, anh vẫn chưa có tư cách biết. Quả nhiên có thân phận không tầm thường, lại là người của vương tộc. Người kia sững sờ, lập tức hỏi, anh còn vấn đề gì? Nói xong rồi thì cút đi. Dương Thanh lạnh giọng quát. Anh nói cái gì, đuổi tôi cút á? Quan Duyệt cười lạnh một tiếng, bây giờ anh có máu mặt lắm rồi, dám phách lối trước mặt sư phụ của tôi như vậy, ngứa đòn rồi hả? Một cô gái trẻ tuổi có thể dọa người của vương tộc sợ mất mật sao có thể đơn giản được? Quan Duyệt lập tức im bặt, ánh mắt hiện vẻ đau thương. Dương Thanh không ngờ cô nàng tùy tiện này cũng có lúc trở nên yên lặng như vậy. Mười mấy giây sau, cô ta mới nói, em đến từ vương tộc họ Quan. Ông nội em là Quan Vương. Lần này là em trốn tới đây. Trốn tới đây. Dương Thanh không hề bất ngờ khi biết Quan Duyệt đến từ vương tộc, nhưng lại khá ngạc nhiên khi nghe cô ta nói trốn tới đây. Quan Duyệt nói tiếp, ông nội em muốn liên hôn với hoàng tộc, định gả em đi. Em đào hôn đấy. Lần trước anh gặp em ở nhà ga, em vốn định rời khỏi Yến Đô tới thành phố khác du lịch. Không ngờ lại gặp được anh. Sau đó em muốn tìm anh xin lỗi, trong lúc tìm kiếm đã nghe được rất nhiều chuyện về anh. Ngoại trừ hoàng tộc, có lẽ trên đời này chỉ có anh không sợ vương tộc. Dứt lời, Quan Duyệt cúi đầu, vẻ mặt áy náy. Thế nên cô không thực sự muốn bái tôi làm sư phụ mà là muốn tôi giúp cô không phải gả vào hoàng tộc đúng không? Dương Thanh vỡ lẽ ra hỏi. Quan Duyệt gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu, em thực sự muốn anh giúp em, nhưng em cũng thật lòng muốn bái anh làm sư phụ. Ánh mắt của cô ta rất chân thành, không giống nói dối. Dương Thanh bỗng thấy đồng tình với cô gái hoạt bát tùy tiện này. Đây chính là nỗi bi ai của người phụ nữ sinh ra trong gia tộc lớn, vốn không hề có tự do, chỉ có thể trở thành vật hy sinh cho lợi ích của gia tộc.
không chỉ các gia tộc lớn, đến cả các gia tộc nhỏ cũng vậy. Lúc trước Tần Thanh Tâm cũng suýt nữa bị ép gả cho người khác. Sư phụ nhất định sẽ giúp em đúng không? Quan Duyệt mong đợi nói, em biết anh rất coi trọng tình nghĩa. Em là đồ đệ của anh sẽ không bỏ mặc em đâu. Dương Thanh cảm thấy bất lực. Tuy anh rất muốn giúp Quan Duyệt nhưng anh thực sự không muốn dây vào hoàng tộc và vương tộc nữa. Anh chỉ muốn đứng ngoài tất cả, bảo vệ được người thân bên cạnh, phát triển tập đoàn Nhạn Thanh trở thành doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Xin lỗi, tôi không giúp được cô đâu. Dương Thanh lắc đầu. Hai mắt Quan Duyệt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén nước mắt, cười tự giễu nói, xin lỗi, làm phiền anh rồi. Dù sao em với anh mới gặp nhau lần thứ hai, thế mà em đã quấn lấy anh đòi nhận em là đồ đệ, còn muốn anh giúp em giải quyết chuyện liên hôn, đúng là rất quá đáng. Dương Thanh không đành lòng, nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Chưa kể anh không muốn dính dáng tới vương tộc, dù có thực sự dây vào anh cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện liên hôn của bọn họ. Mỗi người đều có một số mệnh. Quan Duyệt là người của vương tộc họ Quan, sinh ra trong nhung lụa nhưng cũng phải gánh lấy trách nhiệm của gia tộc. Em đi đây. Quan Duyệt nhìn chằm chằm Dương Thanh một lúc lâu rồi quay lưng rời đi. Mãi đến khi bóng lưng cô ta khuất hẳn, Lạc Bân mới lên tiếng, chủ tịch, cô gái này thật đáng thương. Dương Thanh thầm thở dài, không muốn nói tới Quan Duyệt nữa, bây giờ người của 4 trong 5 vương tộc đều đã xuất hiện. Có lẽ tôi đã bị bọn họ đưa vào tầm ngắm, ông phải tốn nhiều công sức cho tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Lạc Bân vội vàng nghiêm mặt nói, chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng. Dương Thanh vỗ vai ông ta, lập tức lên xe rời đi. Nhưng anh vừa lái xe ra khỏi công trường được một đoạn đã trông thấy Quan Duyệt đang lững thững bước đi như người mất hồn. Lên xe. Dương Thanh đỗ lại bên cạnh cô ta. Sư phụ. Thấy anh tới, Quan Duyệt mừng rỡ, vẻ lo lắng trên mặt lập tức tan biến. Sư phụ, anh định nhận em làm đồ đệ sao? Sau khi lên xe, Quan Duyệt kích động hỏi. Dương Thanh lắc đầu nói, công trường của thành Cửu Châu cách trung tâm thành phố nửa tiếng đi đường, vốn là vùng ngoại ô hẻo lánh, ít xe qua lại. Cô định đi bộ tới khi nào? Thấy Dương Thanh lắc đầu, nụ cười trên mặt Quan Duyệt lập tức cứng đờ. Dương Thanh cười khổ lắc đầu, nổ máy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này có mấy gã cao lớn xông tới cản đường Quan Duyệt. Cô đang định đi đâu vậy? Ông nội vẫn đang ở nhà chờ cô đấy. Nói xong, Quan Hân giơ tay định tát vào mặt Quan Duyệt. Bốp! Nhưng cô ta vừa giơ tay lên đã bị tóm chặt cổ tay, không thể nhúc nhích nổi. Anh là ai? Quan Hân quay lại thấy một người đàn ông lạ mặt đang nắm chặt cổ tay mình, lập tức cau mày lạnh giọng quát, buông ra. Sư phụ! Quan Duyệt thấy anh kinh ngạc hô lên. Người được Quan Duyệt gọi là sư phụ chỉ có thể là Dương Thanh. Cô bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Dương Thanh lạnh nhạt chất vấn Quan Hân rồi buông tay. 4 gã vệ sĩ áo đen bỏ mặc Quan Duyệt, nhao nhao tiến lên che chắn cho Quan Hân. Còn Dương Thanh lại đi tới chỗ Quan Duyệt, cởi trói cho cô ta. Dừng tay! Quan Hân gào lên, sao anh dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Quan chúng tôi? Muốn chết hả? Dương Thanh làm như không nghe thấy, tiện tay kéo dây thừng một cái. Tạch tạch tạch! Sợi dây thừng kia vang lên tiếng đứt gãy. Quan Hân trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. 4 gã vệ sĩ áo đen đang bảo vệ cô ta cũng sợ ngây người. Quan Duyệt rất khỏe nên dây thừng để trói cô ta được chế tạo bằng vật liệu đặc thù, dùng xe kéo đi cũng không hề hấn gì. Loại dây thừng bền chắc dẻo dai như vậy lại bị Dương Thanh dùng tay kéo đứt, rốt cuộc anh phải mạnh tới mức nào. Sau khi được tự do, Quan Duyệt kích động nói, em biết nếu em gặp chuyện, sư phụ sẽ không bỏ mặc em mà. Dương Thanh bình thản nói, tôi chỉ không quen nhìn một đám đàn ông xúm vào bắt nạt một cô gái yếu đuối. Dù là người khác tôi cũng sẽ giúp. Nghe vậy, vẻ mặt Quan Duyệt trở nên buồn bã. Quan Hân nghe xong cũng biết được quan hệ của hai người họ. Nếu anh không phải sư phụ của Quan Duyệt, tôi khuyên anh tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác. Quan Hân lạnh lùng nói, chính ông nội hạ lệnh chúng tôi phải dẫn Quan Duyệt về. Anh đang nhúng tay vào chuyện của ông nội tôi đấy. Chắc anh đã biết ông nội tôi là ai rồi nhỉ? Hành động vừa rồi của Dương Thanh đã dọa sợ Quan Hân. Nếu là người khác dám xen vào chuyện này, cô ta đã cho vệ sĩ ra tay rồi. Dương Thanh thờ ơ nói, không cần dùng Quan Vương để dọa tôi. Dù hôm nay ông ta ở đây, tôi cũng sẽ nhúng tay. Nếu Quan Duyệt đồng ý đi theo các người, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng cô ấy không muốn, đừng hòng dẫn cô ấy đi. Quan Duyệt được Dương Thanh bảo vệ, đứng sau nhìn bóng lưng anh, trong mắt tràn đầy cảm động. Bao nhiêu năm ở nhà họ Quan,
đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cô ta. Sắc mặt Quan Hân tối sầm lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Từ bao giờ ở Yến Đô xuất hiện một người như vậy? Còn trẻ mà đã có khí thế kinh người. Thậm chí cô ta còn hoài nghi Dương Thanh là hoàng tử của hoàng tộc nào đó. Tức là anh định che chở cho Quan Duyệt. Quan Hân chất vấn. Dương Thanh không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Hy vọng anh có thể mãi mãi che chở cho nó. Dứt lời, Quan Hân vung tay ra lệnh, đi. Cô ta lập tức dẫn theo 4 gã vệ sĩ bỏ đi. Xin lỗi sư phụ, em gây rắc rối cho anh rồi. Quan Duyệt áy náy nói. Dương Thanh hờ hững lắc đầu, không có gì là rắc rối cả. Tôi chỉ có thể giúp cô tới đây thôi. Người của nhà họ Quan đã tới Yến Đô, nếu cô cứ tiếp tục ở lại sẽ rất dễ bị bắt về. Cô mau rời khỏi đây đi. Quan Duyệt vốn đã định rời khỏi Yến Đô, chỉ là gặp phải Quan Hân ở sân bay, nếu không có lẽ lúc này đã đi rồi. Được, em lập tức đi luôn. Đoàng. Cùng lúc đó, tiếng súng nổ vang trời. Sau lưng Quan Duyệt tướm ra máu tươi, cả người đổ xuống. Quan Duyệt. Dương Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy cô ta. Anh không thể ngờ được, một cô gái mới gặp anh 2 lần đã sẵn sàng đỡ đạn cho anh. Thực ra vừa rồi anh đã khóa chặt vị trí của tay súng. Cho dù Quan Duyệt không chắn đạn, anh cũng có thể tránh được công kích của đối phương. Nào ngờ, Quan Duyệt lại xông lên chắn cho anh. Vua súng lần này phải có xếp hạng cao hơn Xít không ít. Vua súng bị thất bại, e là hắn vẫn sẽ tìm cơ hội ra tay với anh. Dương Thanh híp mắt lại, tôi chỉ lo hắn ta không dám làm gì tôi. Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lấy đạn ra rồi, may mà không bị thương đến nội tạng, cũng không ảnh hưởng đến xương cốt. Cô bé này rất may mắn. Ngải Lâm ra ngoài trước tiên nói với Dương Thanh, người không sao, cậu yên tâm đi. Hôm nay đúng ngày Ngải Lâm đi làm nên tự mình làm phẫu thuật cho Quan Duyệt luôn. Nghe thấy thế, Dương Thanh mới hết lo. Cảm ơn chị Lâm. Dương Thanh cảm kích nói. Dù sao Quan Duyệt cũng chắn đạn cho anh nên mới bị thương. Mặc kệ khi đó anh có tránh được hay không, Quan Duyệt làm vậy chứng tỏ cô ta rất lương thiện. Một dòng chính của vương tộc đi tới đâu cũng được người người tôn kính, lại làm được như vậy quả thực không dễ dàng. Anh Thanh, thực lực của cô ấy cũng không tồi. Cô ấy muốn bái anh làm thầy như vậy, hay anh nhận luôn đi. Trong phòng bệnh, Mã Siêu đã biết chuyện về Quan Duyệt. Anh ta rất tán thưởng cô gái này. Dương Thanh thở dài, vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của Quan Duyệt. Dù sao Quan Duyệt cũng là cháu gái của Quan Vương. Lão ta muốn gả Quan Duyệt cho hoàng tộc, anh mà nhúng tay vào sẽ đắc tội với cả hai nhà đó. Hiện giờ anh đã gây hấn với nhà họ Tào và nhà họ Tiết, nếu còn đắc tội thêm một vương tộc và hoàng tộc, vậy chính là đắc tội với 4 gia tộc đỉnh cao rồi. Cả Chiêu Châu tính cả hoàng tộc và vương tộc mới có 9 nhà, Dương Thanh đắc tội với 4 nhà một lần. Có lẽ trên đời này không còn người thứ hai như anh. Quan Duyệt đỡ đạn thay tôi, bây giờ có muốn từ chối nhận đồ đệ cũng không được nữa rồi. Dương Thanh bất lực nói. Mã Siêu biết rõ anh là người coi trọng tình nghĩa, không hề bất ngờ với câu trả lời này. Anh Thanh, em nhớ anh từng nói một câu rất hay. Mã Siêu bỗng nghiêm mặt nói, anh nói chiến sĩ của biên giới phía Bắc chúng ta làm việc không cần biết đúng sai, chỉ cần không thẹn với lòng mình. Em thấy bây giờ anh đang rất mâu thuẫn. Có nhiều chuyện rõ ràng anh biết nên làm gì nhưng lại lo nghĩ quá nhiều, tay chân bị gò bó. Tuy anh đã rời khỏi biên giới phía Bắc nhưng chỉ cần anh nói một câu, có ai dám không nghe. Vương tộc hoàng tộc gì đó, trước mặt chiến sĩ của biên giới phía Bắc cũng chẳng là cái thá gì. Nghe Mã Siêu nói thế, Dương Thanh bỗng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Sư phụ! Đúng lúc này, Quan Duyệt tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền gọi sư phụ. Bấy giờ Dương Thanh mới lấy lại tinh thần, đi lên xem thử. Thấy dáng vẻ yếu ớt của cô ta, anh rất áy náy. Bác sĩ nói vết thương của em không nặng, đạn không tổn thương tới nội tạng và xương cốt của em. Dưỡng bệnh một thời gian là có thể hoàn toàn hồi phục. Dương Thanh vội vàng nói cho Quan Duyệt nghe lời chẩn đoán của bác sĩ. Quan Duyệt nở nụ cười tươi rói, sư phụ, em không lừa anh đúng không? Em cũng có chút tác dụng, ít nhất có thể đỡ đạn cho anh. Dương Thanh trừng mắt nhìn cô ta, lúc nào rồi còn có tâm trạng đùa giỡn. Em không sợ đỡ đạn cho tôi sẽ đi đời nhà ma à? Quan Duyệt cười lắc đầu nói, không sợ, nghe nói con gái thích cười đều rất may mắn, em rất thích cười nên số cũng may. Anh xem đi, đạn xuyên qua lưng em mà không hề tổn hại tới nội tạng và xương cốt. Mã Siêu cũng cười nói,
cô bé này thật thú vị. Nếu em bái anh Thanh làm sư phụ chắc sẽ rất náo nhiệt. Anh ta vốn xem trọng Quan Duyệt, nghe tin cô ta có thể đấm bay vệ sĩ của vương tộc lại càng kinh hãi. Anh ta cũng muốn Dương Thanh nhận Quan Duyệt làm đồ đệ nên mới cố ý nhắc tới chuyện này. Nhưng lần này, Quan Duyệt không nói đến chuyện bái sư nữa, sắc mặt hơi ảm đạm. Sao thế, em không muốn bái anh làm sư phụ nữa à? Em gọi anh là sư phụ chỉ là đùa thôi, anh đừng coi là thật. Quan Duyệt vội vàng nói, lập tức mỉm cười, anh đừng vì trả ơn cứu mạng mà nhận em làm đồ đệ. Bà đây không thèm đâu, em muốn anh nợ em, đợi khi em cần sẽ phải trả lại. Nghe hai người họ nói chuyện, Mã Siêu bật cười, hai người đúng là kỳ người. Lúc em muốn bái sư, anh Thanh không chịu. Đến lúc anh ấy đồng ý, em lại không muốn nữa. Dương Thanh cũng không xoắn suýt chuyện bái sư, chỉ nói, được rồi, không bái thì thôi. Em vừa phẫu thuật xong, nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi thu xếp cẩn thận cho Quan Duyệt, Dương Thanh và Mã Siêu rời đi. Dương Thanh, bố muốn nhờ con một việc. Vũ Văn Cao Dương bỗng cầu khẩn nhìn anh. Dương Thanh không ngờ Vũ Văn Cao Dương sẽ nhờ mình. Chỉ cần Vũ Văn Bân không động đến tôi cam đoan không làm gì anh ta. Dương Thanh đáp, coi như cho Vũ Văn Cao Dương một viên thuốc an thần. Dù thế nào khi anh còn nhỏ, ông ta đã đối xử với anh rất tốt. Anh không phải con ruột nhưng ông ta vẫn làm hết trách nhiệm của một người bố dưỡng. Quan trọng nhất là ông ta đuổi anh và mẹ ra khỏi Yến Đô là vì bảo vệ hai người, ngược lại bị anh ghi hận mười mấy năm. Về tình về lý, Dương Thanh đều đang nợ Vũ Văn Cao Dương. Bố không định xin con tha cho Vũ Văn Bân, bố mong con có thể làm chủ gia tộc Vũ Văn. Vũ Văn Cao Dương chân thành nói. Dương Thanh cứ tưởng ông ta muốn cầu xin cho Vũ Văn Bân, không ngờ lại muốn anh trở thành chủ gia tộc Vũ Văn. Rõ ràng anh đâu mang huyết thống của gia tộc Vũ Văn. Chỉ cần Vũ Văn Bân chịu hối lỗi sửa sai, tôi có thể nâng đỡ anh ta, đồng thời cam đoan chỉ cần tôi còn sống sẽ không để ai làm hại gia tộc Vũ Văn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Thanh lên tiếng đáp. Đây là cách duy nhất để anh trả nợ cho Vũ Văn Cao Dương, anh đồng ý tha cho Vũ Văn Bân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vũ Văn Bân cũng phải để yên cho anh. Vũ Văn Cao Dương lắc đầu, phức tạp nhìn Dương Thanh, con thực sự cho rằng bố muốn con làm chủ gia tộc Vũ Văn chỉ là vì gia tộc thôi sao? Dương Thanh sửng sốt, lập tức im lặng. Anh thực sự đã nghĩ như vậy. Với thực lực hiện giờ của anh, còn có khí thế trấn áp gia tộc, không hề thua kém gia tộc Vũ Văn. Nhưng xem ra ý của Vũ Văn Cao Dương cũng không phải vì nghĩ cho gia tộc. Ông có ý gì? Dương Thanh hỏi. Vũ Văn Cao Dương trầm giọng nói, dạo gần đây có rất nhiều người tới Yến Đô, cũng xảy ra rất nhiều chuyện, chắc con cũng biết chứ. Dương Thanh gật đầu, trong năm vương tộc, người của các vương tộc họ Tiết, Tào, Bạch, Quan đều đã xuất hiện. Có lẽ còn người của hoàng tộc khác đã đến nhưng tôi chưa biết. Chỉ cần người khác không trêu chọc Dương Thanh và những chuyện liên quan đến anh sẽ không để ý. Vậy nên cũng không điều tra xem người của hoàng tộc và vương tộc nào đã tới Yến Đô. Vũ Văn Cao Dương nói tiếp, trước kia hoàng tộc và vương tộc vẫn sẽ phát triển sản nghiệp của mình ở Yến Đô, nhưng đều làm trong thầm lặng. Chưa từng có gia tộc nào dám gióng trống khua chiêng dẫn người tới Yến Đô, con có biết vì sao không? Lúc trước để lấy lòng tin của Dương Thanh, Quỷ Kiến Sầu đã kể rất nhiều chuyện bí mật. Dương Thanh đương nhiên biết rõ, lên tiếng đáp, bởi vì người kia từng lập ra một quy định, trừ phi Yến Đô lại xuất hiện một vị vương, nếu không dòng chính của hoàng tộc và vương tộc không được phép đặt chân tới Yến Đô. Nói xong, anh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đoán được ý đồ của Vũ Văn Cao Dương. Quả nhiên, ông ta gật đầu nói, hoàng tộc và vương tộc ngấp nghé Yến Đô từ lâu. Từng có lời đồn người nào đoạt được Yến Đô sẽ có được cả thiên hạ. Yến Đô không hề đơn giản như con thấy đâu. Mọi người đều coi tám gia tộc đứng đầu Yến Đô là thế lực mạnh nhất ở đây, nhưng điều này có thể xảy ra sao? Một thành phố sao có thể đồng thời có tám gia tộc mạnh nhất được? Quả thực Dương Thanh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nghe Vũ Văn Cao Dương nói xong không khỏi chấn động, chẳng lẽ ở Yến Đô còn có gia tộc mạnh hơn nữa sao? Vũ Văn Cao Dương gật đầu đáp, Đế Thôn. Đế Thôn. Lần đầu tiên Dương Thanh nghe thấy hai chữ này, Đế Thôn là địa danh à? Là một thôn chỉ có hơn 100 hộ dân. Lúc nhắc tới Đế Thôn, trên mặt Vũ Văn Cao Dương hiện lên vẻ tôn kính. Trước kia anh cứ nghĩ bản thân đã rất mạnh, bây giờ mới ý thức được mình vẫn rất thiển cận. Thế giới rộng lớn không thiếu điều hiếm lạ, anh không biết các cao thủ siêu mạnh không chịu lộ diện không có nghĩa là họ không tồn tại. Vậy nên lần này người của hoàng tộc và vương tộc liên tiếp xuất hiện ở Yến Đô là để chiếm đoạt Đế Thôn sao? Dương Thanh to gan suy đoán. Vũ Văn Cao Dương nói,
con chỉ đoán đúng một nửa. Người kia lập quy định từ 100 năm trước nhưng hoàng tộc và vương tộc vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chứng tỏ bọn họ đều kiêng kỵ quy định này. Chỉ cần tin đồn con Xương Vương ở Yến Đô bị phủ nhận, dù hoàng tộc và vương tộc muốn đoạt lấy đế thôn cũng sẽ phải cân nhắc xem người kia có chuẩn bị chiêu gì phía sau không. Nghe Vũ Văn Cao Dương nói vậy, Dương Thanh mới biết ông ta làm vậy vì nghĩa lớn. Tôi có thể tuyên bố không có hứng thú làm vương của Yến Đô. Dương Thanh nói, anh vẫn không muốn làm chủ gia tộc Vũ Văn. Dù sao anh cũng không mang huyết thống của gia tộc Vũ Văn, nếu thừa kế vị trí chủ nhà, người trong gia tộc sẽ nghĩ thế nào về anh? E là sẽ có rất nhiều người không đồng ý. Đám người kia chờ đợi bao nhiêu năm mới vớ được cơ hội lần này, còn giải thích thì làm được gì? Vũ Văn Cao Dương hỏi ngược lại. Dương Thanh lập tức im bặt. Anh vốn chưa từng nói muốn làm vương của Yến Đô, người của hoàng tộc và vương tộc không thể không biết được. Đúng như lời Vũ Văn Cao Dương nói, bọn họ chờ cơ hội này suốt trăm năm, sao có thể bỏ qua được. Nói anh Xương Vương ở Yến Đô chỉ là cái cớ che giấu dã tâm của hoàng tộc và vương tộc mà thôi. Dù người đó có chuẩn bị chiêu gì ở phía sau, bọn họ hoàn toàn có thể lấy lý do là nghe tin có người Xương Vương ở Yến Đô nên mới tới. Lý do này vô cùng phù hợp. Rõ ràng có kẻ cố tình tung tin anh muốn Xương Vương, dù là tin giả cũng có thể bị lợi dụng. Quan trọng là trước khi hoàng tộc và vương tộc tới, anh thực sự có năng lực Xương Vương ở Yến Đô. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này. Dương Thanh im lặng một lúc rồi đáp. Vũ Văn Cao Dương cũng biết Dương Thanh tự có tính toán của mình. Cái gì nên nói ông ta đều đã nói hết nên cũng không thuyết phục nữa, chỉ dặn dò, dù thế nào con cũng phải thật cẩn thận. Bố chờ câu trả lời của con. Được. Dương Thanh gật đầu. Anh ở lại bệnh viện một lúc rồi tới tập đoàn Nhãn Thanh. Một mình Dương Thanh ở trong phòng làm việc như lão tăng ngồi thiền, thỉnh thoảng cau mày. Anh đang rất rối bời, lần đầu tiên thấy mờ mịt như vậy. Lúc đến Yến Đô, anh không hề muốn tranh đoạt quyền thế, chỉ muốn tự mình quản lý tập đoàn Nhãn Thanh, cố gắng phát triển nó thành doanh nghiệp đứng đầu thế giới, coi như hoàn thành tâm nguyện khi còn sống của mẹ mình. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra, anh đã vô tình lún sâu vào vòng xoáy tranh chấp quyền lực ở Yến Đô, rất khó thoát ra. Giờ phút này, anh nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng nghĩ tới rất nhiều người. Dương Thanh cứ ngồi ngẩn người trước bàn làm việc cho đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới giật mình lấy lại tinh thần. Mời vào. Anh vừa dứt lời, thư ký đã mở cửa bước vào. Chủ tịch, có một người đàn ông chừng 25 tuổi nói mình họ Bạch, có quen biết với anh, xin được gặp anh. Thư ký báo cáo. Dương Thanh cau mày nói, không gặp, bảo cậu ta cút đi. Thấy thư ký tới, anh ta vội vàng đứng lên hỏi, tôi có thể gặp chủ tịch Dương được chưa? Thư ký lắc đầu, xin lỗi anh, chủ tịch bộn bề nhiều việc, không có thời gian gặp anh. Thư ký uyển chuyển truyền đạt lại ý của Dương Thanh. Sắc mặt của Bạch Tuấn Hào lập tức cứng đờ, lạnh giọng nói, cô không nói cho anh ta biết tôi họ Bạch à? Anh ta lại trở về dáng vẻ kiêu căng như lúc sáng. Thư ký không vui, lạnh nhạt nói, chính vì biết anh họ Bạch nên chủ tịch mới không có thời gian gặp anh. Nếu Bạch Tuấn Hào còn chưa hiểu ra thì đúng là quá ngu xuẩn. Chết tiệt! Trong lòng cảm thấy rất ghê tởm, nhưng Tần Y vẫn bình tĩnh nói, chỉ cần là chuyện công việc, anh đều có thể nói với tôi. Thế thì không được, bàn công việc với người đẹp có gì vui? Bạch Tuấn Hào híp mắt cười, chúng ta đi thuê phòng khách sạn, tâm sự về cuộc đời còn thú vị hơn nhiều. Người đẹp thấy sao? Bạch Tuấn Hào cười híp mắt. Tần Y cũng không phải kẻ ngây ngô mới đi làm, biết rõ ý của anh ta, lập tức nổi giận. Anh câm miệng cho tôi. Tần Y giận dữ quát, đây là tập đoàn Nhãn Thanh, không phải nơi để anh dương oai, cút ra ngoài đi. Dứt lời, cô ta còn hô lên, bảo vệ đâu? Ném anh ta ra ngoài cho tôi. Mười mấy gã bảo vệ đã bao vây Bạch Tuấn Hào từ trước, chỉ chờ câu nói này của Tần Y. Nhân viên vây xem thấy thái độ của Tần Y đều rất hả dạ. Bạch Tuấn Hào quả thực quá phách lối, ai cũng chướng mắt. Người đẹp, cô muốn người vô tội bị thương sao? Bạch Tuấn Hào nhìn mười mấy gã bảo vệ xông tới, không về e sợ, thậm chí còn châm chọc hỏi Tần Y. Hai gã vệ sĩ cao lớn như cột điện lạnh lùng đứng sau lưng anh ta, khí thế ngập trời. Tần Y bỗng có dự cảm chẳng lành. Đối phương biết chủ tịch tập đoàn Nhãn Thanh là Dương Thanh còn có gan chỉ dẫn theo hai gã vệ sĩ, chắc chắn không đơn giản. Bịch! Bạch Tuấn Hào vừa dứt lời. Hai gã vệ sĩ sau lưng bỗng dậm chân một cái. Nền đá cẩm thạch dưới chân họ lập tức rạn nứt như mạng nhện. Lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ, đến cả Tần Y cũng sợ ngây người. Từ khi làm phó tổng giám đốc tập đoàn Nhãn Thanh,
Tuy cô ta đã nhìn thấy nhiều nhưng chưa từng thấy cao thủ khủng bố như vậy ngoài Dương Thanh. Cô ta trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt sợ hãi. Ba gã bảo vệ đang định lao về phía Bạch Tuấn Hào vô thức dừng bước. Màn thể hiện vừa rồi của hai gã vệ sĩ đã dọa sợ bọn họ. Người đẹp, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại đề nghị lúc trước của tôi, xem có muốn theo tôi tới khách sạn tâm sự chuyện cuộc sống không? Bạch Tuấn Hào cười híp mắt nói, trông cô còn trẻ như vậy, chắc là vẫn chưa kết hôn nhỉ? Phải rồi, tôi quên không tự giới thiệu. Tôi là Bạch Tuấn Hào, đến từ vương tộc họ Bạch. Hôm nay tôi đến tập đoàn Nhạn Thanh để thu mua lại các người. Người đẹp chẳng chịu nể mặt tôi gì cả. Tôi là dòng chính của vương tộc, được tôi nhìn chúng là vinh hạnh của cô đấy. Bạch Tuấn Hào bật cười nói, chỉ cần cô khiến tôi hài lòng, biết đâu có thể gà rừng biến thành phượng hoàng, có hy vọng trở thành vương hậu tương lai. Anh im đi. Tần Y gào lên, nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức cút ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Bộ dạng hùng hổ bức người của anh ta khiến Tần Y mất khống chế. Bảo vệ đâu, mau đuổi họ ra ngoài cho tôi. Tần Y ra lệnh. Hiện giờ cô ta chỉ muốn đuổi thẳng cổ Bạch Tuấn Hào đi, cơn giận khiến cô ta quên mất thân phận của đối phương và thực lực mạnh mẽ của vệ sĩ đối phương. Mời các cậu lập tức ra khỏi đây. Tôi không đánh chủ tịch của cô nữa, chỉ cần cô chịu theo tôi đến khách sạn tâm sự một đêm, sau đó bảo chủ tịch của cô ngoan ngoãn quỳ xuống xin tôi tha thứ, tôi có thể không so đo với các người. Tần Y cắn chặt răng. Cô ta biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng đối phương là người của vương tộc, còn có hai vệ sĩ khủng bố bảo vệ. Cô ta lo lắng Dương Thanh không giải quyết được phiền phức này, lòng nóng như lửa đốt. Muốn gọi Dương Thanh tới giải quyết, lại sợ anh bị thương. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc Tần Y đang lo lắng bất an, một giọng nói thô kệch bỗng vang lên. Sao hả? Tao nói mày là loại người đấy không đúng à? Tao hiểu rồi, ý mày là mày không phải người. Mã Siêu nhếch mép cười xấu xa nói. Chết tiệt, sao mày dám chửi tao? Chết đi. Bạch Tuấn Hào nổi giận hét lên, đánh nó tàn phế cho tao. Hai gã vệ sĩ lập tức lao vào tới chỗ Mã Siêu. Anh Siêu cẩn thận. Tần Y hốt hoảng hô lên. Vừa nãy cô ta đã chứng kiến thực lực của hai gã vệ sĩ kia, lo Mã Siêu sẽ bị thương. Nhưng cô ta lên tiếng quá muộn. Bởi vì tốc độ của hai gã vệ sĩ nhà họ Bạch quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã vào tới trước mặt Mã Siêu, đồng loạt tung nắm đấm. Đám nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh đang vây xem đều vô thức nhắm mắt lại, không dám nhìn chuyện sắp xảy ra. Lúc nãy hai gã vệ sĩ kia có thể đánh bại mười mấy bảo vệ của tập đoàn Nhạn Thanh chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Mã Siêu có mạnh đến mấy cũng đâu thể đấu lại được vệ sĩ khủng bố như vậy. Anh Siêu! Tần Y giật mình hét lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mã Siêu, không dám chớp mắt sợ anh ta cũng thất bại. Bịch! Bịch! Ngay sau đó, hai tiếng va chạm nặng nề vang lên. Nắm đấm của hai gã vệ sĩ đều đập vào ngực Mã Siêu. Tần Y khiếp sợ tột độ vì Mã Siêu không bị đánh bay, vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không hề động đậy. Dường như hai nắm đấm kia chỉ là gãi ngứa với anh ta. Nếu không phải vừa tận mắt chứng kiến thực lực của hai gã vệ sĩ kia, chắc chắn Tần Y sẽ hoài nghi bọn họ chỉ là một lũ ăn hại. Hai gã vệ sĩ nhà họ Bạch vô cùng kinh sợ. Bọn họ rất tự tin có thể tung hoành ở Yến Đô. Thế nhưng giờ đây, một gã trai mới 25-26 tuổi dám dùng cơ thể cứng rắn đỡ lấy nắm đấm của cả hai bọn họ. Sao có thể như vậy được? Cả hai đều thầm kinh hãi. Chẳng lẽ, gã trai trẻ này luyện kim trung cháo, có sức phòng ngự mạnh mẽ nhưng tốc độ và lực tấn công quá yếu nên vừa nãy mới không phản đòn bọn họ. Bọn họ vừa mới nghĩ vậy, cảnh tượng trước mắt đã khiến bọn họ phải khiếp sợ. Ăn thử một đấm của tao đi. Hai người chỉ nghe thấy Mã Siêu nói một câu như vậy, chưa kịp phản ứng lại đã thấy ngực mình như bị nghìn cân đè lên. Tiếng xương gãy kích thích trái tim họ. Sau tiếng xương gãy, một cơn đau mãnh liệt từ lồng ngực lan tràn ra khắp cơ thể. Bịch, bịch, hai tiếng va chạm liên tục vang lên. Hai gã vệ sĩ bị đánh bay đâm sầm vào cửa lớn tập đoàn Nhạn Thanh rồi lăn ra nền đá cẩm thạch cứng rắn. Tần Y thấy vậy, kinh ngạc không nói nên lời. Đám người còn lại nghe thấy tiếng cửa tập đoàn bị đâm sầm mới dám mở mắt ra. Khi trông thấy Mã Siêu vẫn đứng tại chỗ, tất cả đều ngơ ngác. Không phải anh ấy bị đánh bay rồi à? Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Các nhân viên không dám nhìn chỉ cảm thấy tiếc nuối vô hạn. Gương mặt kiêu căng của Bạch Tuấn Hào lập tức tái nhợt không còn một giọt máu, ánh mắt khó tin tràn đầy hoảng sợ. Sao, sao lại như vậy? Bạch Tuấn Hào thì thào. Đây là lần đầu tiên anh ta rời khỏi thành Bạch. Khi còn ở thành Bạch, anh là người nhà họ Bạch, không ai dám trêu chọc.
rất nhiều người đều nói trừ hoàng tộc và vương tộc, chẳng mấy ai có thể mạnh bằng cao thủ nhà họ Bạch. Không phải nói là chẳng mấy ai sao? Anh ta vừa tới Yến Đô, hai gã vệ sĩ mạnh nhất mà anh ta dẫn tới đã bị một thằng danh tầm tuổi anh ta đấm bay như bóng ra. Cảnh tượng vừa rồi đã khiến anh ta bị bóng ma tâm lý rất lớn. Bạch Tuấn Hào không biết rằng, đúng là cả Chiêu Châu chẳng mấy ai mạnh được như Mã Siêu. Chỉ có cao thủ hàng đầu của hoàng tộc và vương tộc mới sánh được. Nhưng rất không khéo, anh ta vừa tới Yến Đô đã gặp phải cao thủ mạnh như vậy. Y, em tính tổn thất đi. Mã Siêu dẫm lên ngực anh ta, quay đầu lại nói với Tần Y. Bấy giờ Tần Y mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, anh Siêu, chỉ cần bọn họ không đến tập đoàn Nhạn Thanh gây sự nữa, chuyện bồi thường coi như xong. Sao có thể như vậy được? Mã Siêu phản bác, bọn họ đánh nhiều bảo vệ của chúng ta như vậy, còn dẫm nát hai miếng đá cẩm thạch, đâm vỡ cửa tập đoàn Nhạn Thanh, khiến nhiều nhân viên trong tập đoàn bị tổn thương tinh thần. Tất cả đều phải bồi thường chứ. Anh Siêu, tính xong tổn thất rồi. Đá cẩm thạch và cửa lớn bị hỏng hết 500.000. 445 triệu. Được, tiếp tục làm tròn lên 1 tỷ đi. Nghe thấy thế, Bạch Tuấn Hào chố mắt ra nhìn. Đây chính là ăn cướp trắng trợn. Danh con, mày nghe thấy chưa? Trong vòng 5 phút nếu mày không bồi thường đủ 1 tỷ, tao sẽ tăng gấp đôi tiếp. Mã Siêu dẫm lên ngực Bạch Tuấn Hào, ngạo nghễ nhìn xuống anh ta. Nghe Mã Siêu nói vậy, Bạch Tuấn Hào chỉ cảm thấy cổ họng tanh nồng, bỗng phụt máu. Anh ta bị tức đến phụt máu. Anh ta ngậm thìa vàng lớn lên, trước giờ đều là anh ta dẫm lên người khác, dọa dẫm người khác. Nhưng hôm nay anh ta lại bị một kẻ vô danh đồng trang lứa dẫm đạp dưới chân, còn bắt anh ta phải bồi thường 1 tỷ. Đối với nhà họ Bạch, 1 tỷ chẳng đáng là bao, nhưng đối với anh ta lại là một số tiền khổng lồ. 1 tỷ đã gần bằng toàn bộ tài sản của anh ta. Trong vương tộc, anh em tranh giành quyền lực, không có tiền không làm gì được. Nếu quả thực phải bồi thường 1 tỷ, về sau anh ta phải tranh đấu với các anh em khác kiểu gì? Tôi không có tiền. Bạch Tuấn Hào nghiến răng nghiến lợi nói. Mã Siêu lạnh giọng nói, 1 tỷ cũng không có, thật mất mặt nhà họ Bạch. Dứt lời, anh ta cũng mặc kệ Bạch Tuấn Hào, nói với một bảo vệ, giam thằng danh này lại, nếu 5 phút sau vẫn chưa bồi thường, tăng lên 2 tỷ, 5 phút nữa mà vẫn chưa bồi thường thì đừng lãng phí thời gian nữa, đánh gãy 5 chi của nó đi. 5 chi? Bảo vệ ngơ ngác hỏi. Mã Siêu cười híp mắt nhìn vào giữa háng hắn ta, bảo vệ lập tức bừng tỉnh thốt lên, thì ra là biến cậu ta thành thái giám. Tần Y với thư ký và đám nhân viên nữ nghe thấy thế lập tức đỏ bừng mặt. Anh Siêu yên tâm, chúng tôi biết phải làm gì rồi. Mấy gã bảo vệ đều lạnh lùng nhìn Bạch Tuấn Hào. Bọn họ chỉ là nhân viên ở tầng dưới chót, không hề biết anh ta là ai, chỉ biết bọn họ có một chủ tịch rất lợi hại. Còn 2 phút nữa. Còn 1 phút. 59, 58.57. Các bảo vệ vây quanh Bạch Tuấn Hào, bắt đầu đếm ngược. Mỗi lần họ nói ra một con số, sắc mặt Bạch Tuấn Hào lại càng tái nhợt. Đừng đếm nữa, tôi xin các người đừng đếm nữa. Tôi bồi thường, bây giờ tôi lập tức chuyển khoản cho tập đoàn các người, được chưa? Rốt cuộc tinh thần của Bạch Tuấn Hào cũng sụp đổ. Đến cả hai gã vệ sĩ mạnh nhất bên người đều bị đánh bại, vẫn đang nằm lăn lóc ngoài cửa tập đoàn không dậy nổi, anh ta có thể làm gì được? Dương Thanh gật đầu, sau này chúng ta không cần cố gắng trốn tránh, cũng không phải cố ý làm gì. Tất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi. Hoàng tộc hay vương tộc cũng như nhau, bọn họ không trêu chọc chúng ta thì thôi. Nhưng nếu muốn đẻ đầu cưỡi cổ chúng ta, dù là chủ của hoàng tộc tới chúng ta cũng không sợ. Đây chính là thái độ hiện giờ của Dương Thanh. Nếu anh thực sự nhúng tay vào chuyện của hoàng tộc và vương tộc, e là sẽ liên lụy tới người bên cạnh. Em thấy anh có thể cân nhắc đề nghị của ông chủ Vũ Văn. Một khi đế thôn bị người ta chiếm được, rất có thể sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Mã Siêu bỗng nhiên nói. Đám cưới của Mã Siêu và Ngải Lâm là chuyện anh mong đợi nhất trong khoảng thời gian này. Nhưng bọn họ không hề hay biết, trong đám cưới ấy sẽ xảy ra biến cố lớn đến mức nào. Mã Siêu vừa rời khỏi, Dương Thanh liền gọi điện thoại, ngày kia là đám cưới của Mã Siêu, chuyện tôi dặn ông làm đến đâu rồi. Cậu Thanh yên tâm, tất cả đều sẵn sàng. Chắc chắn Mã Siêu sẽ rất thích món quà này của cậu. Giọng nói của Tiền Bưu truyền tới. Sau khi biết Mã Siêu muốn cưới Ngải Lâm vào cuối năm, Dương Thanh đã bảo Tiền Bưu chuẩn bị một món quà đặc biệt có ý nghĩa với Mã Siêu. Bây giờ quà đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi tới ngày kia. Quà đặc biệt đã xong, nhưng quà bình thường vẫn chưa có. Sau khi cúp máy, Dương Thanh nhủ thầm. Bình thường anh em thân thiết cưới vợ đều sẽ mừng tiền,
nhưng quan hệ của anh và Mã Siêu còn thân hơn cả anh em ruột. Quan trọng nhất là bố mẹ Mã Siêu qua đời vì tai nạn giao thông từ khi anh ta còn rất nhỏ, chỉ để lại anh ta và em gái. Khi đó Mã Siêu mới 5 tuổi, em gái mới 3 tuổi. Cuối cùng dì của Mã Siêu mang hai anh em về nuôi. Nhưng lâu dần, dượng của Mã Siêu không thích, thường xuyên đánh hai anh em họ. Mã Siêu vừa lên cấp 2 đã bị dượng bắt nghỉ học, ép phải đi làm nông với mình. Em gái nhỏ hơn Mã Siêu 2 tuổi cũng bị bắt bỏ học. Bị dượng ngược đãi quá lâu, Mã Siêu dẫn em gái chạy trốn. Khi đó, Mã Siêu chỉ mới 13 tuổi, chưa biết lòng người hiểm ác. Lúc ở nhà ga, hai anh em bị bọn buôn người bắt cóc, sau đó Mã Siêu chạy được, nhưng lạc mất em gái. Bao nhiêu năm nay, Mã Siêu vẫn luôn tìm kiếm em gái nhưng không có kết quả. Mặc dù gia thế của Dương Thanh cũng lận đận, nhưng còn kém xa Mã Siêu. Ít nhất anh vẫn còn người mẹ yêu thương mình đến tận khi tốt nghiệp đại học. Anh rể, anh đang mải mê nghĩ xem nên tặng gì cho Mã Siêu, chợt có người gõ cửa. Tần Y, em sao thế? Tần Y chạy vào, sắc mặt tái nhợt. Lúc ở công ty, Tần Y đều gọi anh là chủ tịch, đột nhiên gọi anh rể chắc là có chuyện. Không biết tại sao mỗi lần gặp phải phiền phức lớn, Dương Thanh đều rất bình thản. Tần Y cũng sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại. Phải rồi Y Y, ngày kia anh Siêu của em lấy vợ đấy. Anh đang không biết tặng gì cho cậu ấy, em giúp anh nghĩ thử xem. Dương Thanh đột nhiên hỏi. Tần Y kinh ngạc nói, anh Siêu lấy vợ á? Sao lại đột ngột như vậy? Hai người tới phòng sale của Thành Mộng Hoan. Bất động sản Thành Mộng Hoan là công ty bất động sản nổi tiếng thế giới, cũng đứng đầu chiêu châu. Ở Yến Đô, bọn họ chủ yếu đánh vào thị trường nhà ở cao cấp. Khả năng tài chính của anh là bao nhiêu? Mễ Tuyết cười hỏi. Dương Thanh đấy à? Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc bỗng vang lên. Dương Thanh bị người ta gọi tên cũng ngạc nhiên quay lại, trông thấy một cô gái mặc đồng phục vest của phòng sale đi tới. Dương Thanh chỉ cảm thấy đối phương quen mắt, cũng biết là bạn học cấp 3. Nhưng đáng xấu hổ thay, đối phương biết tên anh, nhưng anh không nhớ đối phương là ai. Tiêu Chỉ Tinh, lâu rồi không gặp. Dương Thanh lén nhìn thẻ tên trước ngực cô ta mới biết tên đối phương. Không ngờ đúng là con cóc ghẻ nhà cậu. Tiêu Chỉ Tinh cười nói. Nghe vậy, Dương Thanh lập tức cau mày. Sao mình lại biến thành con cóc ghẻ? Tần Y cũng cau mày, đang định nổi giận thì Tiêu Chỉ Tinh vội vàng che miệng nói. Xin lỗi nhé, tôi lỡ lời. Cậu đừng so đo với tôi đấy. Nói lời xin lỗi nhưng thái độ không hề thành khẩn, nhất là ánh mắt cô ta nhìn Dương Thanh tràn đầy khinh bỉ. Dường như rất xem thường người bạn học như Dương Thanh. Không sao. Dương Thanh lạnh lùng nói. Tính ra chúng ta đã không gặp nhau 10 năm rồi nhỉ. Tiêu Chỉ Tinh khoanh tay trước ngực cười nói, tôi vẫn còn nhớ cậu từng viết thư tình cho tôi hồi cấp 3 đấy. Nhưng tôi không có hứng thú với cậu. Còn đọc thư tình cậu viết cho mọi người nghe. Chính vì thế mọi người đều bảo cậu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tần Y không nghe nổi nữa, bỗng thân mật ôm cánh tay Dương Thanh, cười hỏi, ông xã, chắc lúc anh học cấp 3 bị cận đến mức thường xuyên không nhìn rõ đồ vật phải không? Dương Thanh bị hành động lớn mật của Tần Y dọa giật nảy mình, chưa kịp phản ứng lại, không. Anh còn chưa nói hết câu đã thấy cánh tay đau nhói, bấy giờ mới nhận ra Tần Y đang cố ý. Sao em biết hay vậy? Đúng là lúc đó mắt anh không tốt, không nhìn rõ vật, còn không đeo kính. Dương Thanh đổi giọng, cười đáp. Em nói rồi mà, chồng em đẹp trai như vậy sao lại bị gọi là cóc ghẻ? Tần Y mỉm cười nhìn Tiêu Chỉ Tinh đang cau có, híp mắt nói, chị gái ơi, chị nói cấp 3 chồng tôi viết thư tình cho chị, chắc chắn là vì mắt chồng tôi không tốt, chị đừng coi là thật nhé. Tiêu Chỉ Tinh đương nhiên nghe ra được Tần Y đang nói Dương Thanh mù mắt nên mới viết thư tình cho cô ta. Dương Thanh cười khổ. Tuy Tiêu Chỉ Tinh cố tình nhắc tới chuyện này để sỉ nhục anh nhưng dù sao cũng đã xảy ra từ 10 năm trước, anh lười so đo. Đúng lúc này có một cặp vợ chồng trung niên mặc toàn đồ hiệu đi tới, nhìn là biết rất giàu có. Dương Thanh bất lực lắc đầu, em tưởng anh tỏ tình với cô ta thật à? Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác sao? Tần Y lập tức nổi lên hứng thú. Dương Thanh lo Tần Y sẽ kể cho Tần Thanh Tâm nghe chuyện mình tỏ tình, vội vàng kể lại, năm đó anh chỉ là một học sinh nghèo. Chỉ tập trung học hành, sao có thể yêu đương được? Không phải anh tỏ tình cô ta, mà là cô ta tỏ tình anh, bị anh từ chối. Cô ta thẹn quá hóa giận, không biết tìm được bức thư tình ở đâu ra đọc cho mọi người nghe, nói là anh viết, còn sỉ nhục anh là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga ở trước mặt mọi người. Thì ra là vậy. Tần Y không hề hoài nghi Dương Thanh nhưng vẫn cười xấu xa nói,
nếu anh không thành thật khai báo, em sẽ mách chị em đấy. Biệt thự trị giá 1,5 tỷ. Được, tôi sẽ dẫn anh chị đi xem biệt thự, chắc chắn hai người sẽ hài lòng. Mễ Tuyết kích động nói. Toàn bộ biệt thự cao cấp của thành Mông Hoan đều được trưng bày ở đây. Đúng lúc này, Tiêu Chỉ Tinh dẫn cặp vợ chồng trung niên vừa rồi đi vào. Nói xong, Mễ Tuyết áy náy nhìn cặp vợ chồng trung niên, tươi cười nói, xin lỗi hai vị, căn biệt thự này đã được bán. Hai vị xem các căn khác nhé. Mễ Tuyết, cô đang làm gì vậy? Tiêu Chỉ Tinh lập tức lạnh giọng nói, đúng là sinh viên đại học mới ra trường, ngu ngơ dễ bị lừa. Cô có thể động não một chút được không? Biệt thự trị giá 1,5 tỷ là thứ loại người nào cũng mua được hả? Cứ tùy tiện dẫn bọn họ đi xem biệt thự, nhỡ làm hư hỏng đồ trong biệt thự, cô đền nổi không? Tiêu Chỉ Tinh ra vẻ răn dạy Mễ Tuyết nhưng rõ ràng đang nói Dương Thanh không mua nổi biệt thự 1,5 tỷ. Chị, lời nói của Tiêu Chỉ Tinh khiến Mễ Tuyết nổi giận. Cô ta đỏ mắt chỉ vào đối phương nhưng lại không nói nên lời. Tiêu Chỉ Tinh nói cô ta ngu ngơ vì cô ta mới tốt nghiệp đại học không lâu, đây là công việc đầu tiên của cô ta. Còn Tiêu Chỉ Tinh đã là nhân viên kỳ cựu ở đây, tháng trước còn là nhân viên bán hàng giỏi nhất. Sau khi Mễ Tuyết vào làm ở phòng sale của thành Mộng Hoan, Tiêu Chỉ Tinh vẫn luôn cướp đơn hàng của cô ta. 3 tháng thử việc sắp kết thúc nhưng cô ta vẫn chưa bán được căn nhà nào. Nếu trong thời gian thử việc không bán được hàng thì chỉ có thể bị sa thải. Khó khăn lắm mới gặp được Dương Thanh. Cô ta có cảm giác anh thực sự muốn mua căn biệt thự 1,5 tỷ này. Thế nhưng người Tiêu Chỉ Tinh dẫn tới cũng giàu có, rất có thể cũng sẽ mua căn biệt thự vườn này. Chị cái gì, tôi làm việc ở đây 3 năm rồi, phải biết kính trọng đàn chị biết chưa? Gọi tôi là chị Tinh. Tiêu Chỉ Tinh ra vẻ ma cũng bắt nạt ma mới, chỉ vào mô hình biệt thự cao cấp trên bàn cát rồi quát, để chìa khóa lại rồi cút ra ngoài cho tôi. Mễ Tuyết đỏ bừng mắt, khóe mắt ươn ướt. Nhưng công việc này rất quan trọng. Dù có bị bắt nạt cô ta cũng phải nhẫn nhịn. Tiêu Chỉ Tinh, cô quá đáng rồi đấy. Dương Thanh không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, lạnh giọng nói. Tiêu Chỉ Tinh vội vàng đổi vẻ mặt tươi cười nói với anh, xin lỗi cậu nhé, tôi không cố tình nhằm vào cậu đâu. Có một số việc cậu không biết, đừng quan tâm à ta. Chồng ơi, em thích căn biệt thự vườn này, nó cũng ở xa hơn các căn khác. Sống ở đây sẽ rất thoải mái. Người đàn ông trung niên bỗng hỏi Tiêu Chỉ Tinh. Tiêu Chỉ Tinh vội vàng nói, không phải 110 triệu đâu anh, là 1,5 tỷ đấy ạ. Các biệt thự được triển lãm trong này đều là biệt thự cao cấp nhất Yến Đô, giá khởi điểm từ 500 triệu trở lên. Căn biệt thự vườn này còn là... Chờ đã! Người đàn ông trung niên chen ngang Tiêu Chỉ Tinh đang khoác lác, cau mày hỏi, cô nói căn biệt thự vườn này có giá 1,5 tỷ hả? Tiêu Chỉ Tinh khẽ cười nói, vâng. Nhưng với khí chất của anh, đừng nói là 1,5 tỷ. Dù có là biệt thự 15 tỷ chắc chắn anh cũng sẽ mua đúng không ạ? Tôi mua con mẹ nhà cô. 1,5 tỷ, sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi? Một căn biệt thự rách nát cũng dám bán 1,5 tỷ. Nào ngờ người đàn ông trung niên lập tức nổi giận chửi ầm lên. Tiêu Chỉ Tinh sững sờ, vội vàng nói, thưa anh, tôi có thể chiết khấu 3% cho anh. Tức là anh chỉ cần trả 1,455 tỷ, có thể tiết kiệm 45 triệu, vô cùng ưu đãi, không hề chịu thiệt. Được, không đắt thì cô tự mua một căn đi. Người đàn ông trung niên tát vào mặt cô ta, cả giận nói, con ả chết tiệt này, mau cút ra cho tao. Dứt lời, ông ta kéo vợ mình rời đi. Chờ đã, nếu anh đồng ý mua căn biệt thự này, anh bảo tôi làm gì cũng được. Cũng phải chuẩn bị tinh thần trước đi, nếu xem nhà xong cậu ta kiếm cớ nói không thích hoặc là đợi lúc khác mua sau, cô đừng có tin là thật đấy. Được rồi, tôi khuyên xong rồi. Cô dẫn khách của cô đi đi. Nhưng cô ta còn chưa kịp khoác lác đã thấy Tần Y nói với Mễ Tuyết, cô phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình, đừng có học cái xấu của người ta. Tôi nghe nói có một số nhân viên vì để bán được hàng mà sẵn sàng ngủ với khách. Không chỉ vậy, tôi còn tận mắt chứng kiến một nhân viên bán nhà giữ khách lại nên mới bị ăn tát, đã vậy còn không biết xấu hổ đuổi theo cầu xin khách mua nhà. Nghe Tần Y nói thế, Tiêu Chỉ Tinh lập tức nổi giận. Người Tần Y nói chính là cô ta. Các nhân viên khác trong phòng sale đều cười châm chọc nhìn cô ta. Cô mắng ai không biết xấu hổ. Tiêu Chỉ Tinh giận dữ chất vấn. Tần Y nghi hoặc nhìn cô ta hỏi, tôi chỉ đang dạy Mễ Tuyết cách làm người thôi, mắng chị không biết xấu hổ lúc nào. Chẳng lẽ chị cũng làm mấy chuyện tôi vừa nói à? Tần Y lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, vội vàng che miệng nói, xin lỗi. Tôi không biết chị từng làm những chuyện này. Chị là bạn học của chồng tôi, sao tôi lại mắng chị không biết xấu hổ được?
Dù chị thực sự làm những chuyện kia, tôi cũng phải nể mặt chồng tôi, mắng chị sao được. Tiêu Chỉ Tinh tức phát điên, vừa bị cặp vợ chồng trung niên kia cho ăn tát đang định xả giận lên Mễ Tuyết. Nào ngờ mình lại bị Tần Y mắng. Trông thấy Tiêu Chỉ Tinh ngày càng nổi giận, Mễ Tuyết vội vàng nói, chúng ta đi xem nhà đi. Dương Thanh cũng lên tiếng, vậy thì đi thôi. Lúc này Tần Y mới chịu buông tha, còn cười khanh khách vẫy tay với Tiêu Chỉ Tinh, đợi lát nữa gặp lại nhé. Nhìn theo ba người rời đi, Tiêu Chỉ Tinh phát rồ, chết tiệt, các người đều là lũ khốn kiếp. Anh rể có hài lòng với màn thể hiện vừa rồi của em không? Trên đường đi xem biệt thự, Tần Y cười hỏi. Dương Thanh bất lực nói, dù sao em cũng là phó tổng giám đốc của một tập đoàn, sao lại tự hạ thấp thân phận cãi nhau với một người phụ nữ đạo đức kém như vậy? Tần Y trợn mắt nói, em nói rất nhẹ nhàng mà, đâu có cãi nhau. Rốt cuộc chị với anh Thanh có quan hệ gì vây? Mễ Tuyết rất khó hiểu, lúc Tần Y gọi Dương Thanh là chồng, lúc lại gọi là anh rể. Tần Y phì cười đáp, tôi chỉ tức con ả mắt chó coi thường người khác kia thôi. Anh ấy là anh rể, cũng là anh trai của tôi. À, Mễ Tuyết chợt hiểu ra. Dương Thanh lái xe. Trong lúc nói chuyện, cả ba đã tới khu biệt thự của Thành Mộng Hoan. Xe vừa vào cổng, bảo vệ lập tức cúi chào cho qua. Tần Y vui vẻ đáp. Nghe hai người nói chuyện, Mễ Tuyết rất hâm mộ. Trong đầu cô ta chợt xuất hiện một bóng người chôn sâu trong ký ức, trái tim nhói đau. Dương Thanh và Tần Y không xem quá lâu, chỉ tùy tiện đi lòng vòng rồi rời đi. Lúc ở phòng sale, bọn họ đã quan sát bố cục trên bàn sát và tỷ lệ của mô hình. Có thể nói mô hình và biệt thự thực tế hoàn toàn giống hệt. Dù là dinh thự Vân Phong của Dương Thanh cũng chưa chắc tốt bằng căn biệt thự vườn này. Xem nhà nhanh vậy sao? Đám người Dương Thanh vừa bước vào phòng sale. Giọng điệu chán ghét của Tiêu Chỉ Tinh đã vang lên, không thích à? Hay là định lúc khác mua sau? Lời nói của cô ta tràn đầy sự mỉa mai. Sau đó cô ta còn nói tiếp, nể tình là bạn học cũ, tôi có thể giới thiệu cho cậu nhà bán lại, chỉ hơn 100.000 là mua được một căn nhà rộng 20m². Tuy diện tích chỉ có 20m² nhưng mua được nhà ở Yến Đô là tốt lắm rồi. Sao hả, cần thì để tôi liên hệ luôn, thuận tiện xin cho cậu ưu đãi mấy nghìn. Dương Thanh không nổi giận. Chỉ cười nhìn cô ta, e là khiến cô thất vọng rồi. Tôi đang định mua căn biệt thự vườn kia. Không cần cũng không sao. Khoan đã, cậu nói cái gì? Tiêu Chỉ Tinh đáp lại một câu mới kịp phản ứng lại, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Dương Thanh không thèm để ý tới cô ta, đưa cho Mễ Tuyết một thẻ ngân hàng, cô quẹt thẻ đi. Vâng thưa anh Thanh. Mễ Tuyết nhận lấy thẻ ngân hàng, kích động muốn chết. Căn biệt thự này trị giá 1,5 tỷ. Chỉ riêng hoa hồng thôi đã gần 1 triệu. Cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu đã có thể kiếm được gần 1 triệu. Đối với cô ta, đây là một số tiền khổng lồ. Cảm ơn anh Thanh. Mễ Tuyết cuống quýt cảm ơn, chuẩn bị đi quẹt thẻ. Chờ đã. Tiêu Chỉ Tinh thấy Mễ Tuyết sắp đi quẹt thẻ, rốt cuộc xác định Dương Thanh thực sự muốn mua căn biệt thự 1,5 tỷ kia, vội vàng ngăn Mễ Tuyết lại. Không phải chỉ định cho chúng tôi ưu đãi 3% sao? Anh Thanh cũng đừng nhụt chí. Cho dù bây giờ anh không mua nổi biệt thự 1,5 tỷ nhưng tôi tin chắc sau này anh sẽ làm được. Mễ Tuyết chân thành khích lệ Dương Thanh. Dương Thanh bị cô gái đơn thuần này làm cảm động, bỗng nghĩ nếu cô ta là em gái của Mã Siêu thì tốt biết mấy. Cô gái ngốc này, đây là thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, hạn mức 10 tỷ đấy. Mau đi quẹt thẻ đi. Tần Y bật cười thúc giục. Vừa rồi cô ta chỉ cố ý chọc tức Tiêu Chỉ Tinh. Không ngờ lại bị cô gái không kém mình bao nhiêu tuổi này làm cảm động. Nghe lời Tần Y nói, Mễ Tuyết sợ ngây người. Thẻ ngân hàng có hạn mức 10 tỷ sao? Tính tình cô ta ngây thơ cũng không nghi ngờ gì, chỉ vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc Dương Thanh là ai mà lại có thẻ ngân hàng này? Mau đi quẹt thẻ đi, tôi còn bận chuyện khác. Dương Thanh cũng thúc giục. Lúc này Mễ Tuyết mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tôi lập tức tới phòng tài chính quẹt thẻ. Tiêu Chỉ Tinh không biết sự thật, đi tới mấy nhân viên bán hàng khá thân với mình, tức giận nói, đúng là một thằng nghèo kiết xác, muốn mua một căn biệt thự 1,5 tỷ bằng thẻ hội viên, nằm mơ giữa ban ngày à? Cái gì, dùng thẻ hội viên mua nhà, bọn họ là khỉ đột tới mua vui à? Những người khác đều cười phá lên. Nói cho mấy cô nghe, cậu ta là bạn cấp 3 của tôi, nghèo từ lúc đi học rồi, còn từng tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối. Từ đó tất cả mọi người đều gọi cậu ta là con cóc ghẻ. Tiêu Chỉ Tinh đắc ý cười, bởi vì cậu ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ha ha! Đám người nhao nhao cười lớn. Đúng lúc này,
một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ lại trước cửa phòng sale, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sao chủ tịch lại tới đây? Giám đốc phòng sale trông thấy người trung niên kia, kinh ngạc chạy tới hỏi. Tiêu Chỉ Tinh cũng sợ ngây người, lần đầu tiên gặp được chủ tịch của bất động sản Thành Mộng Hoan. Cô ta làm việc ở đây 3 năm, hôm nay mới được nhìn thấy ông ta một lần. Các người gặp được chủ tịch Dương chưa? Chủ tịch Thành Mộng Hoan lo lắng hỏi. Giám đốc lắc đầu hỏi lại, chủ tịch Dương là ai? Chủ tịch Dương là cổ đông lớn nhất của Thành Mộng Hoan chúng ta. Tôi vừa nhận được tin cậu ấy muốn tới đây mua nhà. Chủ tịch Thành Mộng Hoan vội nói. Thực ra trong lòng ông ta rất thấp thỏm không yên. Mặc dù ông ta là chủ tịch nhưng từ một tháng trước, tập đoàn Nhãn Thanh đầu tư 50 tỷ cho Thành Mộng Hoan, lập tức trở thành cổ đông lớn nhất. Nếu tập đoàn Nhãn Thanh muốn thì có thể cách chức ông ta bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ chính là vị khách quý tôi vừa đón tiếp? Tiêu Chỉ Tinh bỗng giật mình hô lên. Tiêu Chỉ Tinh giật nảy mình, quay người đi tới phòng tài chính làm thủ tục gửi trả lại tiền. Nhưng cô ta vừa chạy được mấy bước, bước chân lập tức cứng đờ. Lại sao nữa? Chủ tịch Thành Mộng Hoan giận dữ chất vấn. Tiêu Chỉ Tinh bị tát, vẻ mặt ấm ức. Nhưng cô ta cũng biết mình đã bỏ lỡ vị khách quý giá thế nào, trong lòng cực kỳ hối hận. Biết trước như vậy cô ta đã quấn lấy chủ tịch Dương đòi ông ta mua nhà. Chủ tịch, tôi không có số của chủ tịch Dương. Tiêu Chỉ Tinh cúi đầu, đỏ mắt nói. Bốp, chủ tịch Thành Mộng Hoan lại tát thêm cái nữa, con mẹ nó cô làm ăn kiểu gì vậy? Chủ tịch Dương tự mình tới mua nhà, thế mà cô còn không nhận ra, đến cả số điện thoại của người ta cũng không có. Cô là lợn à? Mễ Tuyết nhiệt tình tạm biệt Dương Thanh và Tần Y. Nhưng lúc họ vừa mới đi tới sảnh bán hàng đã thấy một đám người túm tụm vào một chỗ. Nhưng lời nói của Tiêu Chỉ Tinh lại dọa ông ta suýt tè ra quần. Bốp! Ông ta tát vào mặt cô ta, tức giận nói, sao cô dám sỉ nhục chủ tịch Dương? Con mẹ nó cô chán sống rồi à? Lần này chủ tịch Thành Mộng Hoan tát rất mạnh, Tiêu Chỉ Tinh bị đánh ngã lăn ra đất, khóe miệng rớm máu. Các nhân viên khác đều sợ ngây người, trơ mắt nhìn chủ tịch Thành Mộng Hoan chạy tới trước mặt Dương Thanh. Chào chủ tịch Dương, tôi là chủ tịch của Thành Mộng Hoan, tên Lưu Dương. Rất vui được gặp cậu. Lưu Dương kích động nói. Dương Thanh sững sờ hỏi, ông biết tôi à? Lần này đổi lại Lưu Dương ngơ ngác nói, tháng trước, tập đoàn của cậu đầu tư 50 tỷ vào Thành Mộng Hoan, hiện giờ cậu là cổ đông lớn nhất ở đây. À, thì ra là thế. Dương Thanh chợt nhớ lại, tháng trước Lạc Bân nhờ anh ký vào một văn bản, chính là đầu tư 50 tỷ vào một công ty bất động sản. Nhưng trước giờ anh không hỏi đến công việc của tập đoàn, chỉ phụ trách ký tên. Thế nên hiện giờ tập đoàn Nhãn Thanh đã đầu tư vào bao nhiêu doanh nghiệp, anh đang có bao nhiêu tài sản, bản thân anh cũng không biết. Mễ Tuyết đứng cạnh há hốc mồm, vẻ mặt khó tin. Đến tận lúc này cô ta mới ý thức được, Dương Thanh thân thiện như một người anh trai lại là người có địa vị cao như vậy. Không chỉ Mễ Tuyết, các nhân viên khác cũng khiếp sợ. Tiêu Chỉ Tinh bị Lưu Dương đánh ngã xuống đất lại càng kinh hãi. Chủ tịch Dương, cậu muốn mua nhà ở Thành Mộng Hoan, chúng tôi không thể lấy tiền của cậu. Lưu Dương vội vàng dặn dò giám đốc phòng sale bên cạnh, cậu mau đi làm thủ tục gửi lại tiền cho chủ tịch Dương. 1,5 tỷ kia cứ để tôi thanh toán. Vâng. Giám đốc phòng sale vội vàng nói. Chờ đã. Dương Thanh lập tức ngăn cản, căn biệt thự này là quà tân hôn tôi tặng anh em, sao lại để ông trả tiền? Lưu Dương cười nói, chủ tịch Dương nói gì vậy, anh em của cậu cũng là anh em của tôi. Mua nhà tân hôn cho em trai là bổn phận của tôi. Dương Thanh cau mày nói, không cần. Nghe thấy giọng nói Dương Thanh hơi tức giận, Lưu Dương mới hốt hoảng nói, xin lỗi chủ tịch Dương, tại tôi làm việc qua loa. Tiêu Chỉ Tinh nghe Dương Thanh nói mua biệt thự 1,5 tỷ chỉ để làm quà cưới cho anh em lại càng kinh sợ. Tiện tay mua một căn biệt thự 1,5 tỷ, rốt cuộc Dương Thanh giàu có tới mức nào. Cô ta đảo mắt vội vàng tươi cười đi tới, không ngờ bây giờ anh lại là cổ đông lớn nhất của Thành Mộng Hoan. Lưu Dương càng hoảng sợ. Vừa nãy ông ta tát Tiêu Chỉ Tinh mấy cái, không ngờ cô ta lại là bạn học của Dương Thanh, gây họa lớn rồi. Khi Lưu Dương đang định xin lỗi, Tần Y chào phúng nói với Tiêu Chỉ Tinh, hình như vừa nãy chị đâu có nói như vậy. Chị vu oan cho chồng tôi từng theo đuổi chị, bị chị từ chối, còn bị mắng là cóc ghẻ. Tiêu Chỉ Tinh cười nói, vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Dương Thanh trẻ tuổi lại có triển vọng như vậy, sao có thể theo đuổi tôi được? Dứt lời, cô ta lấy điện thoại ra, Dương Thanh, anh cho em số điện thoại đi. Tối nay em mời anh ăn cơm. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, tôi chỉ là con cóc ghẻ mà thôi,
không xứng ăn tiệc của người đẹp như cô mời. Bấy giờ, Lưu Dương mới hết lo. Rõ ràng Tiêu Chỉ Tinh đã chọc giận Dương Thanh. Còn ả đê tiện này, mau cầm miệng cho tôi. Dứt lời, ông ta nhìn Tiêu Chỉ Tinh, chỉ tay ra cửa, cút ngay cho tôi. Chủ tịch, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Sau này tôi không dám mắt chó coi thường người khác nữa. Tôi nhất định sẽ làm thật nhiều cho công ty. Đuổi con đàn bà đê tiện này ra ngoài đi. Lưu Dương ra lệnh, mấy gã bảo vệ liền lôi Tiêu Chỉ Tinh ra khỏi phòng sale. Nhưng bây giờ, Lưu Dương lại bổ nhiệm cô ta làm tổng giám đốc quản lý toàn bộ phòng sale của bất động sản Thành Mộng Hoan. Đây là sự thăng chức nhảy vọt. Chúc mừng sếp Mễ. Chúc mừng sếp Mễ. Các nhân viên còn lại của phòng sale nhao nhao lên tiếng chúc mừng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Sau khi rời khỏi phòng sale Thành Mộng Hoan, Dương Thanh lại dẫn Tần Y đi mua xe. Không ngờ anh rể lại tốt bụng như vậy. Em thấy lo lắng cho chị em rồi đấy. Trên đường tới cửa hàng Rolls-Royce, Tần Y bật cười nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dương Thanh đang lái xe, mắt nhìn về phía trước, bất đắc dĩ nói, em cũng nói anh tốt bụng thì còn lo lắng cho chị em gì nữa. Tần Y cười nói, cũng chính vì anh quá tốt nên mới sợ những người phụ nữ được anh giúp sẽ không nhịn được yêu anh. Dương Thanh cười khổ nói, không phải vì em muốn giúp Mễ Tuyết nên anh mới tiện tay giúp cô ấy đó sao? Hai người vừa nói vừa đi tới cửa hàng Rolls-Royce 4S. Tuy loại xe này quá hào nhoáng, chưa chắc Mã Siêu đã thích, nhưng dù sao cũng là chuyện vui lớn nhất đời người, dù không thích cũng phải cho Mã Siêu nở mày nở mặt. Mấy chuyện cần mặt mũi thế này vẫn phải đi xe sang một chút. Ròng rã cả một buổi chiều, Dương Thanh và Tần Y tất bật ở bên ngoài, mua hết những thứ nhà trai cần chuẩn bị, tất cả đều theo tiêu chuẩn cao nhất. Mua đồ xong xuôi, sắc trời đã tối đen, hai người tới một quán mì gần đó. Cả hai mới ăn được vài miếng, một lão già mặc áo vải xám bỗng cất bước đi vào quán mì, ngồi vào bàn ngay sát bàn Dương Thanh. Ông muốn ăn gì ạ? Nhân viên phục vụ vội vàng đi tới cười hỏi. Lão già áo vải mỉm cười, chỉ vào bàn của Dương Thanh và Tần Y, ăn giống bọn họ. Đây là một quán mì, Dương Thanh gọi một bát mì và một suất salad. Tần Y nói đang giảm cân, không ăn gì, chỉ ngồi cùng Dương Thanh. Nghe thấy thế, cả Dương Thanh và Tần Y đồng loạt nhìn sang lão ta. Lão già áo vải tươi cười nhìn bọn họ, lâu rồi không ăn ở ngoài, cũng không biết cái gì ngon đành phải ăn theo cô cậu. Cô cậu không để bụng chứ? Tần Y vội vàng cười đáp, ông nói gì thế, ông cứ tùy ý gọi. Từ lúc lão già áo vải bước vào quán mì, Dương Thanh đã chú ý tới lão ta. Anh cảm thấy khí thế nguy hiểm toát ra từ người lão ta. Bây giờ lão ta lại ngồi ngay cạnh. Dạo gần đây xung quanh anh đã xảy ra không ít chuyện, Dương Thanh bỗng sinh lòng cảnh giác. Tần Y, anh đột nhiên nhớ ra lát nữa còn có chuyện phải giải quyết. Anh để xe lại tí em tự lái về nhé. Dương Thanh đưa chìa khóa cho Tần Y. Nếu anh có việc thì cứ đi đi. Em gọi taxi về cũng được, anh đi xe đi. Tần Y không hề nghi ngờ, đẩy chìa khóa lại cho Dương Thanh. Anh rể, anh ăn đi, em về nhà trước. Tần Y đứng dậy nói. Dương Thanh gật đầu, đi đường cẩn thận. Quả nhiên có vấn đề. Nếu bây giờ Dương Thanh vẫn còn nghĩ ông ta chỉ là một người bình thường thì đúng là ngu xuẩn. Đối phương biết họ của mình, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ông biết tôi à? Dương Thanh híp mắt hỏi. Lão già áo vải lắc đầu, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ở ngoài đời. Câu nói này của lão ta có nghĩa là, hôm nay ông ta mới gặp Dương Thanh ở ngoài đời, còn trước đó đã nhìn thấy anh bằng những cách khác. Tôi họ Đỗ, cậu có thể gọi tôi là ông Đỗ. Ông Đỗ lại chủ động lên tiếng. Lão ta chính là cấp dưới thân thiết như anh em của Tiết Vương, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong nhà họ Tiết. Không liên quan. Một lúc sau, Dương Thanh lên tiếng đáp. Thì ra là vậy. Ông Đỗ lùi mạnh về sau ba bước. Ngược lại Dương Thanh vẫn sừng sững tại chỗ, ánh mắt hờ hững, nhưng nền đất xi măng dưới chân anh đã vỡ nát. Xem ra ông vẫn không tin lời tôi nói. Dương Thanh híp mắt lại, ông định tính hết mọi trách nhiệm về cái chết của Tiết Nguyên Bá lên đầu tôi, muốn trả thù cho ông ta sao? Giờ phút này, toàn thân ông Đỗ đột nhiên cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Bị Dương Thanh nhìn chằm chằm, lão ta thấy sống lưng lạnh toát. Lão ta cảm nhận được khí thế hùng mạnh từ trên người Dương Thanh. Dường như trước mặt anh, lão ta chỉ là sâu kiến có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào, hít thở cũng khó nhọc. Cậu Thanh nói đùa rồi. Với thực lực của cậu muốn giết Tiết Nguyên Bá dễ như trở bàn tay. Cậu đã nói cậu không giết, chắc chắn là thật. Ông Đỗ cố chịu đựng áp lực Dương Thanh gây ra, cười đáp. Bấy giờ Dương Thanh mới chịu thu lại khí thế của mình,
lạnh nhạt nhìn ông Đỗ, về chuyển lời cho Tiết Vương, tôi vô tình bị cuốn vào cuộc chiến ở Yến Đô. Nhưng nếu nhà họ Tiết muốn khiêu khích tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Dứt lời, Dương Thanh quay người rời đi. Nhưng ngay khi anh bước ra bước đầu tiên, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Khối xi măng bị anh dẫm lên lập tức rạn nứt. Đến khi Dương Thanh lái xe rời đi, ông Đỗ mới thấy dễ thở hơn một chút. Lão ta bước tới xem nơi Dương Thanh vừa dẫm lên, hoảng sợ phát hiện có một dấu chân rất rõ. Lấy dấu chân làm trung tâm, mặt đất xung quanh đều nứt ra. Chỉ duy nhất dấu chân kia bị chia thành 8 khối y hệt nhau. Thần cảnh! Ông Đỗ hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tùy tiện dẫm một cái có thể in dấu chân xuống nền đất xi măng, lão ta cũng làm được. Nhưng dẫm ra 8 miếng y hệt nhau, lão ta làm không nổi. Chỉ cao thủ thần cảnh mới có được lực khống thế hoàn mỹ như vậy. Trong giới võ thuật chia thực lực thành 3 đẳng cấp: nhân cảnh, vương cảnh và thần cảnh. Trong nhân cảnh lại chia làm minh kình, ám kình và hóa kình. Người luyện võ bình thường chỉ biết tới nhân cảnh, tức là minh kình, ám kình và hóa kình, mỗi kình lại chia nhỏ ra thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Trong các gia tộc có đẳng cấp như 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, cao thủ hóa kình đỉnh phong chính là người mạnh nhất. Trên nhân cảnh chính là vương cảnh. Cao thủ vương cảnh vô cùng ít ỏi, chỉ có hoàng tộc và vương tộc nắm giữ cả một châu vực lớn mới có được. Người đứng đầu của 4 hoàng tộc và 5 vương tộc ở Chiêu Châu đều là cao thủ vương cảnh. Về phần cao thủ thần cảnh chỉ có ở gia tộc cổ võ trong truyền thuyết, dù có cũng sẽ không có quá nhiều. Ông Đỗ chính là cao thủ vương cảnh. Ở trước mặt Dương Thanh, lão ta không hề có sức phản kháng, chứng tỏ thực lực của Dương Thanh là thần cảnh. Nghĩ tới người trẻ tuổi như vậy đã có thực lực thần cảnh, ông Đỗ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Toàn bộ người có thực lực thần cảnh đều là cao thủ đỉnh cao thế giới. Dù là hoàng tộc và vương tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc một cao thủ thần cảnh. Vương của Yến Đô. Một lúc lâu sau, ông Đỗ bỗng cười nhạo một tiếng, trong mắt cao thủ thần cảnh, vương của Yến Đô là cái thá gì? Cái gì? Tiết Vương sợ ngây người. Thần cảnh là cảnh giới mà tất chủ của hoàng tộc và vương tộc đều hướng tới. Nhưng 100 năm nay, cả hoàng tộc và vương tộc đều chưa từng xuất hiện cao thủ thần cảnh nào. Đây là ảnh chụp từng giai đoạn của em gái Mã Siêu, bức cuối cùng là trang phục làm việc gần nhất của cô ấy. Tiền Bưu lên tiếng giải thích. Dương Thanh càng xem càng thấy quen mắt, đến bức ảnh cuối cùng, anh giật mình hỏi, ông nói cô gái này chính là em gái của Mã Siêu sao? Dương Thanh kích động cầm ảnh chụp hỏi Tiền Bưu. Hôm qua anh và Tần Y tới phòng sale của Thành Mộng Hoan mua nhà cưới cho Mã Siêu. Người tiếp đón họ chính là Mễ Tuyết, em gái của Mã Siêu. Tuy cô gái này là em gái của Mã Siêu nhưng tôi từng tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy rất ghét chuyện tìm người thân này. Tiền Bưu đột nhiên nói. Đợi lát nữa tôi đi nói chuyện với cô ấy. Ngày mai là đám cưới của Mã Siêu, nếu không có cô em gái này, đám cưới sẽ không được hoàn hảo. Dương Thanh lập tức đáp. Anh đang định xuất phát, chuông điện thoại gấp gáp reo lên. Anh cầm lên xem thử, người gọi là Mã Siêu. Anh Thanh, Quan Duyệt bị người khác bắt đưa ra khỏi bệnh viện rồi. Mã Siêu nói. Cái gì, Quan Duyệt bị bắt đi rồi. Dương Thanh nhất thời ngây ra. Hôm qua Quan Duyệt giúp anh chắn đạn, sau lưng chúng một phát súng, đáng lẽ ra lúc này cô ta nên ở trong bệnh viện mới đúng, sao đột nhiên bị dẫn đi rồi. Bị ai dẫn đi? Dương Thanh hỏi tiếp. Quan Hân, chị họ của Quan Diệp, mới vừa nãy cô ta đến bệnh viện một mực dẫn người đi rồi. Mã Siêu gằn giọng nói. Trong giọng nói ngập tràn áy náy. Không chỉ vậy giọng nói của anh ta cũng có vẻ yếu ớt. Cậu bị thương. Dương Thanh kinh ngạc nói. Mã Siêu nói, anh Thanh, em không sao. Anh yên tâm đi, Quan Duyệt đỡ đạn thay anh đừng để một cô gái tốt như vậy bị dẫn đi, anh mau cứu cô ấy đi, không cần lo cho em. Tuy Mã Siêu không trả lời Dương Thanh là mình có bị thương không, nhưng ý của câu nói này rất rõ ràng, anh ta bị thương thật rồi. Mai là ngày vui của cậu. Cậu đừng lo lắng những việc khác, bây giờ tôi sẽ bảo Tiền Bưu qua đấy. Dương Thanh nói xong cúp điện thoại. Cậu Thanh, Mã Siêu bị thương à? Thấy Dương Thanh cúp điện thoại, Tiền Bưu ngạc nhiên hỏi. Dương Thanh gật đầu, trong ánh mắt lóe lên sát khí mãnh liệt, bây giờ ông đi bệnh viện xem thử Mã Siêu thế nào rồi. Dù thế nào cũng phải bảo cậu ấy nhập viện điều trị, công việc của cậu ấy tạm thời do ông tiếp quản. Vâng, Tiền Bưu vội đáp. Cùng lúc đó chiếc xe Mercedes-Benz AV màu đen chậm rãi rời khỏi bệnh viện nhân dân Yến Đô. Trong xe, hai tay Quan Duyệt bị trói chặt, sau lưng máu nhuộm đỏ tươi, sắc mặt trắng như tờ giấy. Quan Hân,
chị biết chị đang làm gì không? Quan Duyệt nhìn người phụ nữ ở đối diện giận dữ nói. Quan Hân cười lạnh nói, đương nhiên tôi biết mình đang làm gì. Ngược lại tôi muốn hỏi cô một câu, đỡ đạn cho một người đàn ông mới quen biết không bao lâu, cô có biết mình đang làm gì không? Anh ấy là sư phụ của tôi, dù chết vì anh ấy cũng là việc nên làm, việc này có liên quan gì tới chị chứ? Quan Duyệt đỏ mắt hỏi ngược lại Quan Hân. Bốp! Quan Hân tát mạnh vào mặt Quan Duyệt, giận dữ nói, mày câm miệng cho tao. Tao đợi. Tuy Quan Hân sợ hãi nhưng mồm mép cũng không chịu thua kém, nghiến răng nói. Thấy Quan Hân không nói gì nữa, Quan Duyệt cũng không muốn nói gì thêm, hai mắt nhắm chặt giống như đang nghỉ ngơi. 20 phút sau, chiếc AV chậm rãi lái vào sân một căn biệt thự. Xuống xe đi. Quan Hân lạnh giọng nói. Lúc này Quan Duyệt mới mở mắt ra nhíu mày nói, đây là đâu? Tại sao các người muốn dẫn tôi tới đây? Quan Duyệt vốn nghĩ bây giờ Quan Hân muốn đưa cô ta về Vương Thành Quan nhưng không ngờ cô ta lại bị dẫn tới một căn biệt thự riêng này. Mày nói thử xem mày đã đỡ đạn thay sư phụ mình, vậy sau khi sư phụ mày biết mày bị bắt đi liệu anh ta có tự mình đến đây cứu mày không? Quan Duyệt thật sự cuống lên, tức giận nói, Quan Hân, tốt nhất chị đừng làm như vậy, sư phụ tôi không phải là người bình thường đâu. Nếu anh ta là người bình thường, mày thấy anh ta có thể sống sót đến bây giờ sao? Nhưng một khi Quan Hân muốn giết chết Dương Thanh thì phiền phức to rồi. Quan Duyệt, mày không hề biết tao đã bố trí thiên la địa võng ở nơi này rồi, trừ khi anh ta là cao thủ vương cảnh, bằng không, một khi anh ta bước vào sân của căn biệt thự này thì đừng hòng sống sót trở ra. Quan Hân kiêu ngạo nói. Sắc mặt Quan Duyệt trắng bệch, cắn răng nói, Quan Hân, tôi khuyên chị trước khi làm việc này, vẫn nên báo cho ông nội biết trước một tiếng. Nếu không lỡ như xảy ra việc gì, chị không gánh nổi trách nhiệm đâu. Mày không cần lo việc này, đợi sau khi khống chế được Yến Đô, chắc chắn ông nội sẽ nhớ tới công lao lớn này của tao. Quân Hân đắc ý nói. Quan Duyệt thấy thế hoàn toàn mất hết hy vọng, cũng không khuyên thêm gì nữa, chỉ nói, chị tự lo thân mình đi. Hôm qua Quan Duyệt mới bị thương, còn bị Quan Hân cưỡng ép dẫn ra khỏi bệnh viện, bây giờ sau lưng cô ta đã thấm đẫm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không còn chút sắc hồng nào. Sếp, con ả này chảy máu quá nhiều, liệu có chết không? Lúc này, một gã thuộc hạ của Quan Hân hơi lo lắng nói. Quan Hân hờ hững liếc nhìn sau lưng Quan Duyệt, yên tâm đi, nó không chết đâu mà lo, cùng lắm cũng chỉ hôn mê vì mất máu nhiều thôi. Đương nhiên, cho dù có chết cũng không sao. Dù sao nó cũng vì chắn đạn cho người đàn ông kia nên mới chết, đáng đời nó. Gã thuộc hạ nghe vậy cũng không khuyên nhủ nữa. Quan Duyệt cắn chặt môi. Sâu trong đáy mắt vẫn hiện lên vẻ đau lòng. Dù gì thì Quan Hân cũng là chị họ của cô ta, thế mà Quan Hân lại nói ra những lời như vậy, đây chẳng khác nào Quan Hân hoàn toàn xem thường mạng sống của cô ta. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Quan Hân bỗng hỏi. Gã thuộc hạ gật đầu, cô yên tâm, trừ khi đối phương là cao thủ vương cảnh, nếu không có chạy đằng trời. Được, vậy hãy dẫn nó vào trong đi, phỏng chừng thằng khốn kia cũng sắp đến rồi. Quan Hân nói. Quan Duyệt bị mang vào bên trong, còn Quan Hân lại ngồi trên cái ghế trong sân tận hưởng ánh nắng mặt trời. Tuy đang là mùa đông, nhưng mùa đông ở Yến Đô không lạnh lắm, ánh nắng ấm áp chiếu lên người rất dễ chịu. Sau lưng cô ta còn có hai vệ sĩ nhà họ Quan, đang đứng im lặng như tượng. Đột nhiên, tiếng gầm của động cơ vang lên, sau đó một chiếc Phaeton màu đen lao tới như tia chớp. Dương Thanh bước từ bên trong ra, lập tức mười mấy vệ sĩ nhà họ Quan bao vây anh. Rốt cuộc anh cũng đến rồi. Thấy Dương Thanh, Quan Hân cười rộ lên, trong mắt cũng hiện lên vẻ bỡn cợt. Lúc này, các vị trí đầu, tim và tứ chi của Dương Thanh đều hiện lên những điểm laser ngắm bắn. Đếm sơ thì lúc anh vừa bước xuống xe, trên người anh bị hơn chục họng súng bắn tỉa nhắm vào. Điều này chứng tỏ, trong góc khuất của biệt thự này còn ẩn nấp mười mấy tay súng bắn tỉa, mà tất cả các họng súng kia đều đang chĩa vào anh. Quan Duyệt đâu? Dương Thanh dường như không nhận thấy mình đang bị họng súng chĩa vào, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn Quan Hân. 12 tay súng bắn tỉa, 4 người nhắm vào tứ chi của anh, 4 người nhắm vào tim anh, còn 4 người nữa sẽ bắn vào đầu anh. Không phải anh ngây thơ nghĩ rằng 12 tay súng bắn tỉa sẽ phạm sai lầm cùng một lúc đấy chứ? Anh muốn từ chối. Quan Hân chất vấn, lẽ nào anh thật sự cho rằng mấy chấm đó trên người anh chỉ là đèn laser sao? Trong mắt tôi mấy chấm đỏ kia chẳng khác gì đèn laser. Dương Thanh lạnh nhạt nói. Vẻ mặt Quan Hân dần trở nên vặn vẹo, nghiến răng nói, bây giờ anh đang khiêu khích uy quyền của tôi, anh thật sự nghĩ rằng tôi không dám giết anh sao? Dương Thanh,
tôi cho anh 3 giây, một là thần phục, hai là chết. Quan Hân cắn răng nói, 3, 2, 1, giết. Nhưng khi ra lệnh xong cô ta lại không nghe được bất kỳ tiếng súng nào vang lên, mà tất cả mười mấy chấm đỏ vốn dĩ đang ở trên người Dương Thanh cũng đã biến mất. Tay bắn tỉa, bắn cho tôi, bắn ngay cho tôi. Quan Hân tức giận quát. Nhưng tiếng súng vẫn không vang lên, ngay cả chấm đỏ cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này, ngay cả Dương Thanh cũng không nhịn được mà nhíu mày. Bởi vì anh cũng không hiểu sao 12 tay súng bắn tỉa kia bỗng không có động tĩnh gì nữa. Các người xông lên giết chết tên khốn kiếp này cho tôi. Quan Hân lại quát lên với mười mấy vệ sĩ. Nhưng đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ bỗng ập tới. Rầm rầm rầm. Chỉ một giây sau, mười mấy vệ sĩ nhà họ Quan đã ngã lăn ra đất. Còn Dương Thanh thì vẫn đứng im, không hề ra tay. Thấy cảnh tượng này, Quan Hân trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và không dám tin. Con cháu nhà họ Quan ngày càng ngông cuồng đấy nhỉ. Một lão già mặc áo vải màu xám bỗng xuất hiện, hờ hững nhìn chằm chằm vào Quan Hân. Ông Đỗ, lão già đang chắn trước mặt Quan Hân lập tức hô lên kinh ngạc. Người vừa giúp Dương Thanh giải quyết hết đám vệ sĩ nhà họ Quan không phải ai xa lạ, chính là ông Đỗ của nhà họ Tiết. Dương Thanh hơi híp mắt, ông Đỗ này thú vị thật, không ngờ lão ta lại chủ động chạy đến để giải quyết phiền phức giúp anh. Rõ ràng 12 tay bắn tỉa vừa rồi cũng đã bị lão ta giải quyết. Quan Hân cũng không nhận ra ông Đỗ, chỉ nghĩ ông Đỗ là trợ thủ do Dương Thanh gọi tới, lập tức giận dữ nói. Mau im đi. Lão già nhà họ Quan lập tức cảm thấy người lạnh toát, vội ngăn cản. Sỉ nhục ông Đỗ cũng không khác gì sỉ nhục Tiết Vương, cho dù ông Đỗ giết Quan Hân ngay, Quan Vương cũng không thể nói gì. Lão già nhà họ Quan vội nói. Hừ. Ông Đỗ không nói gì, chỉ hơi nhích chân, bóng dáng lão ta lập tức biến mất. Bốp. Ngay sau đó, tiếng bạt tai bỗng vang lên, Quan Hân lập tức bị đánh bay đi, trong miệng toàn máu. Nếu ông Đỗ không nương tay, cái tát này đã đủ để lấy mạng Quan Hân rồi. Quan Hân có vẻ rất không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Quan Duyệt nhanh chóng được đưa ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy Quan Duyệt, Dương Thanh rất tức giận. Cô chán sống lắm à? Dương Thanh chợt quát, nếu vậy thì tôi sẽ giúp cô. Ngay sau đó, anh đã xuất hiện trước mặt Quan Hân, tóm lấy cổ cô ta rồi nhấc bổng lên. Lão già nhà họ Quan còn chưa kịp phản ứng gì thì chủ nhân đã bị người ta xách cổ lên, chuyện này khiến lão ta rất sợ hãi. Đến giờ lão ta mới nhận ra, người thanh niên trước mặt đáng sợ tới mức nào. Khi thấy Dương Thanh nhấc bổng Quan Hân lên bằng một tay như đang xách gà con, Quan Duyệt vốn sắp hôn mê lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Sư phụ, đừng! Quan Duyệt vội chạy tới, tóm lấy tay Dương Thanh rồi cầu xin, sư phụ, người như chị ta không đáng để anh làm như thế, anh mau buông chị ta ra đi. Không ai ngờ Quan Duyệt lại cầu xin cho Quan Hân. Sở dĩ Dương Thanh tức giận, định giết Quan Hân cũng vì thấy lưng áo của Quan Duyệt đã đẫm máu, còn sắc mặt thì tái nhợt. Cô ta đối xử với em như thế mà em vẫn muốn cầu xin cho cô ta à? Dương Thanh nhíu mày. Quan Duyệt nhìn chằm chằm vào Quan Hân với vẻ mặt phức tạp, cắn môi, một lúc lâu sau mới nói, sư phụ, tha cho chị ta đi. Rầm. Một tiếng động rất lớn vang lên, Quan Hân bay đi, nặng nề bay vào biệt thự qua cửa sổ. Nể mặt Quan Duyệt, tôi tạm thời tha cho cô, nhưng không có lần sau nữa. Dương Thanh nói vọng vào biệt thự với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lão già nhà họ Quan sững sờ, không ngờ khí thế của Dương Thanh lại khiến lão ta có cảm giác ngạt thở. Để anh đưa em đến bệnh viện. Dương Thanh không nói gì thêm, bước tới rồi bế Quan Duyệt dậy. Ông Đỗ nói rồi quay người rời đi. Lão già nhà họ Quan vừa ngơ ngác vừa chấn động. Ngay cả ông Đỗ cũng nói thế. Rốt cuộc Dương Thanh lợi hại tới mức nào đây? Vừa nãy, khi Dương Thanh ra tay với Quan Hân, lão ta còn không kịp phản ứng. Tốc độ của anh chẳng khác gì dịch chuyển tức thời cả. Chẳng lẽ cậu thanh niên kia cũng là cao thủ vương cảnh như ông Đỗ ư? Lão già nhà họ Quan bỗng tự hỏi. Vừa nói xong, sắc mặt lão ta bỗng tái mét. Quan Hân rú lên với vẻ mặt dữ tợn, mắt đỏ ngầu, trông như sắp phát điên. Đương nhiên lão già nhà họ Quan biết Quan Hân muốn giết ai. Chỉ có thể là Dương Thanh rồi. Cô chủ, cô đừng chọc vào cậu thanh niên kia nữa, cậu ta rất khó lường, ngay cả ông Đỗ nhà họ Tiết cũng vô cùng cung kính với cậu ta, có lẽ thực lực của cậu ta ở vương cảnh đấy. Lão già nhà họ Quan vội khuyên. Đường Tam, ông im ngay cho tôi. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi, nếu ông không vô dụng đến mức thua cả một thanh niên hơn 20 tuổi, sao tôi phải chịu nhục nhã thế này chứ? Tiết Vương còn nói,
Nếu cậu thanh rảnh thì có thể tới Thành Thiết bất cứ lúc nào, ông ấy sẽ đích thân tiếp đón cậu. Quà dâng tới cửa, không nhận thì phí. Dương Thanh cầm hợp đồng lên xem, đúng là hợp đồng chuyển nhượng vô điều kiện cho anh của nhà họ Tiết, nhà họ Tiết đã ký tên và đóng dấu xong xuôi cả rồi. Giờ chỉ cần anh ký tên và đóng dấu, số sản nghiệp trị giá 50 tỷ này sẽ thuộc về anh. Đúng rồi, Tiết Vương bảo tôi nói với cậu một câu, nể mặt cậu, nhà họ Tiết sẽ rời khỏi cuộc chiến ở Yến Đô. Ông Đỗ chợt nói, Tiết Vương chỉ hy vọng, nếu có ngày cậu thanh thừa kế đế thôn, xin cậu hãy nâng đỡ vương tộc họ Tiết đôi chút. Dương Thanh nhìn ông Đỗ với vẻ mặt kỳ lạ, khó trách Tiết Vương lại chủ động lấy lòng, còn tặng quà có giá trị lớn như thế, hóa ra lão ta vẫn nhớ đến đế thôn. Tôi nói tôi định thừa kế đế thôn khi nào thế? Dương Thanh cười híp mắt. Ông Đỗ mỉm cười thần bí, nếu cậu Thanh không thể thừa kế đế thôn, tôi thực sự không tìm ra ai có tư cách đó. Được rồi, nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành, tôi cũng nên rời khỏi Yến Đô thôi. Sau này, sản nghiệp của nhà họ Tiết ở Yến Đô sẽ do cậu Thanh toàn quyền xử lý. Ông Đỗ nói rồi quay người rời đi. Đến khi ông Đỗ đi khuất hẳn, nụ cười của Dương Thanh mới dần biến mất. Anh ngẩn người nhìn mấy bản hợp đồng trong tay mình, không hề thoải mái như hồi nãy. 50 tỷ do Tiết Phương chủ động đưa tới dễ cầm lắm ư. Có thể nói, đây là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Bây giờ người của các vương tộc đang lũ lượt kéo tới Yến Đô, đều nhắm đến đế thôn. Dương Thanh không hề muốn quan tâm, nhưng người của gia tộc nào cũng chủ động tìm anh hết. Hình như anh đã lún sâu vào vũng bùn này, cho dù anh nói mình không hứng thú với đế thôn thì cũng không ai tin. Chẳng lẽ mình phải tham gia trận chiến tranh giành đế thôn thật à? Dương Thanh lẩm bẩm, cậu không sao là tốt rồi. Thấy Mã Siêu vẫn đùa được, anh cũng yên tâm. Anh chợt nói, đúng rồi, bây giờ cậu đến tập đoàn Tân Thảo đi, tôi cũng qua đó. Vâng, Mã Siêu đáp ngay. Tập đoàn Tân Thảo chính là sản nghiệp của nhà họ Tiết ở Yến Đô, vừa nãy ông Đỗ đã đưa cho anh hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn này. Mã Siêu đã đến từ lâu, khi thấy Dương Thanh thì lập tức tiến lên đón. Cậu bị nội thương à? Dương Thanh nhíu mày nhìn Mã Siêu. Với cấp bậc của Dương Thanh, anh có thể cảm nhận được hơi thở của Mã Siêu hơi hỗn loạn, rõ ràng đã bị nội thương. Mã Siêu mỉm cười, anh Thanh, anh còn không rõ năng lực hồi phục của em mạnh đến đâu à? Hơn nữa, em có người vợ giỏi y học như Ngải Lâm, mấy vết thương ấy đã là gì chứ? Cậu cứ đắc ý thế đi. Dương Thanh cười mắng. Tuy Mã Siêu bị nội thương nhưng đúng là không nghiêm trọng lắm, mấy ngày là khỏi rồi. Anh Thanh, anh gọi em đến tập đoàn Tân Thảo làm gì thế? Mã Siêu hỏi. Dẫn cậu tới làm quen. Khi thấy Dương Thanh, Tiêu Chỉ Tinh hỏi với vẻ nghiền ngẫm. Tôi đến tìm tổng giám đốc của các cô. Dương Thanh nói, nếu cô là thư ký, chắc có thể liên lạc với anh ta nhỉ? Tiêu Chỉ Tinh mỉm cười lắc đầu, Dương Thanh, có lẽ hôm nay cậu không gặp được sếp Lưu đâu. Dương Thanh nhíu mày. Vì sếp Lưu đã nói, trừ chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo ra, anh ấy không tiếp ai cả, cậu nên rời đi thì hơn. Tiêu Chỉ Tinh nói với vẻ đắc ý. Trông Tiêu Chỉ Tinh đúng kiểu tiểu nhân đắc chí. Hôm qua, sau khi bị Thành Mộng Hoan đuổi việc vì Dương Thanh, cô ta lập tức bám víu được vào Lưu Kỳ vừa lên chức, trở thành thư ký của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thảo. Tuy nói là thư ký nhưng thật ra chỉ là đồ chơi của Lưu Kỳ mà thôi. Hồi trước, khi vẫn là một trong vô số phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Thảo, Lưu Kỳ từng mua biệt thự từ chỗ Tiêu Chỉ Tinh. Hai người liếc mắt đưa tình với nhau rồi bắt đầu gian díu. Hôm qua Lưu Kỳ vừa lên chức, lúc này hắn mới dám cho Tiêu Chỉ Tinh làm thư ký của mình. Nếu vậy thì cô gọi sếp Lưu của các cô xuống đây tiếp đón đi. Dương Thanh lạnh nhạt nói. Dáng vẻ đắc ý của Tiêu Chỉ Tinh khiến anh thấy rất khó chịu. Tiếp đón á, chủ tịch mới vẫn chưa tới, sếp Lưu phải tiếp đón ai? Tiêu Chỉ Tinh thoáng sửng sốt rồi sực hiểu, Dương Thanh đang bảo Lưu Kỳ xuống tiếp đón anh đây mà. Dương Thanh, cậu không định nói cho tôi biết cậu chính là chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo đấy chứ? Cô ta phá lên cười. To mồm thật đấy, vừa nói mình là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh, giờ lại bảo mình là chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo, sao anh không nói anh chính là vương của Yến Đô luôn đi? Nhân viên lễ tân vừa tiếp đón Dương Thanh cũng mỉa mai. Dương Thanh, tôi khuyên cậu mau cút đi thì hơn, để tránh bị bẽ mặt. Tiêu Chỉ Tinh vẫn ghi hận chuyện hôm qua, cũng không giả vờ nữa mà trở mặt luôn. Nếu cậu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cậu đi đấy. Cô dám à? Mã Siêu lập tức nổi giận, bước lên chắn trước mặt Dương Thanh, nhìn đám bảo vệ xung quanh bằng ánh mắt hung dữ. Tiêu Chỉ Tinh, cô chắc chắn rằng muốn đuổi tôi đi à? Dương Thanh bình tĩnh hỏi bằng giọng nghiền ngẫm.
không hiểu sao, Tiêu Chỉ Tinh bỗng thấy hơi bối rối. Hôm qua, ở phòng sale của Thành Mộng Hoan, chính mắt cô ta đã trông thấy dáng vẻ cung kính của Chủ tịch Thành Mộng Hoan khi ở trước mặt Dương Thanh. Điều này đủ để cho thấy, bây giờ Dương Thanh cũng là người có máu mặt ở Yến Đô. Nếu đuổi Dương Thanh đi, cô ta sẽ không gặp phải phiền phức gì chứ. Nhưng cô ta bỗng nghĩ ra, chỗ dựa của tập đoàn Tân Thảo là một gia tộc vô cùng mạnh mẽ, ngay cả tám nhà quyền thế ở Yến Đô cũng không dám đắc tội với tập đoàn Tân Thảo. Nghĩ đến đây, sự lo lắng của Tiêu Chỉ Tinh lập tức tan thành mây khói. Bảo vệ, đuổi hai tên khốn này ra ngoài cho tôi. Tiêu Chỉ Tinh nghĩ tới việc mình bị đuổi khỏi phòng sale của Thành Mộng Hoan ngày hôm qua, tức giận quát. Mười bảo vệ lập tức đến gần Dương Thanh và Mã Siêu. Hai anh định tự cút khỏi tập đoàn Tân Thảo hay để chúng tôi ném hai anh ra ngoài thế? Đội trưởng đội bảo vệ đứng đầu, lạnh lùng hỏi. Anh muốn chết đúng không? Mã Siêu nổi giận, đang định ra tay. Khoan đã. Dương Thanh kéo Mã Siêu lại. Những bảo vệ này cũng chỉ làm việc theo lệnh chứ chưa gây ra chuyện gì quá đáng, người sai là Tiêu Chỉ Tinh. Tiêu Chỉ Tinh, chắc chắn cô sẽ hối hận. Dương Thanh hờ hững nói. Anh nói rồi gọi điện thoại, tìm số tổng giám đốc Lưu của tập đoàn Tân Thảo cho tôi. Ha ha, cậu nghĩ cậu là ai? Còn bảo người ta tìm số điện thoại của sếp Lưu cơ à? Tiêu Chỉ Tinh cười lạnh, Dương Thanh, đừng tưởng bây giờ cậu sống tốt thì lợi hại lắm. Tôi nói cho cậu biết, chỗ dựa của tập đoàn Tân Thảo là một gia tộc vô cùng mạnh mẽ, cho dù cậu đến từ tám nhà quyền thế ở Yến Đô thì cũng không chọc nổi tập đoàn Tân Thảo đâu. Được, nếu cậu đã muốn liên lạc với sếp Lưu của chúng tôi bằng quan hệ, tôi sẽ cho cậu 10 phút, để xem cậu có năng lực đó không. Dương Thanh nhìn Tiêu Chỉ Tinh như đang nhìn đồ đần. Nào ngờ sau khi nghe Dương Thanh nói xong, Lưu Kỳ bỗng giận dữ quát, mày là ai hả? Báo mỗi cái tên mà dám bắt ông đây xuống gặp mày à? Bây giờ ông đây đang bận, nếu mày dám gọi điện quấy rối nữa, tao sẽ giết mày đấy. Dương Thanh, chắc chắn cậu không biết, sếp Lưu đã giật giải quán quân đấu vật rất nhiều lần, thế mà cậu vẫn dám quấy rầy anh ấy, cậu xong rồi, xong đời rồi. Tiêu Chỉ Tinh kích động nói, rất muốn xem cảnh Dương Thanh bị Lưu Kỳ đánh một trận rồi ném ra ngoài. Thế ư, không đáng để tức giận vì người phụ nữ này. Dương Thanh là ai, cút ra đây cho tao. Đúng lúc này. Một bóng người cường tráng bước ra khỏi thang máy rồi tức giận quát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh. Trong mắt Tiêu Chỉ Tinh tràn ngập vẻ trêu ngươi, như thể đã thấy cảnh Dương Thanh bị Lưu Kỳ đánh tơi bời rồi ném khỏi tập đoàn Tân Thảo. Lưu Kỳ cũng chú ý đến Dương Thanh và Mã Siêu đang bị đám bảo vệ bao vây, lập tức nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, chính mày đã bảo tao xuống gặp mày à? Muốn chết đúng không? Mã Siêu nhíu mày. Tức giận quát. Mẹ kiếp, ở địa bàn của ông đây mà vẫn dám nói chuyện với ông đây như thế, đúng là không biết trời cao đất dày. Lưu Kỳ khoát tay, đánh gãy tay chân thằng oát này rồi ném khỏi tập đoàn Tân Thảo cho tôi. Sếp Lưu không phân biệt đúng sai, chưa gì đã định đánh gãy tay chân anh em của tôi à. Dương Thanh lạnh lùng nói, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo, có người đến tìm anh không sợ làm lỡ việc quan trọng của tập đoàn ư. Dương Thanh vốn có thể lấy hợp đồng và thủ tục mà nhà họ Tiết đã chuẩn bị sẵn ra luôn. Nhưng anh không làm thế, anh muốn xem rốt cuộc người đàn ông hống hách này có tư cách ở lại tập đoàn Tân Thảo không. Mã Siêu cũng không phải người thích quản lý doanh nghiệp, hay nói cách khác, chỉ cần Lưu Kỳ thích hợp, sau này chuyện ở tập đoàn Tân Thảo sẽ do hắn quyết định. Còn Mã Siêu chỉ là ông sếp ngồi không mà thôi. Tao làm việc thế nào cũng không cần giải thích với mày nhỉ. Lưu Kỳ ngạo nghễ nói. Ông đây là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo, trừ chủ tịch ra, ông đây to nhất. Dương Thanh, sếp Lưu đã làm ở tập đoàn Tân Thảo nhiều năm, bằng không tập đoàn đã không bổ nhiệm anh ấy làm tổng giám đốc rồi. Tôi khuyên cậu nên quỳ xuống xin tha thì hơn, không chừng sếp Lưu sẽ nể mặt tôi, để lại cái mạng chó cho cậu đấy. Chứ không lát nữa, có khi cậu sẽ bị đánh gãy tay chân rồi ném xuống sông nuôi cá ngay. Tiêu Chỉ Tinh đắc ý nói. Ồ, Chỉ Tinh, em biết thằng ngu này hả? Lưu Kỳ ôm Tiêu Chỉ Tinh vào lòng rồi hỏi. Rõ ràng tác phong làm việc của hắn chính là như thế, những nhân viên xung quanh cũng không có vẻ bất ngờ, hình như đã biết Lưu Kỳ là loại người gì từ lâu. Tiêu Chỉ Tinh cũng không quan tâm đến việc Lưu Kỳ đang sờ soạng người mình, chỉ cười duyên, ỏn ẻn nói, sếp Lưu, hôm qua em bị Thành Mộng Hoan đuổi việc vì tên khốn này đấy. Sao cơ? Lưu Kỳ giận dữ, thằng khốn kia, mày dám hại người phụ nữ của tao, chán sống rồi à? Đánh cho tôi, đập gãy tay chân của hai thằng ngu này rồi ném chúng nó ra ngoài. Dương Thanh lắc đầu,
anh từng gặp người ngông cuồng nhưng chưa thấy ai hống hách đến thế. Ngay cả người của vương tộc cũng không hống hách với anh đến thế nhỉ. Tôi là Dương Thanh, chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh, anh có chắc muốn đối xử với chúng tôi như thế này không? Dương Thanh hơi híp mắt. Quả nhiên, tập đoàn Nhạn Thanh vẫn có tiếng tăm, sắc mặt Lưu Kỳ lập tức nghiêm nghị hẳn. Thằng kia, mày biết hậu quả khi lừa tao là gì rồi chứ? Lưu Kỳ hung tợn hỏi. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo, nếu muốn biết tên của chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, chẳng phải sẽ rất dễ dàng à? Dương Thanh nói. Lưu Kỳ lập tức gọi điện thoại, sếp Phương, tìm hiểu cho tôi, tên của chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh là gì? Bao nhiêu tuổi? Dương Thanh lạnh nhạt nói, tôi định bàn chuyện hợp tác với quý công ty, không biết sếp Lưu có thấy hứng thú không? Lưu Kỳ tức giận nói, cho dù cậu là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh thì sao nào? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Dương Thanh cười lạnh, lập tức ném mấy bản hợp đồng về phía Lưu Kỳ, mở to mắt chó ra mà đọc nội dung của mấy bản hợp đồng này đi. Lưu Kỳ nhận lấy hợp đồng, nhưng vừa đọc qua thì đã biến sắc. Hắn nhìn về phía Dương Thanh với vẻ không dám tin, cậu. Cậu chính là chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo à? Lưu Kỳ vừa nói dứt lời thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Mã Siêu cũng ngẩn ra, vừa rồi Dương Thanh bảo anh ta đến tập đoàn Tân Thảo, anh ta còn tưởng là có công việc gì, nhưng không ngờ lại là đến tiếp để quản tập đoàn Tân Thảo. Người cảm thấy bàng hoàng nhất chính là Tiêu Chỉ Tinh. Lúc này, cô ta trợn trừng hai mắt, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Đứng sau tập đoàn Tân Thảo là một gia tộc siêu lớn, một doanh nghiệp có nền tảng vững chắc như vậy, sao chủ tịch có thể là cậu được chứ? Nhìn nội dung hợp đồng mà tay Lưu Kỳ run lên. Chủ tịch, thực xin lỗi, tôi không biết là cậu, nếu không tôi sẽ không bao giờ bất kính với cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Lưu Kỳ bước tới và kính cẩn trả lại hợp đồng cho Dương Thanh bằng cả hai tay. Các nhân viên bảo vệ bao vây Dương Thanh và Mã Siêu cũng rút lui ngay lập tức. Càng nghĩ vừa rồi suýt chút nữa họ đã ra tay với chủ tịch mới của tập đoàn, bọn họ lại càng thêm sợ hãi. Sếp Lưu, anh đang làm gì vậy? Tiêu Chỉ Tinh lao tới, kéo tay Lưu Kỳ và xúc động nói, cậu ta chỉ là một kẻ dối trá, tuyệt đối không thể là chủ tịch mới của tập đoàn được. Bốp! Lưu Kỳ tát vào mặt Tiêu Chỉ Tinh, gầm lên, mẹ kiếp, câm ngay miệng lại cho ông. Mở mắt chó của cô ra mà xem nội dung trong bản hợp đồng này này. Tiêu Chỉ Tinh bị đánh đến choáng váng. Nhìn thấy nội dung hợp đồng mà Lưu Kỳ bảo cô ta đọc, khuôn mặt cô ta liền đờ đẫn. Chuyện này sao có thể như thế được? Sao vương tộc họ Tiết có thể chuyển nhượng tập đoàn Tân Thảo miễn phí cho Dương Thanh được? Cậu ta chỉ là một kẻ lừa lọc thôi, lẽ nào vương tộc họ Tiết cũng bị lừa rồi sao? Tiêu Chỉ Tinh lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin được. Bốp! Lưu Kỳ lại tát một phát nữa, lần này hắn dùng sức rất mạnh khiến cho Tiêu Chỉ Tinh bị ngã xuống đất, miệng đầy máu. Cút, con đàn bà khốn khiếp, cút khỏi tập đoàn Tân Thảo ngay cho tôi. Lưu Kỳ giống lên, nếu không phải con đàn bà hèn hạ cô ngăn cản, làm sao tôi có thể làm lỡ chuyện tiếp đón chủ tịch chứ? Phải rồi, còn cả con đàn bà đê tiện này nữa, cút đi luôn cho tôi. Lưu Kỳ nhìn nhân viên lễ tân đang run rẩy và hét lên đầy tức giận. Chủ tịch, văn phòng của cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu lên. Dương Thanh nhướng mày, đây là mệnh lệnh. Nghe thấy hai từ mệnh lệnh, Mã Siêu lập tức đứng thẳng, vẻ mặt cung kính và nghiến chặt răng. Nhưng một người phụ nữ yếu đuối như cô ta sao thể thoát ra được đây? Ngay sau đó, cô ta bị mấy nhân viên bảo vệ kéo ra khỏi tập đoàn Tân Thảo. Chủ tịch, cậu ký tên đi ạ. Cây bút ký vừa rồi đã bị Tiêu Chỉ Tinh giật mất, Lưu Kỳ không biết tìm một cây bút ký khác ở đâu ra đưa cho Mã Siêu và cúi đầu nói. Cái cách hắn cúi đầu khom lưng lúc này. So với dáng vẻ kiêu căng hống hách của hắn vừa rồi quả là một sự mỉa mai lớn. Mã Siêu ký tên mình lên đó. Mặc dù Lưu Kỳ đang cầu xin, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hắn vẫn có chút gì đó lạnh lẽo. Cút! Mã Siêu hét lên và đạp cho Lưu Kỳ một cái. Lưu Kỳ giống như một quả bóng, thân hình vạm vỡ bay ra xa mấy mét rồi đáp xuống một cách nặng nề, còn phun ra một ngụm máu nữa. Có thể thấy rằng Mã Siêu ra tay không chút lưu tình. Những người xung quanh đều sửng sốt. Lưu Kỳ vốn chỉ là phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo, nhưng sau khi vương tộc họ Tiết tặng tập đoàn Tân Thảo cho Dương Thanh, họ đã bổ nhiệm Lưu Kỳ làm tổng giám đốc, điều này cho thấy thân phận lai lịch của Lưu Kỳ không hề nhỏ. Dù vậy, Mã Siêu vẫn không hề khách sáo đạp hắn nôn ra máu. Dương Thanh không ngăn cản, anh coi như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ tập đoàn Tân Thảo đã được chuyển giao cho Mã Siêu, vậy thì những chuyện ở đây, Mã Siêu là người có tiếng nói cuối cùng. Đồ khốn kiếp! Cậu lại dám ra tay ư?
Lưu Kỳ chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, trong mắt hắn hiện lên một vẻ hung dữ. Mã Siêu đã muốn ra tay với Lưu Kỳ từ lâu rồi, nếu không phải vì Dương Thanh muốn thăm dò gã này thì anh ta đâu cần phải nhẫn nhịn đến tận bây giờ chứ. Ra tay với anh thì đã làm sao? Mã Siêu thờ ơ nhìn Lưu Kỳ, ánh mắt anh ta lạnh lùng như đang nhìn một người đã chết. Cho dù cậu là chủ tịch của tập đoàn Tân Thảo thì đã làm sao? Lưu Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, tôi là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn. Cậu thực sự tưởng tôi và vương tộc họ Tiết không có chút quan hệ nào hay sao? Mã Siêu nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, cho nên. Nhóc con, cậu sẽ phải hối hận, cậu nhất định sẽ hối hận. Lưu Kỳ đột nhiên nghẹn ngào, buông lời đe dọa sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của hắn, Dương Thanh nhíu mày và lập tức nói, ngày mai là ngày vui lớn của cậu, đừng vì một người không quan trọng mà để xảy ra chuyện gì lộn xộn. Mã Siêu cũng cau mày, anh ta biết khó mà lui thì cũng đã đành. Nếu như còn muốn báo thù, nhất định em sẽ khiến anh ta hối hận vì đã đến với thế giới này. Dương Thanh không nói thêm, hai người đi đến văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Tân Thảo. Thật không hổ danh là tài sản của vương tộc họ Tiết, văn phòng mà cũng sang trọng như thế này. Nhìn văn phòng cực kỳ sang trọng, Mã Siêu cảm thấy hơi kinh ngạc, ngay cả văn phòng của tập đoàn Nhạn Thanh cũng đâu xa hoa như thế này đâu. Dương Thanh cười, sao hả? Sang trọng quá nên không quen à? Mã Siêu trịnh trọng gật đầu nói, lát nữa em cho người dỡ đi. Dỡ đi làm gì? Dương Thanh đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Văn phòng của em sao có thể hơn văn phòng của anh Thanh được, Mã Siêu nói một cách nghiêm túc. Dương Thanh trợn tròn mắt, cậu mới tiếp quản tập đoàn Tân Thảo đã bắt đầu tự cao rồi sao? Đập phá trang trí xa hoa, sau đó trang trí lại bình thường. Mã Siêu cười gượng rồi sờ đầu mình nói, chỉ là em không muốn văn phòng của mình đẹp hơn văn phòng của anh thôi. Dương Thanh bất đắc dĩ nói, tôi đã đến văn phòng của tập đoàn Nhạn Thanh được bao nhiêu lần rồi? Cậu nghĩ là sau này cậu sẽ đến tập đoàn Tân Thảo được bao nhiêu lần? Mã Siêu sửng sốt một chút rồi như chợt hiểu ra, anh Thanh, em hiểu rồi, anh như thế này là muốn em cũng như anh, sau này làm ông chủ bỏ mặc công ty phải không? Dương Thanh hoàn toàn cạn lời. Nếu cậu cho rằng mình có đầu óc kinh doanh, vậy thì sau này ngày nào cũng phải đến công ty làm việc đúng giờ. Tôi chưa từng nói là muốn cậu làm ông chủ bỏ mặc chuyện công ty đâu đấy. Dương Thanh suy nghĩ một chút rồi lại nói. Việc anh không có hứng thú với kinh doanh không có nghĩa là Mã Siêu cũng vậy. Biết đâu Mã Siêu thích kinh doanh thì sao? Cũng có thể anh ta có năng khiếu kinh doanh thì sao? Không thể chỉ vì một lời nói của anh mà làm lỡ dở sở thích của Mã Siêu được. Không, 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 em không có hứng thú gì cả. Sau này em cũng giống như anh Thanh vậy thôi, làm ông chủ bỏ mặc công ty là được rồi. Mã Siêu vội vàng xua tay, vẻ mặt lại trở nên khó hiểu, anh ta nói, có điều Ngải Lâm cũng không thích kinh doanh, em cũng không có cô em vợ hay cậu em vợ nào thích kinh doanh, thế thì phải làm sao đây? Anh Thanh, hay là anh cho em mượn sếp Lạc mấy năm, đợi ông ấy giúp em lo liệu việc ông ty ổn rồi thì em trả lại ông ấy cho anh được không? Dương Thanh tức giận nói, cút, 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 cho cậu mượn sếp Lạc thì tôi phải làm sao? Đâu thể để người không hiểu về kinh doanh như tôi làm ăn buôn bán chứ? Hai anh em bỗng nhiên phá lên cười, cả văn phòng rộn rã tiếng cười. Cùng lúc đó, Lưu Kỳ đã rời khỏi tập đoàn Tân Thảo. Nửa giờ sau, hắn đến một sân nhỏ của một căn biệt thự độc lập. Lưu Kỳ, sao em lại đến đây? Hắn vừa bước vào sân nhỏ của biệt thự thì một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn Lưu Kỳ hỏi. Chị ơi, em bị người ta bắt nạt, anh rể em có đó không? Lưu Kỳ hỏi. Người phụ nữ trung niên nhận ra vết thương trên mặt Lưu Kỳ. Bất giác cau mày, tức giận nói, người nào mà lại to gan như vậy, dám động vào em trai chị. Bạch Khánh, rốt cuộc anh có ý gì hả? Tập đoàn Tân Thảo có giá trị thị trường hơn 50 tỷ tệ, đem tặng nó đi đối với vương tộc họ Tiết mà nói không hề có ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên, vương tộc họ Tiết làm như vậy lại chính là một lời cảnh cáo đối với nhà họ Bạch chúng ta, thừa dịp để chúng ta đối đầu với Dương Thanh để làm suy yếu cơ hội chiến thắng của nhà họ Bạch ở Yến Đô. Lưu Kỳ và người phụ nữ trung niên đều tỏ vẻ ngạc nhiên, Lưu Kỳ bất giác nói, anh rể, chuyện này làm sao có thể? Dương Thanh chỉ là chủ tịch một công ty ở Yến Đô mà thôi. Cậu ta có tư cách gì để làm suy yếu cơ hội chiến thắng của nhà họ Bạch chứ? Lưu Kỳ đầy vẻ không tin, trong mắt hắn, ngoài người của vương tộc và hoàng tộc ra thì không có ai đáng sợ hết. Nhưng bây giờ anh rể hắn Bạch Khánh thế hệ sau của nhà họ Bạch, người thừa kế của vương tộc họ Bạch. Lần này đến Yến Đô chịu trách nhiệm mọi chuyện của nhà họ Bạch ở Yến Đô. Một người tầm cỡ như vậy lại còn nói rằng Dương Thanh có thể làm ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của vương tộc họ Bạch ở Yến Đô.
Hừ. Bạch Khánh lạnh lùng nói, cậu ở tập đoàn Tân Thảo đã nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào còn không rõ vương tộc họ Tiết đã chuẩn bị tay sau từ lâu rồi hay sao? Tay sau? Lưu Kỳ sững sờ. Đúng vậy, chính là tay sau dùng để ứng phó với việc xuất hiện vương của Yến Đô. Bạch Khánh nói, không chỉ vương tộc họ Tiết mà cả club hoàng kim của vương tộc họ Tào, tập đoàn quan thị của vương tộc họ Quan, bổn trai các của vương tộc họ Mã và cả tập đoàn phúc vinh của vương tộc họ Bạch chúng ta đều là tài sản của năm vương tộc lớn ở Yến Đô. Những tài sản này có cái nào thực sự là cái mà các vương tộc kinh doanh chính thống chứ? Chẳng qua chỉ là vỏ bọc mà thôi, năm vương tộc lớn đều đang đợi ngày này. Nghe Bạch Khánh nói nhiều như vậy, Lưu Kỳ ngẩn ra, nhưng hắn vẫn không hiểu những chuyện này thì có liên quan gì đến Dương Thanh. Anh rể, em vẫn không hiểu. Dương Thanh chỉ là chủ tịch tập đoàn Nhãn Thanh. Ngoài giàu có ra, cậu ta còn có cái gì nữa? Lưu Kỳ thận trọng hỏi. Vô dụng thì vẫn là vô dụng. Lúc trước sắp xếp cậu gia nhập tập đoàn Tân Thảo hoàn toàn là một quyết định ngu ngốc. Bạch Khánh nói không hề nể nang. Sắc mặt Lưu Kỳ hơi khó coi, nhưng ở trước mặt Bạch Khánh, hắn thật sự không dám lộ ra một chút giận dữ nào. Bạch Khánh, rốt cuộc ý anh là sao? Lúc đầu bảo anh sắp xếp cho em trai tôi vào doanh nghiệp nhà họ Bạch thì anh lại không đồng ý, ngược lại lại nhét em trai tôi vào tập đoàn Tân Thảo. Bây giờ thì hay rồi, cậu ấy đã giúp nhà họ Bạch thu thập không biết bao nhiêu tin tức về vương tộc họ Tiết, anh dùng người xong thì có thể sỉ nhục em trai tôi như vậy sao? Bà vợ Bạch Khánh đột nhiên cảm thấy không hài lòng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Câm miệng! Bạch Khánh tát bà ta một cái, tức giận nói. Ban đầu tôi để nó vào tập đoàn Tân Thảo đúng là vì muốn nó thu thập tin tức tình báo liên quan đến vương tộc họ Tiết cho nhà họ Bạch, nhưng cũng vì muốn nó lập được công lao, đợi sau này tôi thừa kế chức ngôi vị Bạch Vương thì có thể danh chính ngôn thuận dùng nó, nhưng kết quả thì sao đây? Đã bao nhiêu năm rồi nó vẫn không có cách nào trừ bỏ lực lượng nòng cốt của vương tộc họ Tiết. Những thông tin rác rưởi mà nó thu thập được cũng gọi là tình báo sao? Ngược lại bây giờ còn bị vương tộc họ Tiết gài bẫy. Nó đã gây ra họa lớn rồi, cô có hiểu hay không hả? Bạch Khánh hiếm khi nổi giận, thậm chí lúc này còn tát vợ mình một cái, điều này khiến cả Lưu Kỳ và bà vợ đều hoảng sợ. Lưu Kỳ vội nói, chị, anh rể nói không sai, em quả thực quá vô dụng mới để anh rể mất mặt. Chị đừng trách anh rể, anh ấy cũng là đặt kỳ vọng vào em nhưng lại phải thất vọng thôi. Xem như thằng nhóc cậu vẫn còn chưa đến nỗi không có thuốc nào cứu chữa được. Bạch Khánh cười khẩy. Sau đó trả lời sự nghi hoặc trước đó của Lưu Kỳ, anh đã để mắt đến tên Dương Thanh đó từ lâu rồi. Không chỉ anh mà ngay cả bốn vương tộc lớn còn lại cũng đã sớm nhắm tới cậu ta. Và lần này, sở dĩ năm vương tộc lớn dám gióng trống khua chiêng làm lớn chuyện ở Yến Đô như vậy hoàn toàn là nhờ vào Dương Thanh. Bởi vì ai đó đã tung ra tin tức rằng Dương Thanh sẽ trở thành vương của Yến Đô. Nếu nói những người khác muốn làm vương của Yến Đô, có lẽ năm vương tộc lớn cũng không dám có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là vì có Dương Thanh nên các vương tộc lớn mới dám làm. Lưu Kỳ trước kia hoàn toàn không biết đến Dương Thanh, lúc này nghe Bạch Khánh nói vậy hắn càng thêm khó hiểu, anh rể, sao lại như thế? Bởi vì Dương Thanh là người gần nhất với sự thống nhất của Yến Đô trong 100 năm nay. Hiện nay 8 gia tộc lớn của Yến Đô như nhà họ Hoàng, họ Diệp và họ Long đều có quan hệ tốt với cậu ta. Không chỉ như vậy, còn có một số gia tộc giàu có thực lực chỉ đứng sau 8 gia tộc lớn ở Yến Đô đều phục tùng Dương Thanh. Cậu đã đắc tội với một cao thủ thống lĩnh đế thôn, một người rất có khả năng trở thành vương của Yến Đô. Cậu không nghĩ rằng mình đã phạm một sai lầm lớn sao? Lưu Kỳ gật đầu, không dám nhìn Bạch Khánh. Bạch Khánh nhìn Lưu Kỳ như nhìn một kẻ ngốc, chứ cậu nghĩ sao? Không tin cậu có thể thử liên hệ với cô ta xem. Lưu Kỳ vội vàng bấm số của Tiêu Chỉ Tinh, nhưng hắn gọi vài lần liên tiếp đều không có tín hiệu gì. Không liên hệ được với Tiêu Chỉ Tinh gần như có thể chứng minh suy đoán của Bạch Khánh. Lưu Kỳ càng cảm thấy sợ hãi, sống lưng lạnh ngắt. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Bạch Khánh lại tức giận như vậy, bởi vì hắn đã gây ra họa lớn. Xin lỗi anh rể, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Lưu Kỳ đỏ mắt nói, có điều anh rể yên tâm, giờ em sẽ đến tập đoàn Tân Thảo ngay để xin lỗi Dương Thanh và nói cho cậu ta biết mọi tính toán của vương tộc họ Tiết. Bà vợ Bạch Khánh cũng không dám nói gì nữa, sắc mặt bà ta rất khó coi. Bạch Khánh trở lại bình tĩnh như trước. Ông ta đẩy chiếc kính gọng vàng của mình, trên tròng kính dường như có ánh vàng lấp lánh. Không cần. Sau một hồi im lặng, Bạch Khánh mới lắc đầu nói, nếu như vương tộc họ Tiết đã muốn tính toán thì chúng ta tương kế tựu kế là được. Anh rể, từ nay về sau, anh có bất cứ điều gì căn dặn, em đều tình nguyện phối hợp. Lưu Kỳ vội vàng hứa hẹn.
Bạch Khánh nhìn chằm chằm Lưu Kỳ một hồi lâu, sau đó đột nhiên vươn tay vỗ vai hắn và mỉm cười nói, cậu yên tâm đi, anh sẽ sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ quan trọng ngay thôi. Không biết tại sao Lưu Kỳ cứ cảm thấy là lạ, hắn cứ cảm thấy ánh mắt này của Bạch Khánh không có ý gì tốt đẹp. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói, anh dễ yên tâm, em tuyệt đối không để anh phải thất vọng nữa. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã rời khỏi tập đoàn Tân Thảo và quay trở lại bệnh viện. Sư phụ! Dương Thanh vừa mới đến phòng bệnh của Quan Duyệt thì cô ta liền gắng sức ngồi dậy. Nằm yên đừng nhúc nhích. Dương Thanh vội vàng bước tới, ấn Quan Duyệt xuống giường bệnh. Vì bị bắn vào lưng nên Quan Duyệt chỉ có thể nằm nghiêng. Em cảm thấy thế nào rồi? Vết thương còn đau không? Nhìn sắc mặt Quan Duyệt vẫn đang tái nhợt, vẻ mặt Dương Thanh đầy phức tạp. Quan Duyệt miễn cưỡng lắc đầu cười nói, sư phụ đừng lo, chút thương tích này của em hoàn toàn không là gì cả, chẳng mấy ngày nữa em có thể bình phục rồi. Bác sĩ nói rồi, vết thương của em không được để nứt ra nữa, nếu không sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể, thậm chí có thể bị tàn phế. Dương Thanh nghiêm nghị nói, lần này em nhất định phải dưỡng thương cho cẩn thận, đợi đến khi vết thương lành hẳn mới có thể luyện võ. Được Dương Thanh quan tâm, Quan Duyệt cảm thấy ngọt ngào, cô ta cười gật đầu, được rồi, sư phụ nói gì em cũng nghe hết. Dương Thanh bất lực lắc đầu, sau này còn gặp chuyện như thế này, em tuyệt đối không được dùng cơ thể mình đỡ đạn nữa, em tưởng mình là cao thủ vương cảnh chắc. Quan Duyệt chỉ nhếch khóe miệng cười và không ngừng gật đầu, giống y như một đứa bé ngoan. Vốn dĩ Dương Thanh còn muốn thuyết giáo một hồi nữa, nhưng cuối cùng cũng đành thở dài không nói nữa. Sư phụ, anh không nên ra tay với Quan Hân. Quan Duyệt đột nhiên nói, vẻ mặt hơi lo lắng. Người phụ nữ đó là chị họ của em mà thủ đoạn lại tàn độc như vậy, đến xúc sinh cũng không vô tình như cô ta. Nhắc tới Quan Hân, trong lòng Dương Thanh đột nhiên lại cảm thấy hơi tức giận. Lý do Quan Hân được ông nội thiên vị là vì chị ta không nhận người thân, tác phong làm việc cứng rắn, thủ đoạn tàn ác. Xét theo vai vế thì em phải là chị của chị ta, nhưng lúc nhỏ, ít tuổi hơn nên em gọi chị ta bằng chị. Đến lớn người trong nhà cũng nhắc sửa xưng hô lại nhưng em gọi quen rồi, cứ gọi vậy thôi. Quan Duyệt nói với vẻ mặt lo lắng, suýt chút nữa thì anh đã giết chị ta rồi, em sợ chị ta còn muốn ra tay với anh. Nếu cô ta chán sống thì anh cũng không ngại tiễn cô ra lên đường sớm hơn đâu. Dương Thanh nói với vẻ đầy sát khí. Anh không bao giờ giết người vô tội một cách bừa bãi, nhưng một số người thách thức giới hạn của anh từ lâu đã bị anh đưa vào danh sách tử hình. Thấy Dương Thanh nói như vậy, Quan Duyệt cũng rất đau đầu. Sự sống chết của Quan Hân đối với cô ta mà nói không hề quan trọng. Vấn đề là, nếu Dương Thanh giết Quan Hân, Quan Vương nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dương Thanh. Cô ta biết rất rõ Quan Vương yêu thương Quan Hân như thế nào, nếu không lão ta cũng sẽ không để cho cô em gái nhỏ hơn Quan Hân mấy tuổi là cô ta đi kết hôn với người ta. Sắc mặt ông ta bỗng trở nên u ám, nhóc con, chính là mày suýt chút nữa đã giết chết con gái tao. Quan Duyệt biến sắc. Nghiến răng nghiến lợi nói, chú hai, cháu và sư phụ là trong sạch, chú đừng có nói bừa. Nói bừa. Người đàn ông trung niên tiến tới, ghé sát mặt vào, vẻ mặt khinh thường nói, mày cứ thử động vào một sợi lông của tao xem. Bốp. Một tiếng tát tai chát chúa vang lên, người đàn ông trung niên đã lãnh chọn cái tát mạnh vào mặt. Một bóng người ẩn hiện trong bóng tối đứng chắn trước mặt Dương Thanh, trên tay mang theo một con dao găm sáng lóe, nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt sát khí. Loại rác rưởi như ông cần gì cậu Thanh phải tự mình ra tay chứ? Kể từ khi Mã Siêu bảo vệ Quan Duyệt và bị thương bởi cao thủ nhà họ Quan, Tiền Bưu đã thay thế Mã Siêu, luôn bí mật bảo vệ Quan Duyệt. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng hống hách của chú hai Quan Duyệt, ông ta đã sớm không nhịn được rồi. Ông dám đánh tôi? Vẻ mặt bác hai của Quan Duyệt không thể tin được, khóe miệng còn vết máu, Tiền Bưu hoàn toàn không hề nương tay. Ông có biết tôi là ai không mà lại dám đánh tôi? Tôi là Quan Hồng Vĩ của vương tộc họ Quan, Quan Vương là bố của tôi, ông dám đánh tôi, có phải là chán sống rồi hay không? Quan Hồng Vĩ gầm lên. Trong mấy người con trai của Quan Vương, Quan Hồng Vĩ đứng thứ hai, là nhị vương tử danh xứng với thực của nhà họ Quan. Vào ngày đầu tiên đến Yến Đô đã bị người ta tát vào mặt. Có thể tưởng tượng được ông ta đã tức giận như thế nào. Bốp, Tiền Bưu lại tát thêm cái nữa và lạnh lùng nói, tôi lại tát ông cái nữa đấy, ông có thể làm gì được tôi? Vua bóng đêm của biên giới phía Bắc đâu có coi nhị vương tử của một vương tộc ra gì chứ? Hồi đó, rất nhiều vương tử ở nước ngoài đều chết trong tay ông ta. Trong mắt các chiến binh biên giới phía Bắc, ngoài tướng quân ra, không ai đáng để họ phải sợ cả. Đồ khốn, ông lại còn dám đánh tôi nữa. Quan Hồng Vĩ vô cùng tức giận,
quát những tên thị vệ nhà họ Quan mà ông ta mang theo, các người đều bị mù rồi sao? Các người không thấy là tôi bị đánh à? Ra tay giết chết ông ta cho tôi. Lúc này đám thị vệ của nhà họ Quan mới chợt hoàn hồn. Bọn họ chưa từng thấy Quan Hồng Vĩ bị tát vào mặt, nhất thời hơi ngây ra nên mới chưa kịp định thần lại. Sư phụ, đừng mà. Thấy ân oán giữa hai bên càng ngày càng sâu, Quan Duyệt vội lên tiếng ngăn cản. Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Tiền Bưu, nhưng cô ta biết rằng người đàn ông trung niên cầm dao găm này chỉ nghe theo mệnh lệnh của Dương Thanh thôi. Quan Duyệt, không phải anh không muốn để mọi chuyện êm xuôi, mà là chú hai của em không chịu tha cho chúng ta. Dương Thanh lạnh lùng nói. Trong khi nói, hai thị vệ mà Quan Hồng Vĩ mang theo đã lao về phía Tiền Bưu. Trong giây tiếp theo, cơ thể của Tiền Bưu biến thành một dư ảnh và ngay lập tức biến mất tại chỗ. Phụt, phụt, chỉ nghe thấy hai tiếng của con dao găm lướt qua, sau đó thắt lưng của hai tên thị vệ nhà họ Quan bị đứt lìa, quần của họ cũng tụt xuống. Trước khi hai tên thị vệ kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì họ đã vấp phải chiếc quần bị tuột xuống của mình. Còn dám vô lễ với cậu Thanh thì lần sau mục tiêu của con dao này chính là cái đầu của các người. Tiền Bưu đứng trước mặt Quan Hồng Vĩ, dửng dưng nói. Hai tên thị vệ cũng như tháo chạy khỏi đó. Cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, Quan Hồng Vĩ đã rời khỏi bệnh viện và đi đến một chiếc sân nhỏ trong một biệt thự độc lập. Bố, sao bố lại đến đây? Quan Hồng Vĩ vừa xuống xe thì một cô gái trẻ bước ra, khi nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Quan Hồng Vĩ, cô ta đã rất ngạc nhiên, bố bị làm sao thế? Sao mặt lại sưng đến nông nỗi này? Vừa rồi Tiền Bưu dùng sức rất mạnh, hai bên má của Quan Hồng Vĩ đã sưng đỏ cả lên. Bố biết con đã phải chịu uất ức ở Yến Đô nên đến tìm ông nội con để bố đến đây giúp con. Bố vừa đến Yến Đô thì liền đến tìm ngay đứa con gái đê tiện Quan Duyệt kia. Nhưng bố không ngờ bên cạnh đứa con gái đê hèn đó lại có cao thủ bảo vệ, còn đánh bố hai cái bạt tai. Mối thù này bố nhất định phải trả. Khuôn mặt của Quan Hân hiện lên một vẻ xấu xa. Ồ, con có cách giải quyết sư phụ của Quan Duyệt sao? Quan Hồng Vĩ lập tức trở nên đầy mong đợi. Sư phụ của Quan Duyệt tên là Dương Thanh, bên cạnh còn có một người anh em tốt tình cảm như anh em tên là Mã Siêu. Ngày mai chính là ngày vui của Mã Siêu. Quan Hân nheo mắt nói, ngày mai con sẽ để Dương Thanh biết hậu quả khi dám chống đối với con là như thế nào. Ở một bên khác, sau khi Dương Thanh ra khỏi bệnh viện, anh liền đến phòng siêu của Thành Mộng Hoan. Ngày mai là ngày cưới của Mã Siêu, Mễ Tuyết là người thân duy nhất của Mã Siêu trên thế giới này nên chắc chắn cô ta sẽ có mặt ở đó. Mặc dù Tiền Bưu đã tìm thấy Mễ Tuyết, nhưng ông ta không nói rõ rằng Mễ Tuyết vẫn còn một người anh trai trên thế giới này. Chủ tịch Dương, anh tới rồi. Dương Thanh vừa bước vào phòng siêu của Thành Mộng Hoan thì mấy nhân viên ngay lập tức chủ động chào hỏi. Mấy phụ nữ có vẻ ngoài ngọt ngào chỉ hận một nỗi không dính được vào người Dương Thanh. Mễ Tuyết đâu? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Sếp Mễ đang thu dọn đồ cá nhân. Vài ngày nữa, cô ấy sẽ đến trụ sở chính bất động sản Thành Mộng Hoan để làm việc. Một người đẹp trẻ tuổi đầy vẻ ghen tị, nói xong chỉ tay vào văn phòng bên trong, Chủ tịch Dương, để tôi gọi Mễ Tuyết lại đây nhé. Dương Thanh từ chối, tôi lại đó là được rồi. Trong sự ghen tị của mấy người đẹp đó, Dương Thanh đi vào văn phòng bên trong. Lúc này, một chồng tài liệu lớn đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Mễ Tuyết. Cô ta đang cầm rẻ lau dọn văn phòng. Cô ta đúng là một cô gái tốt bụng, sắp rời khỏi phòng siêu lại còn dọn dẹp văn phòng sạch sẽ trước khi rời đi. Lúc trước Dương Thanh vẫn lo lắng không biết em gái Mã Siêu là cô gái như thế nào, nhưng bây giờ anh không lo lắng chút nào nữa, ngược lại còn cảm thấy may mắn cho Mã Siêu. Nhìn Mễ Tuyết đang nghiêm túc dọn dẹp phòng làm việc, Dương Thanh không đành lòng làm phiền mà đứng ở cửa chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, sau khi Mễ Tuyết lau sạch bụi trong phòng làm việc, vừa đặt rẻ xuống liền nhìn thấy Dương Thanh đang đứng ở cửa. Anh Thanh, sao anh lại ở đây? Mễ Tuyết đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chợt nhớ tới cái gì. Liền kinh ngạc nói, anh Thanh, không phải anh đã đến một lúc và đợi tôi ở đây đấy chứ? Dương Thanh khẽ mỉm cười, tôi mới tới được một lúc thôi, cô cứ làm xong việc đi. Mễ Tuyết cảm thấy hơi xấu hổ, cô ta đặt rẻ xuống, cười nói, anh Thanh, anh tìm tôi chắc là có chuyện gì phải không? Tôi thấy sắp tan làm rồi, muốn mời cô ăn tối. Chỉ là không biết Tuyết có cho anh Thanh cơ hội này hay không thôi. Dương Thanh cười nói, anh Thanh nói gì vậy? Trước mặt anh tôi đâu có là cái gì chứ. Anh Thanh mời tôi ăn cơm, tôi mừng còn chẳng kịp nữa là, làm sao có thể từ chối được đây. Mễ Tuyết mỉm cười liếc nhìn thời gian rồi nói, có điều còn 10 phút nữa mới tan làm,
đây là ngày cuối cùng tôi làm việc ở phòng sale, tôi muốn làm nốt ngày cuối cùng. Được, tôi ra ngoài đợi cô. Dương Thanh cười nói. Anh vừa định đi ra ngoài thì một người phụ nữ trung niên đột nhiên hùng hổ xông vào. Mễ Tuyết đâu, cô cút ra đây cho tôi. Ngay khi người phụ nữ trung niên bước vào sảnh bán hàng, bà ta hét lên. Dương Thanh tức giận hét lên. 500.000 tệ. Mễ Tuyết ngẩn ra, mẹ, con mới đi làm có mấy tháng, lấy đâu ra 500.000 tệ. Sao mày không lấy ra được chứ? Nếu không, đừng nói là được làm tổng giám đốc phòng kinh doanh bất động sản của Thành Mộng Hoan, ngay cả làm nhân viên kinh doanh trong đại sảnh bán hàng này cô ta cũng không có cơ hội. Không được, hôm nay mày bắt buộc phải đưa 500.000 tệ cho tao. À không, phải là 1 triệu tệ mới đúng. 500 tệ làm xính lễ cưới hỏi cho em trai mày, còn 500.000 tệ là tiền dưỡng lão cho tao với bố mày. Nói rồi Phạm Xuân Quyên ngồi luôn xuống nền nhà ở đại sảnh bán hàng, nếu mày không đưa tiền thì hôm nay tao sẽ không đi đâu cả. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy được chứ? Mễ Tuyết tức đến phát khóc, con đã nói rồi, giờ con không có tiền đâu, mẹ có ngủ ở đây thì con cũng không có tiền đưa cho mẹ. Tháng sau có lương con đảm bảo sẽ đưa cho mẹ 500.000 tệ, có được không? Giọng Mễ Tuyết đầy cầu xin. Bao nhiêu năm nay, cô ta chưa từng nhận được một chút yêu thương nào từ bố mẹ mà chỉ là sự siết chặt đến vô tận. Từ khi học trung học, bố mẹ nuôi cô ta đã không cho cô ta đi học, họ còn gửi cô ta đến làm việc trong một nhà hàng nhỏ. Nếu không nhờ một cuộc kiểm tra đột xuất chính thức phát hiện ra nhà hàng nhỏ sử dụng lao động trẻ em thì e rằng Mễ Tuyết đã phải làm việc trong nhà hàng nhỏ đó cả đời. Cho dù sau này cô ta lại đi học, bố mẹ nuôi cũng không cho cô ta một đồng nào, hàng ngày sau khi tan học, cô ta phải nhặt đồng nát để dành dụm đủ tiền học. Cứ như vậy, cô ta đã học tiểu học, trung học cơ sở cũng như trung học phổ thông theo cách này. Sau khi lên đại học, cuối cùng cô ta cũng đã rời khỏi ngôi nhà đầy bi thương đó. Tuy nhiên, bố mẹ nuôi vẫn không muốn buông tha cho cô ta, họ hoàn toàn không lo việc Mễ Tuyết phải đi học và đi làm thêm mệt mỏi như thế nào. Gần như mỗi tháng họ đều lấy đi toàn bộ tiền Mễ Tuyết làm thêm. Mễ Tuyết sống rất tiết kiệm và nộp đơn vay tiền sinh viên mới thuận lợi học xong đại học. Bây giờ khó khăn lắm cô ta mới đi làm được thì bố mẹ nuôi vẫn còn bám dính lấy cô ta. Lần này, thậm chí họ còn tìm cô ta đòi 1 triệu tệ. Mễ Tuyết, là tao nói còn chưa rõ ràng phải không? Hay là mày căn bản không định đưa tiền cho tao? Phạm Xuân Quyên giận dữ hỏi. Tháng sau có lương con sẽ đưa cho mẹ. Mẹ về trước đi, đừng có quấy nhiễu ở đây nữa có được không? Mễ Tuyết van xin, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mày hỏi cấp trên của mày ấy, cậu ta ngủ với mày, đưa 1 triệu tệ cho chúng ta lẽ nào có vấn đề gì sao? Phạm Xuân Quyên la hét, không hề nể nang chút nào. Các nhân viên đứng xem cũng nhìn sang Dương Thanh. Tất cả đều biết rằng chính vì Mễ Tuyết đã tiếp đón Dương Thanh mới có thể một bước trở thành tổng giám đốc kinh doanh của bất động sản Thành Mộng Hoan. Cho dù họ đều biết rõ, khi Dương Thanh đến chỗ Mễ Tuyết mua nhà, hai người mới chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng trong lòng họ vẫn còn nghi ngờ. Bà muốn 1 triệu tệ. Dương Thanh đột nhiên hỏi. Phạm Xuân Quyên nghe thấy Dương Thanh nói vậy thì lập tức trả lời, vừa rồi cậu mới đánh tôi, còn phải bồi thường tổn thất về mặt tinh thần nữa, 1 triệu tệ sao đủ. Vậy bà muốn bao nhiêu? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Phạm Xuân Quyên mắt chợt sáng lên, bà ta buột miệng nói, 2 triệu tệ. Chỉ cần cậu đưa cho tôi 2 triệu tệ, sau này Mễ Tuyết sẽ là người phụ nữ của cậu, cho dù làm bổ nhí của cậu thì tôi cũng không có bất cứ ý kiến gì. Dương Thanh nhướng mày, nếu bà còn dám tùy tiện sỉ nhục Mễ Tuyết, bây giờ tôi sẽ cho bảo vệ đuổi bà ra ngoài ngay. Lúc này Phạm Xuân Quyên mới vội im lặng. Mễ Tuyết nghe thấy Dương Thanh nói vậy liền biết ngay Dương Thanh muốn làm gì, cô ta rối trí và vội nói, anh Thanh, chuyện này vốn không liên quan gì đến anh đừng nhúng tay vào, tôi có thể xử lý được. Con danh chết tiệt này ăn nói linh tinh cái gì thế? Nếu như cậu ta đã có quan hệ với mày rồi thì chuyện của mày sao có thể không liên quan gì đến cậu ta được chứ? Phạm Xuân Quyên vội nói, thấy Dương Thanh nhìn mình chằm chằm bà ta mới ngậm miệng lại. Thế này đi, tôi đưa cho bà 3 triệu tệ. Nhưng từ nay về sau cả nhà bà không được phép quấy rầy cuộc sống của Mễ Tuyết nữa. Chỉ cần bà đồng ý, bây giờ tôi sẽ đưa tiền cho bà. Dương Thanh đột nhiên nói. 5 triệu. Chỉ cần cậu đưa cho tôi 5 triệu, về sau chuyện gia đình của chúng tôi sẽ không liên quan gì đến Mễ Tuyết nữa, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quấy rầy nó nữa. Ánh mắt Phạm Xuân Quyên sáng lên, mặt đầy vẻ mong đợi. Nếu không phải để tâm đến cảm nghĩ của Mễ Tuyết, chỉ dựa vào việc họ đã chèn ép Mễ Tuyết bao nhiêu năm nay thôi cũng đủ lý do để Dương Thanh tiêu diệt cả nhà họ rồi. Anh Thanh, đừng mà.
Mễ Tuyết khẽ gật đầu rồi đi theo Dương Thanh. Giờ Mễ Tuyết đã mất bố mẹ nuôi, nhưng kể từ đây, cô ta đã có thêm hai người anh trai. Một người là Mã Siêu, anh trai ruột của cô ta và Dương Thanh, cũng là anh trai ruột của cô. Từ nay về sau, em sẽ là em gái của Dương Thanh này. Dương Thanh lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc, kẻ nào dám bắt nạt em, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả đắt. Nghe lời Dương Thanh nói, Mễ Tuyết rất cảm động. Cô ta đã hơn 20 tuổi rồi, lần đầu tiên được người khác quan tâm như vậy. Cảm ơn anh Thanh. Mễ Tuyết cảm kích nói. Dương Thanh cười đáp, sau này không cần khách sáo với anh như vậy. Mễ Tuyết gật đầu, bỗng nghĩ tới vừa rồi Dương Thanh trả 3 triệu cho bố mẹ nuôi giúp mình, lại vội vàng nói, nhưng mà em nhất định phải trả anh 3 triệu. Anh không được từ chối, đây là vấn đề nguyên tắc. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mễ Tuyết, Dương Thanh bất lực cười, gật đầu đáp, được, em muốn trả thì cứ trả đi. Mễ Tuyết không hề biết Dương Thanh vừa mới tặng cho anh ruột của cô ta là Mã Siêu tập đoàn Tân Thảo trị giá 50 tỷ. Mễ Tuyết là em ruột của Mã Siêu, 3 triệu này chẳng thấm vào đâu. 20 phút sau, Dương Thanh đưa Mễ Tuyết tới tiệm cơm nhà họ Trần. Tiệm cơm nhà họ Trần là sản nghiệp của nhà họ Trần, hiện giờ đã mở cơ sở trên toàn quốc. Em ăn cái gì cứ gọi, hôm nay anh mời. Sau khi vào phòng VIP, Dương Thanh cười nói. Mễ Tuyết kinh ngạc nhìn phòng đế vương xa hoa trước mắt, lần đầu tiên em tới một nhà hàng xịn như vậy. Anh Thanh thật lợi hại, đến cả tiệm ăn nhà họ Trần cũng chuẩn bị cho anh một phòng riêng. Mễ Tuyết hơi mất tự nhiên, dù sao cũng là lần đầu tiên tới nhà hàng đẳng cấp này. Từ nhỏ cô ta đã quen sống khổ cực, đột nhiên thấy căng thẳng. Dương Thanh cười nói, anh quen biết ông chủ của tiệm cơm này. Mễ Tuyết không hỏi nhiều nữa, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ về thân phận của anh. Mặc dù cô ta mới tới tiệm cơm nhà họ Trần lần đầu nhưng đã nghe danh từ trước, đây là một trong những nhà hàng cao cấp nhất Yến Đô. Vừa rồi Dương Thanh dẫn cô ta đi vào, giám đốc tiệm cơm tự tới tiếp đón hai người, thái độ vô cùng cung kính, thậm chí còn hỏi Dương Thanh, có cần gọi ông chủ của chúng tôi tới không ạ? Rõ ràng, chỉ khi thân phận của anh cao hơn cả ông chủ của tiệm cơm nhà họ Trần thì giám đốc mới nói như vậy. Mễ Tuyết, anh có một số chuyện muốn nói với em. Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Có những chuyện sớm muộn đều phải nói. Ngày mai đã là ngày cưới của Mã Siêu, anh nhất định phải giải quyết được chuyện của Mễ Tuyết. Anh có gì cứ nói, không cần trịnh trọng như vậy. Thấy vẻ mặt Dương Thanh nghiêm túc, Mễ Tuyết cười nói. Dương Thanh nhìn gương mặt vui vẻ của Mễ Tuyết, bỗng thấy không đành lòng nhắc tới chuyện buồn của cô ta. Anh do dự mãi mới chịu nói, đầu tiên, anh muốn xin lỗi em. Trông thấy bộ dạng trịnh trọng của Dương Thanh, Mễ Tuyết bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh sao thế, sao đột nhiên lại xin lỗi em? Mễ Tuyết bất an hỏi. Dương Thanh trầm giọng nói, bởi vì một ít nguyên nhân, anh đã cho người điều tra em, cũng biết không ít chuyện của em. Anh biết, năm em 3 tuổi, bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, chỉ để lại em và người anh trai lớn hơn em 2 tuổi. Sau đó em và anh trai ở nhờ nhà dì. Nhưng lâu dần, chú dượng của em bắt đầu ghét bỏ, đánh đập hai anh em, còn không cho đi học. Cuối cùng anh trai dẫn em rời khỏi cái nhà kia. Khi Dương Thanh chậm rãi nói ra những lời này, Mễ Tuyết đều kinh hãi. Khi thấy trong bát toàn là tôm đã được lột sạch vỏ, hai mắt Mễ Tuyết đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê, mặt mũi ướp nhẹp. Em đừng khóc, có phải anh lại nói gì sai rồi không? Anh Thanh cất công điều tra một cô gái mới tốt nghiệp đại học như em, chắc là không chỉ để mời em một bữa cơm đúng không? Ăn uống no đủ, tâm trạng của Mễ Tuyết cũng tốt hơn rất nhiều, cười nói với Dương Thanh, anh có lời gì cứ nói thẳng. Anh đã coi em là em gái thì đừng lo sẽ nói lời làm tổn thương em. Anh yên tâm, dù anh muốn nói gì, em đều có thể chịu đựng được. Dương Thanh hít sâu một hơi, rốt cuộc lên tiếng, anh tìm được anh trai em rồi. Nghe thấy Dương Thanh nói đã tìm được anh trai, Mễ Tuyết lập tức sững sờ. Anh trai nào? Mễ Tuyết ngơ ngác hỏi, chưa kịp phản ứng lại, đầu óc trống rỗng. Đối với cô ta, hai chữ anh trai chỉ là một ký ức xa xăm. Chỉ mấy ngày gần đây quen biết được Dương Thanh, cô ta mới cảm nhận được tình thương của anh trai. Vẻ mặt của Mễ Tuyết rất phức tạp. Dương Thanh lại lên tiếng, nói chắc nịch, anh nói anh tìm được anh trai ruột của em rồi. Nói chính xác hơn phải là anh giúp anh trai em tìm thấy cô em gái thất lạc 12 năm trước. Năm đó lạc mất em, cậu ấy vẫn luôn áy náy. 12 năm nay, cậu ấy vẫn luôn đi tìm em. Mễ Tuyết bình tĩnh lạ thường, vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Thanh, thế nên lúc trước anh tìm em mua nhà,
còn đề bạt em với chủ tịch Thành Mộng Hoan đều là vì anh ta sao? Dương Thanh bỗng thấy lo lắng, vì Mễ Tuyết nói là anh ta, chứ không phải anh trai. Anh mua nhà ở chỗ em hoàn toàn là trùng hợp. Khi đó anh vẫn không biết em chính là em gái thất lạc nhiều năm của cậu ấy. Dương Thanh vội vàng phủ nhận, sau khi quen biết anh trai em, cậu ấy cũng nhờ anh tìm kiếm em giúp. Cho nên mấy năm nay, anh cũng đang tìm kiếm em. Có lẽ là vào một năm trước, anh và anh em mới rời khỏi chiến trường. Bọn anh từng là anh em từng kề vai chiến đấu trên chiến trường, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Hai mắt Mễ Tuyết đỏ bừng, cả người khẽ run, giống như đang cố gắng giữ bình tĩnh. Dương Thanh không dám nói nữa, sốt ruột nhìn chằm chằm Mễ Tuyết, đợi cô ta bình tĩnh lại. Chỉ khi Mễ Tuyết tỉnh táo, anh mới có thể nói tiếp. Căn phòng rộng lớn chìm vào yên tĩnh suốt 5 phút, Mễ Tuyết mới nói, thế nên, hôm nay anh mời em ăn cơm là muốn bảo em nhận người thân với anh ta à? Dương Thanh gật đầu, bây giờ cậu ấy vẫn chưa biết anh đã tìm được em. Ngày mai là đám cưới của cậu ấy, cho nên anh hy vọng em có thể có mặt trong ngày vui lớn nhất đời cậu ấy. Em đã phải chịu khổ rất nhiều năm. Nhưng anh có thể khẳng định với em, cậu ấy cũng phải chịu nhiều gian khổ, từng suýt chết trên chiến trường không biết bao nhiêu lần. Cậu ấy là một người anh hùng, chiến đấu vì Tổ quốc. Nếu cậu ấy biết người thân duy nhất trên đời của mình vẫn còn sống, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Dương Thanh khẩn khoản nói, thái độ chân thành. Xin lỗi anh, em không làm được. Nào ngờ Mễ Tuyết lại từ chối nhận anh em với Mã Siêu. Rốt cuộc em đang lo lắng điều gì? Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh tỉnh dậy, nhìn thấy vợ và con gái ngủ bên cạnh mình, trong lòng tràn trề hạnh phúc. Đột nhiên anh nhớ ra, hôm nay là đám cưới của Mã Siêu. Có lẽ sau này Mã Siêu và Ngải Lâm cũng sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng nghĩ tới Mễ Tuyết, anh lại thấy đau lòng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, không có mây mù. Tối hôm qua chỉ rơi một trận tuyết nhỏ, mặt đất được bao trùm một tầng tuyết mỏng. Cả nhà thay quần áo trang điểm xong xuôi mới đi tới khách sạn Đế Đô. Hôm nay là đám cưới của Mã Siêu, tổ chức ở khách sạn Đế Đô. Nhưng không biết tại sao, Dương Thanh vẫn cứ cảm thấy bất an, không hề có cảm giác vui mừng khi anh em tốt của mình lấy vợ. Hôm nay nhà họ Ngải răng đèn kết hoa, khắp nơi đều một màu đỏ chót. Ngải Lâm, hâm mộ cậu thật đấy, được gả cho người chồng tốt như vậy. Nghe nói chồng cậu là anh em tốt của chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh phải không? Thế đã là gì, các cậu chưa thấy chồng của Ngải Lâm lợi hại thế nào đâu, từng một mình đánh bại toàn bộ cao thủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, chấn áp tất cả mọi người. Trong phòng của Ngải Lâm, mấy cô bạn thân đang vây quanh cười nói không ngừng. Ngải Lâm đang trang điểm bất đắc dĩ cười một tiếng, các cậu càng nói càng khoa trương. Anh ấy đâu có lợi hại được như vậy. Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Dù sao người được mọi người khen ngợi kia chính là người đàn ông của cô ấy. Hai người họ trải qua nhiều như vậy, đi được đến ngày hôm nay thực sự rất không dễ dàng. Sau khi hẹn hò, Mã Siêu đã thay đổi rất nhiều vì Ngải Lâm. Bản thân cô ấy cũng thay đổi nhiều vì Mã Siêu. Ngải Lâm vô cùng chờ mong cuộc sống vợ chồng sắp tới. Cô ấy đột nhiên sờ lên bụng mình, vẻ mặt hạnh phúc. Cô ấy không hề nói cho ai biết, một tuần trước cô ấy đã biết mình mang thai. Vừa nghĩ tới 10 tháng sau sẽ có thể sinh cho Mã Siêu một đứa bé, cô ấy lại càng cảm thấy hạnh phúc đong đầy. Cùng lúc đó, Mã Siêu cũng hiếm khi ăn diện một phen. Anh ta mặc vest sơ mi đen, sơ mi màu đỏ rượu, chân đi giày da màu đen, dáng người cao lớn khôi ngô như ngọn núi. Mã Siêu vẫn quen để tóc ngắn, nhìn rất gọn gàng nhanh nhẹn, ánh mắt sáng ngời. Ngải Lâm, từ ngày hôm nay, em chính là vợ anh. Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Mã Siêu nhìn mình trong gương, chân thành nói. Hôm nay khách sạn Đế Đô cực kỳ náo nhiệt, ngoài cổng có nhiều xe hơi sang trọng đỗ kín. Mã Siêu là anh em của Dương Thanh, ở Yến Đô, rất nhiều người biết hai người họ rất thân thiết. Đám cưới của Mã Siêu chính là chuyện lớn của Dương Thanh, bọn họ không dám lười biếng. Trong khách sạn rộng lớn tràn ngập tiếng nói cười. Cả nhà Dương Thanh vừa bước ra khỏi xe đã có người đến đón. Chúc mừng cậu Thanh, chúc mừng. Khắp nơi đều là tiếng chúc mừng. Hôm nay tâm trạng của Dương Thanh cũng rất tốt, dù là quen biết hay xa lạ, chỉ cần chủ động đến chúc mừng, anh đều sẽ tươi cười đáp lại. Mã Siêu không có bố mẹ, anh là anh trai khác họ, đương nhiên phải đón tiếp khách khứa chu đáo. Thực ra bên phía Mã Siêu cũng chẳng có mấy ai, chủ yếu người tới là vì nể mặt anh. Nhưng chỉ cần hôm nay tới để chúc phúc, Dương Thanh đều sẽ hoan nghênh. Cậu Thanh. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước tới,
bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ trung niên. Trước ngực hai người đều cài hoa đỏ, là bố mẹ của Ngải Lâm. Dương Thanh khẽ gật đầu, cười nói với Ngải Minh Húc, chú Húc, sau này là người một nhà rồi, đừng gọi xa lạ như vậy, cứ gọi tên cháu là được. Bọn họ là người của gia tộc lớn ở Yến Đô, đương nhiên biết phương của Yến Đô có nghĩa là gì. Mã Siêu là anh em của Dương Thanh, lại là con rể của họ. Đây chính là cơ hội để nhà họ Ngải lên như diều gặp gió. Trong lúc hai người đang ân ái, đám cưới cũng bước vào bước quan trọng nhất. Xin hỏi chú rể có đồng ý làm chồng của cô Ngải Lâm, dù sau này khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo khó đều ở bên cạnh cô ấy suốt đời không? Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Quỳnh! Tiếng động thật lớn vang lên. Một chiếc quan tài đỏ chói được dỡ xuống khỏi xe tải. Giờ phút này, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn vị khách không mời mà đến này. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt vào người đang nói chuyện. Dương Thanh cũng nhìn sang, thấy kẻ cầm đầu là một người trung niên. Chính ông ta là người nói tặng quan tài. Anh còn từng gặp ông ta, chính là chú hai của Quan Duyệt, cũng là bố của Quan Hân, Quan Hồng Vĩ. Hôm qua Quan Hồng Vĩ còn tới bệnh viện định mắng chửi Quan Duyệt. Nếu không nhờ Quan Duyệt cầu xin, Dương Thanh đã ra tay với ông ta rồi. Nhưng tiền bưu đã xuất hiện tát Quan Hồng Vĩ vài phát. Dương Thanh chỉ nhìn ông ta một cái rồi nhìn sang bóng người quen thuộc sau lưng ông ta. Chính Quan Hân từng suýt bị Dương Thanh giết chết. Lúc trước Quan Duyệt từng nói Quan Hân được Quan Vương phái tới phụ trách Yến Đô. Nhưng giờ đây, bố cô ta lại chạy tới, rõ ràng hiện giờ Quan Hồng Vĩ mới là người phụ trách của nhà họ Quan ở Yến Đô. Vương tộc họ Quan, Yến Đô có gia tộc nào như vậy à? Ngu ngốc, làm sao Yến Đô có thể có vương tộc? Cả Chiêu Châu này chỉ có 5 vương tộc thôi, nhà họ Quan chính là một trong số đó. Trời ạ, người của vương tộc họ Quan cũng tới rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều khách khứa đều vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn một số người chưa từng nghe nói tới vương tộc. Xin hỏi ông là, lúc này, bố của Ngải Lâm là Ngải Minh Húc bước tới, cẩn thận hỏi. Mặc dù đối phương nói mình là người của vương tộc họ Quan, nhưng hôm nay là đám cưới của Mã Siêu và Ngải Lâm, đương nhiên ông ta phải ra mặt. Nhưng ông ta không biết tại sao một gia tộc khổng lồ như vương tộc họ Quan lại tới đám cưới này. Nếu đối phương thực sự đến để chúc mừng thì còn được, nhưng đối phương lại mang quan tài tới, rõ ràng không có ý tốt. Mã Siêu cũng vô cùng tức giận. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Quan Hồng Vĩ. Bốp! Người đàn ông trung niên tát vào mặt Ngải Minh Húc khiến ông ta bay ra xa mấy mét. Sảnh tiệc rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều hãi hùng nhìn người đàn ông trung niên. Một cái tát đánh bay một người trưởng thành, rốt cuộc ông ta mạnh tới mức nào? Bố! Ngải Lâm hét toáng lên, vội vàng chạy tới chỗ Ngải Minh Húc. Mã Siêu nghiến răng nghiến lợi quát, các người quá đáng rồi đấy. Lúc này, Quan Hân bước tới, châm chọc nhìn Mã Siêu, thế này không hề quá đáng, tất cả đều nhờ người anh em tốt của anh ban tặng đấy. Anh ta dám đắc tội nhà họ Quan, hôm nay chúng tôi chỉ đành phải tính sổ món nợ này. Sắc mặt Mã Siêu cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Thanh. Lúc này, trong mắt Dương Thanh đang lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Mã Siêu là anh em tốt nhất của anh. Anh đợi bao nhiêu năm mới đợi được đến ngày Mã Siêu lấy vợ. Vậy mà tại vì mình khiến nhà họ Quan chạy tới phá hoại ngày vui của Mã Siêu. Người đắc tội nhà họ Quan là tôi, có chuyện gì các người cứ nhằm vào tôi, sao phải phá đám cưới của anh em tôi? Dương Thanh nhìn Quan Hân, lạnh giọng nói, bây giờ các người rời đi, tôi có thể coi như không có gì, thậm chí còn đồng ý bồi thường cho nhà họ Quan. Bồi thường, mày suýt giết chết con gái tao, mày lấy gì ra bồi thường? Quan Hồng Vĩ giận dữ chất vấn. Hôm qua ông ta vừa xuống máy bay đã chạy đi tìm Quan Duyệt trả thù cho con gái, lại bị người của Dương Thanh tát mấy phát.